Ma La đột nhiên nói ra, đến, phi thường cường đại khí tức. Tất cả mọi người là bị kinh ngạc, tất cả mọi người minh bạch Ma La nói là người nào. Nói cũng là huyết tộc lão tổ tông A. Mọi người vốn là trong phòng khách ngồi. Nhưng lúc này, Ma La dẫn đầu đứng lên, hướng trong viện đi đến. Mọi người lập tức liền theo ở phía sau. Trong viện ánh đèn cùng cây cối thấp thoáng cùng một chỗ, ánh trăng cũng chiếu vào. Cái này sở hữu ánh sáng giờ phút này tựa hồ cũng hội tụ tại người đến trên thân. Người đến chính là Vân Lôi Nhi, Vân Lôi Nhi một thân quần dài trắng, giống như từ trong tiên cảnh đi tới, không dính vào giữa trần thế một tia cho bụi. La Quân cả đám lập tức nhìn ngốc. Mặc kệ là La Quân vẫn là Trầm Phong, hoặc là Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng. Bọn họ đều bị Vân Lôi Nhi mỹ mạo sợ ngây người. Dùng một câu Doãn Chí Bình lời nói tới nói, thế gian lại có như thế xinh đẹp nữ tử. Rất nhanh, La Quân cả đám cũng liền kịp phản ứng. Trong lòng mọi người suy nghĩ cũng là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ nàng cũng là huyết tộc lão tổ tông, Trầm Phong cái thứ nhất phát ra nghi vấn. La Quân sờ mũi một cái, nói, như là trước kia, ta khẳng định cho là nàng là Sân Sơ Rồ thân vương cháu gái. Hoặc là huyết tộc tiểu công chúa mới đúng. Ma La trầm giọng nói ra, các ngươi không cần đoán, nàng xác thực cũng là huyết tộc lão tổ tông, nàng là ngàn năm huyết yêu. Mà vào lúc này, Vân Lôi Nhi đã đi tới trước mặt mọi người. Ma La, Vân Lôi Nhi nhìn một chút Ma La, nàng lạnh lùng nói ra, Ma La, người ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn bắt ta thủ hạ? Ma La trầm giọng nói ra, Vân Lôi Nhi, việc đã đến nước này, chúng ta nhiều lời vô ích. Động thủ đi. Vân Lôi Nhi nói ra, tốt. Hai người này lại là nhận biết, lúc này cố nhân gặp mặt, lại là một lời không hợp, lập tức động thủ đứng lên. Lại nói Ma La tuy nhiên nhận biết Vân Lôi Nhi, nhưng vậy cũng là rất sớm chuyện khi trước. Hắn cũng chỉ là gặp một lần, nhưng hắn cũng không biết Vân Lôi Nhi cũng là huyết tộc lão tổ tông. Ma La trực tiếp biến hóa ra lúc đầu hình thái, cũng chính là màu đen quái thú bộ dáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, theo người khổng lồ xanh biến thân là một dạng một dạng. Sau đó, cái này màu đen quái thú gào thét một tiếng, nhất trảo tử hướng Vân Lôi Nhi quét tới. Vân Lôi Nhi trong mắt thần quang hiện lên, tiếp theo, nàng thân hình lóe lên, bạo lui ra ngoài. Ma La nhất trảo thất bại, liền muốn truy kích. Vân Lôi Nhi ngón tay động liên tục, trước mặt nàng dị quang chớp động, đột nhiên xuất hiện một cái ngân sắc quang luân. Cái kia quang luân nhanh chóng chuyển động. Ma La lên liền muốn nhất trảo đánh nổ cái này quang luân. Dù sao Ma La công kích, từ trước đến nay cũng là lấy bạo lực tăng trưởng. Bất quá lúc này, Vân Lôi Nhi chỉ là lạnh lùng quát, chư thiên sinh tử luân, chuyển. La Quân cả đám liền trông thấy Ma La đột nhiên thì biến mất tại cái kia một chùm sáng màn bên trong. Ngay sau đó, Vân Lôi Nhi thì thu cái kia ngân sắc quang luân tiến trong mi tâm. Hết thảy, khôi phục lại bình tĩnh. La Quân đám người nhất thời có chút mắt trợn tròn. La Quân thầm nghĩ, không có khả năng, Ma La nhất định sẽ rất mau ra tới. Vân Lôi Nhi ánh mắt quét về phía La Quân bên này, nàng ánh mắt rơi vào La Quân trên thân. Nàng phảng phất xem thấu La Quân tâm tư, nàng nói ra, Ma La đã bị ta chư thiên sinh tử luân đưa đến một vị diện khác trong không gian, hắn muốn trở về, ít nhất phải 3 ngày. La Quân bọn người trái tim lập tức chìm xuống. 3 ngày thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn a. Nhưng là 3 ngày thời gian lại có thể để La Quân bọn người chết không còn sót lại một chút cặn a. Đối mặt Vân Lôi Nhi cường giả như vậy, La Quân bọn người căn bản chính là cơ bản không có sức hoàn thủ. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, chúng ta chính là thần vực người, sư phụ ta chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Vân Lôi Nhi, người không có thể giết ta nhóm. La Quân lúc này cũng chỉ có thể cáo mượn oai hùng. Hắn biết mình dưới mắt cũng coi là xông ra di thiên đại họa, La Quân cảm thấy mình chết không sao, có thể liên lụy mấy vị huynh đệ cùng Trầm Mặc Nùng các nàng, cái này là La Quân lớn nhất không muốn nhìn thấy. Vân Lôi Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng nói ra, không quản các ngươi là ai, các ngươi chạy đến ta địa bàn lên dương oai, ta đem bọn ngươi giết, đây là ai đều không thể chỉ trích. La Quân tâm tiếp tục hướng xuống trầm xuống. Bất quá lập tức, Vân Lôi Nhi ngữ chuyển hướng, nói ra, bất quá các ngươi yên tâm. Ta không sẽ giết ngươi nhóm. La Quân đám người nhất thời thở phào một hơi, người chỉ có còn sống, mới có hy vọng a. Vân Lôi Nhi nói tiếp, đem ta người thả ra đi. La Quân nơi đó còn dám chỉ hoãn, lập tức nói, tốt, ta cái này qua thả.
tình thế bức người a. La Quân lúc này cũng chỉ có thể thức thời vì Tuấn Kiệt. Bọn họ đều không nghĩ tới Ma La thế mà thì tại như vậy vừa đối mặt bên trong cho biến mất. Khiến La Quân yên tâm là, hắn không cần lo lắng Ma La sẽ chết. La Quân cùng Mạc Vũ rất nhanh liền đem Sân Sơ Rồ Thân Vương, Varai còn có Bạch Tuyết các nàng toàn bộ mời đi ra. Những người này mỗi một cái đều là bản thân bị trọng thương, uể oải không chịu nổi. Lão Tổ Tông, Sân Sơ Rồ Thân Vương nhìn thấy Vân Lôi Nhi về sau, kích động không thôi, hắn giãy giụa lấy muốn quỳ đi xuống. Sân Sơ Rồ, ngươi không cần đa lễ. Vân Lôi Nhi ngăn cản. Varai, Bạch Tuyết bọn người thì là kinh ngạc nhìn về phía Vân Lôi Nhi, các nàng tuyệt đối nghĩ không ra Lão Tổ Tông thì ra là như vậy tuổi trẻ mỹ lệ một cô gái con a. Các ngươi còn không mau gặp qua Lão Tổ Tông. Sân Sơ Rồ lập tức đối Varai còn có Bạch Tuyết bọn họ quát lớn. Varai mấy người cũng thì lập tức nói, hạ thần gặp qua Lão Tổ Tông. Vân Lôi Nhi từ tốn nói, các ngươi đều đứng lên đi. Sau đó, nàng mi đầu hơi hơi nhíu lên. Nàng cau mày lúc phá lệ mỹ lệ, khiến người ta nhịn không được làm đau lòng. Vân Lôi Nhi nói ra, ta đến cho các ngươi liệu thương. Chỉ gặp nàng nói vừa xong, bỗng nhiên tay áo dài vung lên. Thánh quang phổ chiếu. Nhất thời, thánh khiết tia sáng chói mắt lóe ra tới. Giờ khắc này, Vân Lôi Nhi giống như nữ thần tự do. Cái kia thánh khiết quang mang vẩy chiếu vào trong sân nhỏ, cũng vẩy chiếu vào La Quân bọn người trên thân. Thế là, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thánh khiết quang mang bên trong, tinh tế mưa bụi rơi xuống. Cái kia một cái chớp mắt kỳ dị tới cực điểm, La Quân bọn người chỉ cảm thấy những này mưa bụi rơi xuống trên thân, rất nhanh liền thẩm thấu đến trong da. Sau đó, những này mưa bụi trong thân thể bắt đầu hội tụ thành từng tia khí lưu. La Quân phát giác ra mưa này tia cũng không phải là đan dược bên trong chỗ sinh ra dinh dưỡng, hắn cảm thấy thân thể rất lợi hại thư sướng, trừ cái đó ra, thật không có còn lại cảm thụ. Nhưng những này mưa bụi đối với Sân Sơ Rồ bọn họ những này thụ thương người mà nói, liền thành linh đan diệu dược. Mưa bụi thoải mái bọn họ thụ thương phế phủ, khơi thông tụ huyết các loại. Trời ạ, các ngươi nhìn. Mạc Vũ bỗng nhiên cả kinh kêu lên, hắn vừa nói chỉ mặt đất. La Quân mấy người cũng nhìn sang, lập tức liền giữ nhà mặt đất kia bên trên, lục sắc chồi non lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra. Mặt đất kia là lót gạch xanh đệm, những này chồi non từ gạch xanh khe hở bên trong điên cuồng sinh trưởng, tựa như là mọc lên như nấm một dạng. Chỉ một lúc sau, những cái kia chồi non đã trưởng thành một gốc dài nửa gạo cỏ đuôi chó. Đây quả thực là tạo hóa kỳ tích. Mà lại lúc này, Sân Sơ Rồ Lão Thân Vương, Bạch Tuyết đám người sắc mặt hồng nhuận. Bọn họ thương thế cũng xác thực đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đồng thời, Vân Lôi Nhi thu thánh quang phổ chiếu thần thông. La Quân cả đám, bao quát Sân Sơ Rồ Lão Thân Vương bọn họ đối Vân Lôi Nhi chiêu này thần thông đều chấn kinh tới cực điểm. Mọi người thường nói hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng đó bất quá là tân trang từ ngữ. Nhưng Vân Lôi Nhi cái này là sống sờ sờ, tránh thức hóa mục nát thành thần kỳ a. Lão Tổ Tông đại thần thông, hạ thần bội phục, Sân Sơ Rồ Thân Vương sợ hãi thán phục nói. Vân Lôi Nhi sắc mặt nhàn nhạt, không có chút nào tốt sắc. Nàng đối Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, Namala đã bị nhốt, coi như hắn phá buồn ngủ đi ra, ta cũng có chừng trị hắn thủ đoạn. Cho nên, các ngươi không cần lại lo lắng Mala. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, đa tạ Lão Tổ Tông. Hắn đón đến, nói ra, Lão Tổ Tông, những người này vô tội xâm phạm. Chúng ta nên xử trí như thế nào bọn họ? Lời này, Sân Sơ Rồ Thân Vương là nhằm vào La Quân một đoàn người tới nói. Dưới mắt La Quân một đoàn người không có Ma La đến chèo chống, bọn họ xác thực đã là giao thất bên trên thịt cá. Người cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào? Vân Lôi Nhi hỏi. Sân Sơ Rồ Thân Vương ánh mắt lộ ra rét lạnh sát cơ, hắn nói ra, toàn bộ đều đáng chết. Vân Lôi Nhi nhìn Sân Sơ Rồ Thân Vương liếc một chút, nàng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, Lão Thân Vương, ngài niên kỷ lớn như vậy, không nghĩ tới sát lục chi tâm vẫn là không giảm năm đó a. Người không phạm ta, ta không phạm người, là bọn họ khinh người quá đáng, nếu không giết những người này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra. La Quân bọn người không nói một lời, trong lòng mọi người khuất nhục khó bình. Nhưng bây giờ đối mặt Vân Lôi Nhi cùng Sân Sơ Rồ dạng này cao thủ, bọn họ coi như muốn phản kháng, vậy cũng là không có chút nào tư cách a. Bất quá lập tức, Vân Lôi Nhi lời nói cho La Quân bọn người hy vọng.
Vân Lôi Nhi nói ra, những người này, ngài không thể giết. Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng Bạch Tuyết bọn người không khỏi khẽ giật mình, Bạch Tuyết bọn người đương nhiên sẽ không đối La Quân bọn người có chút lòng thương hại. Sân Sơ Rồ Thân Vương cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết Lão Tổ Tông cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Lão Tổ Tông, ngài là có dặn dò gì cùng phân phó sao? Sân Sơ Rồ Thân Vương lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi tự hành trở về đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương bọn người ngơ ngẩn, trong lòng bọn họ đều có lo nghĩ, bất quá Sân Sơ Rồ Thân Vương vẫn là nói, vâng, Lão Tổ Tông. Hắn nói xong cũng chuẩn bị đi. Trong lúc này Huyết Vương Thụy Lân lập tức nhỏ giọng nói ra, điện hạ, bọn họ cướp chúng ta giới tu di. Sân Sơ Rồ Thân Vương nhìn một chút Thụy Lân, lại nhìn La Quân bọn người liếc một chút. Ánh mắt của hắn sau cùng lại rời đến Lão Tổ Tông Vân Lôi Nhi trên thân. Vân Lôi Nhi lại là không có để ý cái này một gốc giả. La Quân bọn người gặp Vân Lôi Nhi đều không mở miệng, bọn họ tự nhiên mừng rỡ đi theo giả bộ hồ đồ. Sân Sơ Rồ Thân Vương không dám nhiều lời, liền đối với Thụy Lân nói, sau này hãy nói đi. Hắn nói xong cũng hướng Lão Tổ Tông cáo từ, sau đó liền dẫn Bạch Tuyết bọn người rời đi Già Lam nhà trọ. Những người này sau khi đi, La Quân chờ người đối mặt Vân Lôi Nhi thì có vẻ hơi tâm thần bất định. Không có người biết Vân Lôi Nhi trong hồ lô đến bán là thuốc gì. Vân Lôi Nhi ánh mắt liếc nhìn hướng La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm ba người. La Quân ba người đối mặt Vân Lôi Nhi ánh mắt, bọn họ đồng đều cảm giác được có chút không được tự nhiên. Vân Lôi Nhi trầm mặc sau một lúc lâu từ tốn nói, ba người các ngươi đi theo ta. Nàng nói xong xoay người rời đi. La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trầm Phong lớn nhất trước khi nói ra, đi thôi, hắn đã theo sau. Đại ca Trầm Phong mãi mãi cũng là lớn nhất quyết đoán cùng bá lực. La Quân cùng Tần Lâm ngay sau đó thì theo sau. Trước khi đi, La Quân đối Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần lo lắng, nếu như nàng muốn giết chúng ta, không cần phí những này trắc trở. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể nói ra, cẩn thận nhiều. Mạc Phú ở một bên cũng là một mặt lo lắng, bất quá hắn chỉ nói là một tiếng bảo trọng. La Quân ba người theo Vân Lôi Nhi ra Già Lam nhà trọ. Vân Lôi Nhi một đường đi thẳng về phía trước, La Quân ba người theo thật sát ở phía sau. Đây là một cái rất lợi hại kỳ lạ tràng cảnh, dưới bóng đêm, ánh trăng trong sáng. Mỹ lệ, thuần khiết như công chúa Bạch Tuyết thiếu nữ đi ở phía trước. Đằng sau ba tên nam tử theo sát. Cứ như vậy đi thẳng 2 giờ, bốn người này mặc dù là đang bước đi, nhưng lại so bất luận kẻ nào lái xe đều muốn nhanh. Sau 2 giờ, mọi người cứ nhưng đã đi tới ép sơn mạch một nơi. Đây là sơn mạch phía dưới, phía trước là nguy nga vách núi, bốn phía thì là rộng lớn tầng nham thạch. Vân Lôi Nhi tìm một chỗ trống trải địa phương, lúc này trăng sáng chiếu ở trên người nàng phảng phất xoanh một tầng thánh khiết quang mang. Ba người các ngươi, bằng vào ta làm trung tâm, làm thành một vòng tròn ngồi xếp bằng. Vân Lôi Nhi từ tốn nói. La Quân ba người theo lời mà ngồi, đoạn đường này đến, ba người cũng không có giao lưu, nhưng ba người đều là thông minh hạng người, đã đoán ra một số manh mối. Vì cái gì chỉ gọi ba người bọn họ đến? Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn ba người là nam, cái kia Mạc Vũ cũng là nam. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ tới ba trên thân người đến có cái gì giống nhau đặc điểm. Duy nhất đặc điểm chính là mình ba người này đều là thiên mệnh giả. La Quân đầu óc chuyển rất nhanh, Vân Lôi Nhi đã không giết chính mình những người này, như vậy thì nhất định là muốn sử dụng. Hoặc nói là, nàng muốn theo dựa vào chính mình ba người này khí vận đến trấn Hưng Hoàng Kim huyết tộc. La Quân nghĩ tới chỗ này, Trầm Phong, Tần Lâm cũng nghĩ đến. Vân Lôi Nhi tại ba người sau khi ngồi xuống, nàng cũng ngồi xếp bằng. Vân tiền bối, ngài muốn chúng ta tới nơi này, là vì cái gì? La Quân trầm giọng nói ra, ta nghĩ chúng ta hẳn là có tối thiểu cảm kích quyền. Ở trong lòng khẳng định một số ý nghĩ về sau, La Quân ba người lá gan cũng liền lớn hơn một chút. La Quân hỏi trước, ta không họ Vân, Vân Lôi Nhi rất nghiêm túc trả lời một câu. La Quân nhất thời ngẩn ngơ. Tần Lâm cùng Trầm Phong kém chút không có cười ra tiếng. La Quân sắc mặt cổ quái tới cực điểm, hắn là thật không nhìn ra Vân Lôi Nhi còn có u lãnh lặng yên a. Sau đó, Vân Lôi Nhi nói ra, tìm các ngươi tới, các ngươi cũng cần phải đoán được, đây là một cái hợp tác. Ngài muốn hợp tác thế nào? Trầm Phong hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra,
ta chỗ suy nghĩ là trận này sát kiếp, không hề nghi ngờ, hoàng kim huyết tộc cũng tại sát kiếp bên trong. Mà ta lập tức cũng muốn đi thiên ngoại thiên độ ta tự thân ma kiếp. Cho nên tại trận này sát kiếp bên trong, ta cũng không thể lực đến bảo hộ hoàng kim huyết tộc. Hoàng kim huyết tộc chính là ta một tay sáng lập, cho nên cho dù là ta, cũng không thể ngoại lệ. Ta muốn giữ lại hoàng kim huyết tộc mạch này. Nàng đón đến, nói ra, mà ba người các ngươi đều là thiên mệnh giả, như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể chỉ huy hoàng kim huyết tộc đi qua trận này sát kiếp. Vừa vặn, ba người các ngươi cũng chính cần hoàng kim huyết tộc dạng này cơ sở cùng trợ lực. La Quân nhất thời hưng phấn lên, đây là trên trời rơi xuống cái đại đĩa bánh A. Xem ra chính mình đến quận Bo thật đúng là từ nơi sâu xa sớm có nhất định A. Nếu như mình có hoàng kim huyết tộc đến giúp đỡ, như vậy chính mình tích xúc trong nháy mắt thì sâu dày. Đến lúc đó còn có ma la tọa chấn. Chính mình cái này hai lần, cũng đã có thể theo thần vực thâm hậu như vậy tích xúc chống lại. Đương nhiên, La Quân cũng biết mình địch nhân cũng không phải là thần vực. Hắn cũng không dám thật theo thần vực chống lại, muốn là đem cái kia thần đế dẫn ra, khả năng lại phải bi kịch. La Quân cũng coi là minh bạch, những này siêu cấp cường giả tuyệt đối không phải có thể sử dụng phía bên mình số lượng tới làm so sánh cùng chống lại. Tiền bối, ngài yên tâm. Chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo trụ hoàng kim huyết tộc. La Quân lập tức làm cam đoan. Gia hỏa này cái này là hoàn toàn không muốn mặt mũi. Trầm Phong cùng Tần Lâm tự nhiên cũng không có ý kiến. Vân Lôi Nhi nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả bên trong tối cường giả, ta muốn ngươi tới làm hoàng kim huyết tộc huyết hoàng. Nàng sau khi nói xong lại quét mắt Trầm Phong cùng Tần Lâm, nói, hai người các ngươi nguyện ý phối hợp hắn sao? La Quân giật mình, hắn lập tức nói, tiền bối, vẫn là ta đại ca tới làm huyết hoàng. Ta cùng nhị ca đều nguyện ý phối hợp ta đại ca. Vân Lôi Nhi nói ra, hắn không được, hắn sát khí quá nặng, nếu là từ hắn tới làm huyết hoàng, không biết muốn chết bao nhiêu ta huyết tộc chiến sĩ. Trầm Phong liền cũng nói, tam đệ, đã tiền bối tuyển ngươi, ngươi thì không cần nói nhiều. Hắn đón đến, mỉm cười, nói ra, ngươi còn sợ ta hội giận ngươi. Đại ca có như thế bụng dạ hẹp hòi. La Quân gặp Trầm Phong nói như vậy, hắn liền cũng yên lòng. Hắn biết Trầm Phong là cái nói một là một, nói hai là hai người. Sau đó, Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng đối Vân Lôi Nhi cùng kêu lên nói ra, tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tam đệ. Vân Lôi Nhi nói ra, cái kia tốt, nàng đón đến, lại nói, trước lúc này, ta nhất định phải cam đoan các ngươi huyết thống cũng là thuộc về hoàng kim huyết tộc. Như thế, các ngươi cũng mới có thể để cho hoàng kim huyết tộc người phục tùng các ngươi. La Quân nghe vậy trong lòng đại hỉ, lúc trước hắn thì ngấp nghé qua hoàng kim huyết tộc cái này thần kỳ huyết mạch. Nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng bây giờ, hoàng kim huyết tộc lão tổ tông muốn truyền lục soát chính mình bực này thần kỳ huyết mạch, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tuy nhiên Ma La nói qua huyết mạch này thần kỳ về thần kỳ, nhưng cũng có chí mạng hạn chế. Cái kia chính là khó mà ngưng kết pháp đan, thành tựu thái hư trọng thiên. Bất quá, La Quân vẫn cảm thấy, mình có thể trước phải huyết mạch này, làm bản thân lớn mạnh. Sau đó lại bắt đầu muốn đằng sau biện pháp. Dù sao, cái này hạn chế cũng không phải là tuyệt đối không thể đột phá, phía trước là có tiền lệ. La Quân ý nghĩ là trước dầu lên lại nói, còn dầu lên sau mang đến phụ diện ảnh hưởng thì là đến lúc đó lại nói. Tựa như là cải cách giải phóng lúc các thủ trưởng nói. Trước hết để cho một bộ phận người giàu lên. Bây giờ tuy nhiên có rất nhiều tệ nạn, nhưng không thể phủ nhận là, quốc gia tiến bộ đó là tương đối lớn A. Lúc này, Trầm Phong mở miệng nói ra, tiền bối, vãn bối nghe Ma La nói qua, ngài cái này huyết mạch chi lực tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại không cách nào ngưng kết pháp đan. Không biết việc này có phải là thật hay không? Vân Lôi Nhi nhìn Trầm Phong liếc một chút, nói ra, không sai. Tiền bối kia ngài cùng Sơn Sơ Rồ Thân Vương là sao có thể ngưng kết pháp đan? Trầm Phong lập tức hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, xem ra trong lòng các ngươi còn có lo nghĩ. Cũng tốt, ta hôm nay thì cùng các ngươi trước tiên nói một chút ta lai lịch. Nàng đón đến, nói ra, ta chính là ngàn năm huyết yêu, cùng Na Ma Roi dạng, đều là bên trong thiên địa kỳ lạ tồn tại. Khác biệt là, Ma La chính là nhân loại tế bào biến dị. Mà ta vốn là một tòa đảo hoang bên trên bồ đề huyết sen. Này bồ đề huyết sen tại 2.000 năm trước có không ít. Về sau bởi vì khí hậu biến hóa, bồ đề huyết sen lần lượt diệt tuyệt. Nhưng ta sinh ở cái kia tịch mịch trên cô đảo, tuy nhiên gió táp mưa sa, nhưng ta một mực sống sót.
Bồ đề huyết sen, ta tâm chính là huyết liên bên trên bồ đề. Ta tại gió táp mưa xa bên trong cũng tiếp nhận nhật nguyệt tinh hoa thoải mái. Cũng là như thế, qua số trăm năm về sau, ta dần dần bắt đầu có chính mình ý thức. Sau cùng, ăn huyết liên bên trên huyết bồ đề, dần dần, ta sinh ra có thể rời đi huyết liên nguyên thần. Như thế về sau, ta tiếp tục tại trong đảo sinh hoạt, lại bắt đầu hút các loại loài cá huyết dịch. Ta nguyên thần dần dần cường đại. Lại 100 năm sau, ta nguyên thần phụ thân đến một đầu bạc cá mập trên thân. Ta rời đi tòa kia đảo hoang. La Quân bọn người nghe tập trung tinh thần, Vân Lôi Nhi cùng Ma La tồn tại đều là thế gian kỳ diệu sự tình. Tựa như là Liêu Trai Chí Dị, Hồ Yêu Kỳ Đàm, Sơn Hải Kinh kỳ diệu như vậy. Nhưng này chút đều là hư huyễn. Mà trước mắt lại là thấy được, chân thực tồn tại. Tại Vân Lôi Nhi cùng Ma La trên thân, phảng phất có thể trông thấy lịch sử bóng dáng. Vân Lôi Nhi nói ra, ta huyết mạch đến là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng là ta về sau phát hiện ta càng hút ăn nhân loại tinh khiết huyết dịch, lực lượng thì càng phát ra cường đại. Cũng là bởi vì này, ta phải huyết yêu cái danh xưng này. Sau cùng, ta lực lượng cường đại sau lại trở lại tòa kia đảo hoang, bằng vào ta cái kia huyết liên pháp thân ngưng tụ ra bây giờ thân thể. Theo nhiều năm như vậy tu luyện, ta thân thể cũng càng phát ra hướng tới hoàn mỹ trạng thái. Nàng nói nhiều như vậy, lại vẫn là không có giải thích vô pháp ngưng kết pháp đan sự tình. La Quân mấy người cũng không nóng nảy, kiên nhẫn nghe. Vân Lôi Nhi nói ra, bởi vì ta bản thân liền là pháp đan nguyên thần, cho nên cũng không có ngưng kết pháp đan nan đề. Nhưng là Sơn Sơ Rồ nhóm này lão thân vương về sau thật là đứng trước vô pháp ngưng kết pháp đan vấn đề. Đây là bởi vì bọn họ chỉ là truyền thừa ta huyết mạch, nhưng là bọn họ thân thể lại thành ngưng kết pháp đan lớn nhất trở ngại. Tiền bối, cái kia về sau bọn họ là như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này? La Quân lập tức hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, đó là bọn họ vận khí tốt, ta tại du lịch bên trong tìm được một chỗ sơn động. Trong sơn động còn lại 10 cây bồ đề huyết sen. Ta để bọn hắn ăn huyết bồ đề, lại lấy huyết liên pháp thân đến gột rửa bọn họ thân thể, sau cùng mới rốt cục thành tựu pháp đan. La Quân bọn người nghe vậy không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cái kia thế gian này hẳn là còn có bồ đề huyết sen tồn tại a? Tần Lâm nhịn không được hỏi. Vân Lôi Nhi nói ra, ta cũng không dám nói tuyệt đối không có, nhưng hẳn là cực thưa thớt. Muốn tìm được, rất khó. Các ngươi về sau có thể hay không tìm tới, muốn nhìn tạo hóa. Mà lại, đến lúc đó ta đã không tại cái này trên địa cầu. Các ngươi tìm tới, chỉ sợ cũng không ai tới giúp các ngươi gột rửa thân thể. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Thế gian sự tình, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Nhưng quá trình này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Các ngươi đều là thiên mệnh giả, thủy chung sẽ không bị cực hạn ở cái này phạm vi nhỏ bên trong. Nhưng đến họp là kỳ ngộ gì, ta cũng thấy không rõ lắm. Mà dưới mắt, để cho các ngươi cấp tốc cường đại lên, ta huyết mạch truyền thừa thì là trước mắt các ngươi lớn nhất một cọc cơ duyên. La Quân bọn người nghe vậy cũng cảm thấy Vân Lôi Nhi nói có đạo lý. Thực La Quân cũng là theo Vân Lôi Nhi một dạng ý nghĩ, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần có thể cấp tốc cường đại lên, hắn tịnh không để ý dùng thủ đoạn gì cùng phương thức. Các ngươi còn có nghi vấn sao? Vân Lôi Nhi sau đó hỏi. Không có, La Quân bọn người cùng kêu lên nói ra. Cái kia tốt, Vân Lôi Nhi ngay sau đó nói ra, toàn bộ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chạy không. Tại ta truyền thừa huyết mạch thời điểm, không quản các ngươi trong đầu kinh lịch hạng gì tâm ma, toàn bộ đều muốn bất phi sở động. Các ngươi là thiên mệnh giả. Ta tin tưởng các ngươi có năng lực như thế. Nếu như các ngươi bị tâm ma chúa tể mà chết, vậy cũng chỉ có thể quái chính các ngươi trúng đích đáng chết. La Quân ba người lập tức theo lời mà làm. La Quân tâm thần trong nháy mắt chạy không, không mang theo bất luận cái gì tạp niệm. Vân Lôi Nhi cũng là ngồi xếp bằng, nàng đột nhiên cong ngón búng ra, lập tức liền bắn ra một giọt tươi đẹp đến cực hạn huyết châu tới. Cái kia huyết châu đến không trung, đột nhiên thì đứng yên bất động. Một màn này là rất lợi hại kỳ dị. Sau đó, Vân Lôi Nhi lại bắn ra hai giọt huyết châu. Hết thảy ba giọt huyết châu. Ba giọt huyết châu đều là Vân Lôi Nhi huyết mạch tinh hoa vị trí. Sau đó, Vân Lôi Nhi lại xòe bàn tay ra, cái kia ba giọt huyết châu lập tức liền rơi xuống Vân Lôi Nhi trắng như tuyết trên bàn tay. Ba giọt huyết châu tựa như là ba hạt huyết bồ đề, ngưng tụ không tan. Vân Lôi Nhi một cái tay khác liền kết pháp ấn. Trong tay nàng doanh ra thánh khiết quang mang tới.
đây đều là Vân Lôi Nhi cường đại nguyên thần chi lực. Dậy, Vân Lôi Nhi khẽ quát một tiếng, cái kia thánh khiết quang mang lập tức chiếu rọi tại ba giọt huyết bồ đề phía trên. Huyết bồ đề điên cuồng hấp thu thánh quang, chỉ chốc lát về sau, cái này ba giọt huyết bồ đề thế mà bắt đầu lớn mạnh. Ngay sau đó, ba giọt huyết bồ đề đột nhiên thì đứng lên, biến thành ba cái tiểu huyết nhân. Ba cái tiểu huyết nhân thì theo tiểu người giấy một dạng. Chúng nó lại có cái mũi có mắt, còn phát ra chít chít chách chách thanh âm tới. Mẹ mụ, mụ mụ, ba cái tiểu huyết nhân đối Vân Lôi Nhi hô. Vân Lôi Nhi trong mắt hiện ra ôn nhu quang mang đến, sau đó, nàng còn nói thêm, ngoan, đều đi thôi. Ba cái tiểu huyết nhân ân một tiếng, lập tức liền bay lên, phân biệt hướng phía La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm trong miệng bay đi. Há mồm, Vân Lôi Nhi quát một tiếng. La Quân ba người lập tức vô ý thức há mồm, bọn họ tâm thần chạy không, cho nên tâm thần hoàn toàn bị Vân Lôi Nhi thanh âm khống chế. Ba cái kia tiểu huyết người lập tức liền chui vào đến La Quân ba người trong miệng. La Quân chỉ cảm thấy tiểu huyết người tiến vào trong miệng, ngay sau đó thì lại ngưng tụ thành một giọt máu bồ đề. Huyết bồ đề chảy vào La Quân trong thân thể, cái này huyết bồ đề bản thân tản mát ra vô cùng nóng rực khí tức tới. La Quân đau đến rên lên một tiếng. La Quân cưỡng ép cắn răng nhịn xuống. Huyết bồ đề y nguyên ngưng tụ không tan, nhưng nó ở chỗ đó phương, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Huyết bồ đề tại tịnh hóa huyết dịch, đem La Quân trên thân huyết dịch trở nên theo huyết bồ đề một dạng. Chỉ một lúc sau, huyết bồ đề tại La Quân toàn thân cao thấp chậm chạp bôn tẩu, cái này huyết bồ đề chỗ đến, đều là nóng hổi vô cùng. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân huyết dịch đang thong thả sinh ra biến hóa. La Quân thân thể một mực ở vào vô cùng trong đau đớn. Cũng may La Quân trước đó cũng kinh lịch không ít đau đớn, cho nên loại này đau đớn trình độ, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có thể tiếp đó, huyết bồ đề muốn đi vào đến La Quân đầu lâu bên trong. Đây chính là nguy hiểm nhất. Giống. Huyết bồ đề khi tiến vào La Quân đầu lâu trong nháy mắt, La Quân chỉ cảm thấy đầu oanh một cái, đây là tê tâm liệt phế đau đớn a. Cả cái đầu đều đã sôi trào. Người sốt cao tài cao nhất 42 độ. Mà La Quân đầu đã đạt tới 100 độ trở lên. Cái này là có thể để thân thể tự đốt trình độ. Nếu không phải La Quân tu vi đến hóa thần cảnh bên trên, có thể đem thân thể dịch axit tính vật chất khống chế lại, hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. Giờ này khắc này, Trầm Phong, Tần Lâm cùng La Quân là bình thường tình cảnh. La Quân chỉ cảm thấy trong đầu tâm ma bất ngờ bộc phát, hắn trông thấy Trần Thiên Nhai lại giữ tợn cười, Trần Diệc Hàn đang vũ nhục Linh Nhi, Lâm Văn Long từng bước ép sát. Những này toàn bộ đều là La Quân tâm ma. Giống, La Quân lệ hống một tiếng, hắn hai mắt máu bắt đầu hót. Trần Thiên Nhai, Lâm Văn Long, Trần Diệc Hàn, các ngươi cho là ta hội hướng các ngươi khuất phục sao? Tuyệt sẽ không. Toàn bộ cút cho ta. La Quân cắn răng gầm thét. Trong một chớp mắt, chỗ có tâm ma xua tan. Cái kia đau đớn cảm giác liền cũng rõ ràng. Vân Lôi Nhi đem La Quân biểu hiện nhìn ở trong mắt, nàng trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Cái này La Quân, không hổ là mạnh nhất thiên mệnh giả, tính cách kiên định, trước đây chưa từng gặp. Sau đó, Vân Lôi Nhi ánh mắt lại đến Trầm Phong trên thân. Nàng trông thấy Trầm Phong tâm ma xuất hiện nháy mắt, Trầm Phong liền đem chém xuống. Vân Lôi Nhi khẽ nhíu mày, nàng nói thầm, tiểu tử này, lệ khí quá lớn, thủ đoạn độc ác, cũng là ta trước đây chưa từng gặp. Liền xem như ma la, cũng không kịp hắn sát phạt quyết đoán. Thật sự là trời sinh sát tinh. Ngay sau đó, Vân Lôi Nhi vừa nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm lại là căn bản không có tâm ma. Vân Lôi Nhi hơi hơi ngoài ý muốn, nàng tâm đạo, thế mà còn có hay không tâm ma người, xem ra kẻ này nhưng trong lòng thì lớn nhất chính trực không thẹn. Tiểu tử này cũng là ta cuộc đời không thấy. Nàng sau đó nói thầm, cái này ba cái thiên mệnh giả, mỗi một cái đều có đặc điểm. Trầm Phong thứ nhất tâm ngoan, Tần Lâm lại là thứ nhất chính trực, La Quân là thứ nhất cứng cỏi. Ba người này lại có thể kết trở thành huynh đệ, quả nhiên là kỳ quái cực kỳ. Lúc này, La Quân rốt cục cảm giác thân thể đã bình tĩnh trở lại. Tại Vân Lôi Nhi trong mắt, La Quân trong mắt ba người đều có một vệt huyết sắc. Tiền bối, ba người cùng kêu lên hướng Vân Lôi Nhi hô. Vân Lôi Nhi liếc nhìn ba người liếc một chút, nàng bỗng nhiên cười cười, nói ra, cảm giác thế nào? La Quân thủ trước khi nói ra, giống như không có cảm giác gì, như trước kia một dạng. Trầm Phong cùng Tần Lâm nói ra, chúng ta cũng giống như vậy cảm giác. Vân Lôi Nhi nói ra,
ba người các ngươi truyền thừa ta huyết mạch, so sân sơ rồ những lão thân vương đó còn muốn thuần chủng. Dù sao lúc ấy ta truyền thừa bọn họ lúc, công lực không như bây giờ tinh thuần. Nàng đón đến, nói ra, các ngươi bây giờ còn chưa có cảm giác, bất quá về sau sẽ có một đoạn thống khổ lịch trình. Bởi vì các ngươi nhất định phải hút tươi mới nhất tinh thuần người sống nữ tử huyết dịch. Không phải vậy lời nói, thân thể các ngươi liền sẽ tự thiêu mà chết. Ba ngày sau đó, nếu là vượt qua cái này kỳ hạn, các ngươi liền có thể tự hành khống chế huyết dịch. La Quân cùng Tần Lâm nhất thời bị kinh ngạc. Vân Lôi Nhi quét mắt một vòng Trầm Phong, nàng nói ra, xem ra cũng thật sự là thiên ý. Vân Lôi Nhi nhìn một chút Trầm Phong, nói ra, xem ra cũng thật sự là thiên ý. Sau đó, nàng thì không hề tiếp tục nói. La Quân bọn người không khỏi hiếu kỳ, nhưng là Vân Lôi Nhi không nói, bọn họ cũng liền không tốt hỏi lại. Nhưng thực, Trầm Phong đang suy nghĩ một cái chớp mắt sau cũng liền minh bạch Vân Lôi Nhi nói là có ý gì. Trầm Phong biết mình hai cái này đệ đệ đều không phải là có thể lạm sát kẻ vô tội người. Tam đệ tuy nhiên cũng có tâm ngoan quyết đoán, nhưng muốn hắn đi giết không liên quan người, hắn làm sao cũng không xuống tay được. Về phần nhị đệ Tần Lâm, vậy liền lại càng không cần phải nói. Nhưng bây giờ, ba người lại nhất định phải hút nữ tử máu tươi. Tại sao là nữ tử máu tươi? Điểm này Trầm Phong rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, đó là bởi vì Vân Lôi Nhi huyết mạch thuần dương cùng cực, tùy thời có tự thiêu khả năng. Mà nữ tử máu tươi thuần âm, làm theo có thể đem tự thân huyết dịch dung hợp một số. Vân Lôi Nhi sở dĩ nói là thiên ý, đó là bởi vì hai cái này đệ đệ vốn nên chết đi như thế. Bởi vì bọn hắn không chịu giết người. Nhưng lại có chính mình cái này sát ma tồn tại, cho nên mình có thể cứu hai cái này đệ đệ. Đây chính là thiên ý. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vân Lôi Nhi theo rồi nói ra, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, tiếp xuống đường muốn làm sao đi, vậy liền xem các ngươi tạo hóa. Nàng sau khi nói xong, ngón tay hướng mặt đất nhất chỉ. Hỏa hồng sắc quang mang lập tức thoáng hiện, sau đó, quang mang kia chỗ xuất hiện nhất tôn huyết liên ngai vàng. Vân Lôi Nhi liền chuẩn bị đứng lên trên, La Quân bỗng nhiên hô, tiền bối. Vân Lôi Nhi nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, ngươi còn có việc. La Quân nói ra, tiền bối, ta chỉ là rất kỳ quái một việc. Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng kỳ quái nhìn về phía La Quân, lại là không hiểu hắn muốn hỏi cái gì. Sự tình gì? Vân Lôi Nhi hỏi. La Quân nghiêm mặt nói ra, ngài máu này sen ngai vàng là thế nào xuất hiện? Vì cái gì nhìn hiệu quả theo một số điện ảnh và truyền hình đặc hiệu một dạng? Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta biết, bất kỳ vật gì cũng sẽ không từ không nói có. Vấn đề này nhìn như hỏi rất lợi hại không rõ đầu đuôi, nhưng là La Quân thật sự là hiếu kỳ. Hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì cùng vật thể đều là có đạo lý có thể giảng, có dấu vết mà theo. Mà Vân Lôi Nhi đột nhiên biến huyết liên ngai vàng chiêu này, hắn thực sự không hiểu nhiều. Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng là ngẩn ngơ, bọn họ lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Vân Lôi Nhi giật mình khẽ giật mình, hiển nhiên nàng đối với La Quân vấn đề như vậy cũng rất im lặng. Bất quá nàng vẫn là tính nhẫn nại tử nói ra, máu này sen ngai vàng là ta luyện chế pháp bảo, huyết liên ngai vàng từ huyết liên tinh hồn luyện thành nhất tôn nguyên thần. Bình thường huyết liên nguyên thần bị ta cất giữ tại trong mi tâm. Ta đầu ngón tay điểm ra, huyết liên nguyên thần lập tức từ mi tâm thoát ra. Sau đó ta lấy tự thân pháp lực ngưng tụ huyết liên nguyên thần. Như thế, huyết liên ngai vàng hình thành, tôn này huyết liên nguyên thần lực niệm lực cường đại, hấp thu từ trường, phần tử, lực lượng đạt tới 3 vạn cân. Nhân hồn phách đều có thể tại bên trên bầu trời phi hành, nhưng hồn phách quá yếu, phong nhi thổi liền sẽ bị thổi tan. Mà ta huyết liên nguyên thần bị ta tu luyện, đã đạt tới có thể đại thành, hiển hình, ngự vật cấp độ. Đây cũng chính là ta có thể thân thể phi hành đạo lý. Trên thực tế, thân thể là có ràng buộc, nếu như không tá trợ ngoại lực, ta thân thể là vĩnh viễn không thể có thể bay lên trời khoảng không. Ngươi hiện tại đã biết rõ cái đạo lý sau này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới Trung Hoa Đại Đế cùng Ma Đế Trần Thiên Nhai. Mình tại nhìn thấy bọn họ lúc, bọn họ tuy nhiên có thể phi thiên độn địa. Nhưng này giống như đều không phải là bọn họ thân thể, mà chính là hư không nguyên thần. Dưới mắt Vân Lôi Nhi lão tổ tông, nàng là chân chính thân thể ở đây. Cho nên nàng muốn phi hành, thì muốn nhờ khác nguyên thần. Tựa như lúc trước Lăng Tiền Bối thực cũng có thể bắt lấy chính mình bay lên không trung, bởi vì Lăng Tiền Bối là nguyên thần. Đạo lý này nói chuyện, La Quân trong lòng cũng thì rộng mở trong sáng. Quả nhiên, vạn sự vạn vật đều là có đạo lý, có dấu vết mà theo.
Tựa như phi cơ bay lên không trung, đó cũng là có đạo lý, có nguyên lý có thể nói. Vân Lôi nhìn thấy mọi người không có nghi vấn về sau, ngay sau đó liền đứng ở huyết liên trên bảo tọa. Sau đó, huyết liên sáu cánh liên hoa điên cuồng xoay tròn. Mặt đất cát bụi nhất thời bị tàn phá đến cuồn cuộn đứng lên. Tiếp theo, ba đến một tiếng, huyết liên ngai vàng mang theo Vân Lôi Nhi như thiểm điện bay đi. La Quân bọn người nhìn sửng sốt một chút. Máu này sen ngai vàng động lực đó là coi như không tệ a. Tăng tốc rất nhanh, cất bước không thịt. Vân Lôi Nhi sau khi đi, La Quân ba người đưa mắt nhìn nhau, Trầm Phong trước khi nói ra, chúng ta trở về đi. La Quân cùng Tần Lâm tự nhiên là không có ý kiến. Ba người tại sau một tiếng trở lại Già Lam nhà trọ. Già Lam trong căn hộ đèn đuốc sáng trưng. Cái này lúc sau đã là lúc rạng sáng. Nhưng là bởi vì La Quân ba người sinh tử chưa biết, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng cũng đều không ngủ. La Quân ba người vừa về đến, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng thì ra đón. Mạc Phú tương đối lớn một điểm, ở một bên ngủ gật. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, làm sao? Chờ nhìn thấy La Quân ba người trở về, lập tức cũng liền nhảy dựng lên, ra đón. Các ngươi không có sao chứ? Trầm Mặc Nùng lo lắng hỏi. Nàng ánh mắt chủ yếu là dừng lại tại La Quân trên thân. Các ngươi còn mắt chuyện gì xảy ra? Lâm Băng trông thấy La Quân ba trong mắt người có một vệt quỷ dị huyết sắc. Còn lại huyết tộc là không có loại này huyết sắc. Loại này huyết sắc là huyết mạch vừa mới truyền thừa tác dụng phụ, chỉ có La Quân ba người bọn họ thuận lợi vượt qua ba ngày này liền sẽ tốt. Chúng ta không có việc gì, ngược lại là có một tin tức tốt. La Quân nói ra. Cả đám liền nói liền hướng trong căn hộ đi đến. Đợi mọi người vào chỗ về sau, La Quân liền đem hôm nay tao ngộ toàn bộ nói ra. Mạc Phú trước hết nhất vui mừng khôn xiết, hắn nói ra, vậy quá tốt, về sau hoàng kim huyết tộc những cao thủ kia đều muốn hết nghe chúng ta điều khiển. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nhìn nhau, cũng cảm thấy đây là tin tức tốt. Các nàng là người hiện đại, tự nhiên không có khả năng giống một số võ hiệp trong kia a chính tả rõ ràng, cảm thấy huyết tộc cũng là hỏng thế nào loại hình. Trương Vô Kỵ còn làm ma giáo giáo chủ đây. Bất quá tuy nhiên Vân Lôi Nhi nói muốn La Quân ngồi huyết tộc huyết hoàng, nhưng là hiện tại La Quân bọn người cũng không biết Vân Lôi Nhi theo huyết tộc bên kia làm sao thương lượng. Cho nên bọn họ cũng không có khả năng chủ động qua tìm huyết tộc, tìm Sân Sơ Rồ nói ta muốn làm các ngươi hoàng. Có một số việc, chỉ có thể người khác tới mời, không thể tự kiềm chế qua chủ động. Cái này tư thái là rất trọng yếu. Lâm Băng nói ra, các ngươi hiện tại muốn hút máu tươi đến hóa giải trong cơ thể huyết độc. Cho nên chúng ta việc cấp bách là tìm máu tươi đến đem cho các ngươi, đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Chúng ta phải nắm chặt đi bệnh viện bên trong mua một số thật tươi máu tới. La Quân đối với làm huyết tộc cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Loại này huyết tộc cũng không phải là bên trong hấp huyết quỷ. Bình thường ăn vẫn là bình thường ẩm thực, chỉ bất quá muốn lực lượng tăng trưởng, liền muốn hút huyết dịch. Vậy mình đi mua ngay trong bệnh viện máu mà, tuy nhiên hiệu quả kém chút. Nhưng cũng không quan trọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Trầm Mặc Nùng cũng sợ ra loạn gì, cho nên nói. La Quân nói ra, ta cái này giới tu di bên trong còn có một số máu tươi, lúc đầu chuẩn bị còn trở về, hiện tại xem ra không cần. Mọi người thương lượng liền dự định đi ra ngoài. Trầm Phong làm theo nói ra, ta hơi mệt chút, các ngươi đi thôi. La Quân hơi kỳ quái, bất quá hắn không có mơ tưởng. Liền nói ra, tốt ha. Ngay sau đó, cả đám đi ra ngoài. Chỉ có Trầm Phong ở tại Già Lam trong căn hộ. Lần này ra ngoài, là từ Mạc Vũ lái xe. Mọi người ngồi là chiếc kia Range Rover Aurora Land Rover. La Quân bắt đầu còn không có cảm thấy thân thể có cái gì dị dạng. Bất quá tại xe chạy ra khỏi sau 20 phút, La Quân cảm thấy có chút không đúng. Hắn thân thể bắt đầu phát nhiệt. Trầm Mặc Nùng ngay tại La Quân bên người. Nàng trông thấy La Quân khuôn mặt một mảnh hỏa hồng. Thân thể của hắn tất cả đều là đỏ bừng nhan sắc. Tần Lâm cũng là như thế. Làm sao? Trầm Mặc Nùng giật mình, lập tức hỏi. Nóng quá, thật nóng. La Quân nói ra. Nên không phải muốn uống máu à? Trầm Mặc Nùng lập tức nói. Nàng cùng Lâm Băng đều có chút im lặng, cảm giác La Quân cùng Tần Lâm thật giống là hấp huyết quỷ. La Quân cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt, hắn cấp thiết muốn uống nước. Uống nước, La Quân hô. Trầm Mặc Nùng lập tức cầm nước khoáng, cho La Quân cùng Tần Lâm một người một bình. La Quân cùng Tần Lâm lập tức một lộc cộc uống. Nhưng là nước uống đến trong bụng,
một chút hiệu quả đều không có. La Quân, ngươi không phải có máu sao? Lâm Băng phía trước hàng ngồi, nàng quay người trở lại nói ra. La Quân cũng liền tỉnh ngộ lại, lập tức từ giới tu di bên trong lấy 4 túi máu tươi đi ra. Hắn phân cho Tần Lâm 2 túi. La Quân cắn mở máu túi, hắn đột nhiên cảm thấy cái này máu tươi tản ra hương thơm khí tức. Tựa như là chạy đến nhất định cực hạn trình độ, đói khát tới cực điểm. Lúc này, một bình ai cola đưa tới trước mặt, khiến người ta hận không thể một ngụm toàn bộ uống vào trong bụng. La Quân bình thường đối máu tươi rất lợi hại không ưa, cảm thấy máu tươi cái kia cỗ mùi tanh khiến người ta thụ không. Nhưng bây giờ, La Quân cảm thấy cái này máu tươi là tốt nhất trời hạn gặp mưa. Xem ra thật đúng là Vân Lôi Nhi huyết mạch có tác dụng. La Quân cùng Tần Lâm một hơi đem 2 túi máu tươi uống. Lúc này, hai người cảm giác thân thể không có như vậy khô nóng, tốt hơn nhiều. La Quân giới tu di bên trong còn có 4 túi máu tươi. Lúc này, Tần Lâm biến sắc, nói ra, hỏng bét, đại ca không có máu tươi. Người nào cũng không nghĩ tới, huyết mạch này phát tác nhanh như vậy. La Quân liền nói ra, ta đi cấp đại ca đưa máu quá khứ. Mạc Vũ lập tức dừng xe. La Quân xuống xe, Mạc Vũ tiếp tục mở xe. Mạc Vũ bọn họ biết, nhất định phải nhanh lên nhiều mua một số máu tươi trở về giúp La Quân 3 người vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói trở lại, La Quân cùng Tần Lâm đột nhiên như thế thích uống máu tươi, trầm mặc nùng một đoàn người còn là dù sao cũng hơi không quen. La Quân căng chân phi nước đại, trong lòng của hắn quả thực lo lắng đại ca Trầm Phong. Đang phi nước đại quá trình bên trong, La Quân lần nữa cảm nhận được huyết mạch này thần kỳ. Những cái kia bị hút máu tươi tiến vào thân thể về sau cùng liền hóa thành một cỗ dòng nước ấm bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Những này hút máu tươi cũng không phải là tiến vào mạch máu, mà là tại huyết mạch vô hình luyện hóa dưới, trở thành có thể thoải mái tế bào dinh dưỡng. La Quân cảm giác mình hút 2 túi máu tươi, tựa như là ăn 2 hạt tụ linh đan. Cái kia tụ linh đan thế nhưng là bảo đan, cũng không phải là linh đan nha. Mà lại, La Quân biết mình hút 2 túi máu tươi thời gian lâu dài, cũng không quá thuần. Nếu như hút mới mẻ tốt máu, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Đan dược khó tìm, có thể máu tươi dễ tìm a. Cũng không biết hút động vật máu tươi có hữu dụng hay không. La Quân nghĩ như vậy. Cũng không lâu lắm, La Quân thì trở lại Già Lam trong căn hộ. Già Lam trong căn hộ đèn đuốc sáng trưng, nhưng là đại môn đã quan bế. La Quân gặp viện tử đại môn quan bế không khỏi cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vượt qua tường viện. Tuy nhiên hắn có chìa khóa, nhưng hắn cảm thấy lật tường viện tương đối dễ dàng. Nhà trọ đại cửa không có khóa, La Quân một đường đi vào, lập tức liền phát hiện đại ca đã không tại Già Lam trong căn hộ. Đại ca đi nơi nào? Chẳng lẽ là qua tìm máu tươi? La Quân bị kinh ngạc, hắn đối đại ca Trầm Phong bản tính cũng là có chút giải. Hỏng bét, đại ca sẽ không phải lạm sát kẻ vô tội a? La Quân cảm thấy chỉ cần mình đuổi theo, liền có thể đem máu tươi đưa cho đại ca cũng sẽ không giết người. Trong lúc nhất thời, La Quân có loại cứu người như cứu hỏa cấp bách cảm giác. Hắn cấp tốc ra Già Lam nhà trọ, sau đó hướng phía mặt phía nam mà đi. Sở dĩ hướng phía mặt phía nam là bởi vì La Quân thế mà trên không trung ngửi được ngọt ngào mùi máu tươi. Trong bóng đêm, ánh trăng trong sáng. La Quân rất nhanh liền nhìn thấy phía trước bóng rừng trên đường nằm một nam một nữ. Hắn cấp tốc đến gần, lập tức liền thấy rõ ràng. Một nam một nữ này lại là đã chết. Nam đại khái 27-28 tuổi khoảng chừng, là cái người da trắng. Nữ cũng đã thấy không rõ lắm bao nhiêu tuổi, bởi vì cô gái này đã trở thành một bộ bị hút khô thây khô. La Quân nhìn dùng mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đại ca làm. Hắn đi vào nam tử trước người tỉ mỉ quan sát, lập tức, hắn liền phát hiện nam tử này là bị người nhất trưởng đánh chết. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng của hắn thực đã rõ ràng, chỉ là hắn không thể tin được mà thôi. Con đường này theo Già Lam nhà trọ rất gần, đại ca lại mất tích. Nam nhân này ngũ tạng lục phủ đều đã thành phấn vụn, rất lợi hại hiển nhiên, bổ hắn nhất trưởng chính là cao thủ. La Quân không thể tiếp nhận là, nếu như đại ca là nhịn không được muốn hút máu, như vậy hút nữ tử này cũng coi như. Vì cái gì còn muốn giết tên nam tử này? Đại ca, ngươi ở đâu? La Quân đứng lên tiếng hô to. La Quân liên tiếp hô mấy âm thanh, đều là không có trả lời. La Quân ngay sau đó liền tiếp tục tìm kiếm Trầm Phong, đồng thời lấy điện thoại di động ra đánh. Nhưng đánh hồi lâu, thủy chung đều không người tiếp.
La Quân đoán chừng đại ca Trầm Phong căn bản là không có mang điện thoại di động đi ra ngoài. Quận bao rộng lớn vô biên, giống như biển rộng mênh mông. Hắn muốn tìm được Trầm Phong cũng không phải là dễ dàng như vậy. La Quân không hề từ bỏ, hắn trong lòng cũng không có qua quái Trầm Phong. Nhưng hắn không hy vọng Trầm Phong tiếp tục như thế lạm giết tiếp, Trầm Phong là đại ca hắn, hắn không muốn nhìn thấy đại ca tạo dưới nhiều như vậy ác nghiệt. La Quân một mực tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Ngược lại là Trầm Mặc Nùng bên kia tại sau 2 giờ gọi điện thoại tới, La Quân, ngươi đi đâu vậy? Các ngươi về nhà, La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nói nhảm, chúng ta đã mua mấy cái bệnh viện máu, hết thảy 50 túi máu, muốn đến hẳn là đủ các ngươi uống một ngày. Chờ không đủ, chúng ta lại đi mua. Nàng đón đến, nói ra, ngươi còn chưa nói ngươi cùng Trầm Phong qua thì sao? Các ngươi đang dở trò quỷ gì? La Quân trầm giọng nói ra, ta không có nhìn thấy đại ca, ta cũng đang tìm hắn. Trầm Mặc Nùng nhất thời thất sắc, nói ra, chẳng lẽ Trầm Phong đi giết người uống máu? Trầm Phong tính cách, tuyệt đối làm được ra loại chuyện này tới. Điểm này, Trầm Mặc Nùng là không hoài nghi chút nào. La Quân không nói gì, chỉ nói, ta lập tức quay lại. Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Hắn đi ra mấy bước, thân thể lại bắt đầu khô nóng đứng lên. Huyết dịch tại thể nội tựa hồ tại sôi trào, muốn đem toàn bộ thân thể bốc cháy lên. La Quân hít sâu một hơi, hắn muốn trước chịu đựng một điểm. Cái này phát tác tần suất cũng quá nhanh một số đi. Nhưng mà, cái này thân thể mạch máu trong người mang đến nóng hổi, căn bản không phải La Quân bất luận cái gì vận công hành vi có thể hóa giải. La Quân rất nhanh liền khó chịu tới cực điểm, khuôn mặt, da thịt toàn bộ đều là hiện ra hỏa hồng sắc. Tựa như là nóng nước trong bình nước đã sôi trào, muốn để nước không tràn ra tới, biện pháp duy nhất cũng là nước lạnh. La Quân thật sự là nhịn không được, thế là từ giới tu di bên trong lại lấy 2 bao máu tươi đi ra. Hắn tay chân đã có chút run rẩy. La Quân nhanh chóng cắn mở một bao máu tươi, tham lam hút lấy. Chỉ chốc lát, một bao học thì uống sạch sẽ. La Quân dự định tiếp tục uống thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Chính mình bộ dạng này, quả thực tựa như là kẻ nghiện. Ai, La Quân hơi hơi thở dài, dứt bỏ tâm lý bao phục, tiếp tục uống đứng lên. Kẻ nghiện không hít thuốc phiện chưa chắc sẽ chết, lão tử như không uống máu liền muốn tự thiêu mà chết a. 2 túi máu tươi vào bụng, máu tươi tại huyết mạch ảnh hưởng dưới, lần nữa hóa thành từng tia dòng nước ấm thấm vào đến tế bào thân thể bên trong. Tế bào thân thể như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng điên cuồng hấp thu những này dòng nước ấm, rất nhanh, sở hữu dòng nước ấm bị tế bào hấp thu không còn một mảnh. La Quân tương đương lại ăn 2 cái tụ linh đan. Lúc này, La Quân thật cảm thấy huyết mạch này chỗ tốt là thật to có. Một cái tụ linh đan giá trị tuy nhiên không thể cùng tiên đan, thiên đan đến so. Nhưng là tụ linh đan giá thị trường đã là 300 triệu người dân tệ lên. Đây là buổi đấu giá bên trên giá cả, hơn nữa còn thuộc về có tiền mà không mua được. Cho nên, có huyết mạch này, liền chẳng khác gì là có một cái siêu cấp máy gian lận a. La Quân tin tưởng mình không lâu sau, thì có thể đến tới thần thông cảnh. Tuy nhiên tạm thời vô pháp ngưng kết pháp đan, nhưng là mình đến lúc đó cũng có thể chống cự sóng tinh thần công kích. Khi đó, lại thêm Phược Long bao tay, hẳn là muốn xử lý Lâm Văn Long vẫn là không khó. Còn Trần Diệc Hàn, cái kia còn có hỏi vấn đề. Từ từ sẽ đến đi, dù sao đã có thể trông thấy ánh dạng đông. Trở lại Già Lam nhà trọ về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cùng Tần Lâm, Mạc Vũ gặp mặt. Vẫn là không tìm được đại ca sao? Tần Lâm thoảng qua lo lắng hỏi, hắn là lo lắng đại ca. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, điện thoại đánh không ai tiếp. Mạc Vũ nói ra, đại ca điện thoại di động tại trên bàn trà không mang đi đây. Hắn đón đến, nói ra, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng đại ca là lớn nhất có biện pháp người, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hắn lúc này một người ra ngoài, nhất định là có hắn đạo lý. La Quân mấy người cũng biết là đạo lý này. Ngay sau đó cũng liền thở dài, cũng chỉ có thể như thế a. Thực mọi người tâm lý đều có chút lòng dạ biết rõ, chỉ là không có làm rõ nói. Thời gian đã không còn sớm, Trầm Mặc Nùng nói ra, đã như vậy, vậy liền đều đi nghỉ ngơi đi. Nàng đón đến, nói ra, máu tươi đều tại Tần Lâm giới tu di bên trong, 2 người các ngươi phân liền tốt. Tần Lâm gật gật đầu. Mọi người rất nhanh liền đi nghỉ ngơi.
Tần Lâm cho La Quân phân 20 túi máu tươi sau cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân đi theo trở về phòng. Trong phòng ngủ có phòng tắm, La Quân cởi sạch y phục tiến phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa đến một nửa thời điểm, hắn lần nữa cảm giác thân thể bắt đầu khô nóng đứng lên. Lần này, La Quân cũng không cậy mạnh, vội vàng từ giới tu di bên trong lấy 2 túi máu tươi đi ra. Khoan hãy nói, có cái này giới tu di, vậy thật đúng là rất thuận tiện đơn giản. La Quân nhanh chóng uống 2 túi máu tươi. Thế nhưng là lúc này, không ổn sự tình phát sinh. La Quân uống 2 túi máu tươi về sau, vẫn cảm thấy thân thể tại khô nóng. Cỗ này khô nóng tình thế bởi vì lúc trước 2 túi máu tươi thoáng có chỗ yếu bớt. Có thể đang yếu bớt về sau, lập tức nghênh đón đợt thứ 2. Nếu như đem loại này khô nóng hình dung thành công kích lời nói, như vậy đợt công kích thứ 2 là càng thêm hung mãnh. La Quân hãi nhiên. Hắn muốn cưỡng ép chịu đựng, hắn sợ hãi thân thể mất đi khống chế. Mà lại, hắn lập tức đem phòng tắm nước nóng van đóng lại. Rét lạnh nước trôi xoát tại trên thân thể. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. La Quân nhìn gặp thân thể của mình càng ngày càng đỏ, tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên đến, cổ họng cũng đang bốc khói. Thì giống như là muốn bốc cháy lên. Loại này khô nóng theo tắm lửa đốt người không có nửa xu quan hệ, thuần túy là máu trong cơ thể tại hung mãnh sôi trào, muốn đem thân thể bốc cháy lên. La Quân cũng nhìn không được nữa, cấp tốc xuất ra máu túi tới. Lần này, hắn một hơi uống 10 túi máu tươi. Nhất thời, từng tia dòng nước ấm thoải mái tế bào thân thể. La Quân rốt cục cảm nhận được từng tia hài lòng. Những này tế bào đang tiếp thụ thoải mái về sau, bắt đầu tiến hóa đứng lên. Rất nhanh, sở hữu dòng nước ấm liền bị những này tế bào toàn bộ tiêu hóa hết. La Quân cảm giác trong thân thể mình mặt, những này tế bào tựa như là vĩnh viễn cũng cho ăn không no quỷ chết đói. 10 túi máu uống về sau. La Quân thân thể khôi phục trạng thái bình thường. Tuy nhiên uống nhiều như vậy máu, nhưng La Quân cái bụng cũng không chướng. Bởi vì máu tươi cũng không phải là giống nước một dạng tiến vào trong bụng, mà chính là bị La Quân mạch máu trong người luyện hóa, sau cùng hóa thành dòng nước ấm dinh dưỡng thoải mái tế bào thể. La Quân tắm rửa xong đi ra, hắn cũng không tính qua ngủ trên giường cảm giác. Dưới mắt tình huống quá quỷ dị. Hắn vừa tìm đến áo sơ mi cùng quần mặc vào, dưới chân vẫn là chân trần. Tóc cũng là ướt sũng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. La Quân nói. Tam đệ, là ta. Tần Lâm thanh âm truyền đến. La Quân lập tức liền minh bạch, nhị ca khẳng định tao ngộ theo giống như mình sự tình. Cửa không có khóa, nhị ca, vào đi. La Quân nói ra. Tần Lâm ngay sau đó mở cửa đi vào. Hắn cũng là vừa tắm rửa xong, tóc vẫn là ẩm ướt. Nhị ca, ngồi. La Quân đem Tần Lâm nghênh đến trước sofa nhập tòa. Tần Lâm trầm giọng nói ra, tam đệ, ngươi vừa rồi uống mấy cái túi máu tươi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, một hơi 12 túi máu tươi. Tần Lâm nghiêm mặt nói ra, ta cũng thế. La Quân nói ra, tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn, có lẽ lần sau chúng ta liền cần 20 túi máu tươi. Tần Lâm nói ra, ta cảm thấy cũng thế. Mà lại, ta còn cảm thấy những máu tươi này tựa hồ đang mất đi tác dụng, tựa như đã bắt đầu không quá có tác dụng một dạng. La Quân trong lòng kinh hãi, hắn nói ra, người còn nhớ rõ Vân Lôi Nhi lão tổ tông trước khi đi nói chuyện sao? Tần Lâm nói ra, làm sao lại không nhớ rõ? Nàng nói chúng ta trong vòng 3 ngày nhất định phải hút người sống nữ tử tinh thuần huyết dịch, không phải vậy liền sẽ tự thiêu mà chết. Lúc đầu ta coi là uống bệnh viện máu cũng giống như vậy, hiện tại xem ra, giống như không quá được. La Quân lâm vào buồn rầu bên trong, nếu thật là như thế, hắn thật không biết nên như thế nào tự xử. La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy qua hút người sống nữ tử máu tươi, đây là tà đạo. Tần Lâm trầm giọng nói ra, chúng ta không thể quá nhiều trì hoãn, chuyện này nhất định phải theo đại gia hỏa cùng một chỗ thương lượng một chút, tìm ra biện pháp giải quyết tới. La Quân minh bạch Tần Lâm ý tứ, hiện tại thật là đã lửa xém lông mày. Ngay sau đó, La Quân đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta qua trong phòng khách hô mọi người cùng nhau đến thương lượng. Trong phòng khách, ánh đèn là trắng như tuyết. La Quân cùng Tần Lâm đem bọn hắn lo lắng cùng tình huống cùng mọi người nói. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng còn có Mạc Vũ nghe xong đều là thất sắc. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng hiển nhiên đều vô pháp tiếp nhận La Quân cùng Tần Lâm qua lạm sát kẻ vô tội. Mấu chốt nhất là, La Quân cùng Tần Lâm chính bọn hắn cũng qua không trong lòng mình khảm. Có thể lúc này vấn đề liền đến,
hai người này nếu như không hút nữ tử máu tươi, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, ta cùng Lâm Băng Máu có thể cho các ngươi một điểm, ngoài ra chúng ta ra lại tiền tìm một số cô gái trẻ tuổi nhi đến hiến máu. Lâm Băng nói ra, bộ dạng này cũng chưa chắc là được. Bọn họ hút bệnh viện máu túi không có tác dụng, chúng ta để cô gái trẻ tuổi nhi dâng ra đến máu cùng bệnh viện máu cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Ta chỉ sợ bọn họ nhất định phải tại sống trên thân người hút máu. Sống người trên người lưu động máu cùng bệnh viện máu ngược lại là có chỗ khác biệt. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn trước thử một lần. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta trước thả một điểm máu đi ra. Nàng nói xong đứng dậy phải đi tìm dụng cụ tới. Trầm Mặc Nùng tìm là trang rượu vang đỏ dụng cụ. Nàng đưa tay mạch bên trên cắt ra một đường vết rách đến, tiếp lấy đưa tay ngả vào dụng cụ cửa vào. Máu tươi lập tức thuận bích chảy xuống. La Quân chăm chú nhìn, hắn phát hiện lòng ngứa ngáy. Nội tâm của hắn có cỗ xúc động, muốn bên trên đi tóm lấy Trầm Mặc Nùng tay đến hút. Hắn cảm thấy cái kia máu tươi là như thế ngon hương thơm, tựa như là trên thế gian tuyệt vời nhất rượu ngon. La Quân nhìn không được Liota dưới đầu lưỡi, hắn chung quy là nhịn xuống. Tần Lâm cũng là cùng La Quân đồng dạng tình huống, hắn cũng lấy đại nghị lực nhịn xuống. Trầm Mặc Nùng một hơi chảy ra 500ml máu tươi. Rượu vang đỏ dụng cụ trang một nửa. Đầy đủ, La Quân lập tức ngăn cản Trầm Mặc Nùng, hắn cùng Trầm Mặc Nùng quan hệ thân mật nhất, cho nên cũng quan tâm nhất Trầm Mặc Nùng. Cho dù Trầm Mặc Nùng tu vi đến thần thông bát trọng, nhưng là nàng thân thể vẫn không thể sói mòn quá nhiều máu tươi. Máu tươi là nhân thể tinh khí thần lớn nhất đồ trọng yếu. Cao thủ lợi hại hơn nữa, một khi mất máu quá nhiều đều sẽ biến suy yếu. Lúc này Trầm Mặc Nùng sắc mặt đã có chút tái nhợt. Sau đó, Lâm Băng cũng tìm một cái dụng cụ đến lấy máu. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Tần Lâm huyết mạch lại lần nữa phát tác đứng lên. Cái này phát tác tần suất quá nhanh. La Quân cùng Tần Lâm nhìn nhau, sau đó một người cầm một cái đặt tên. La Quân cầm là Trầm Mặc Nùng chỗ hiến máu dịch, hắn ngước cổ lên, một lộc cọc uống hết. Lần này huyết dịch tiến vào trong bụng, cấp tốc sinh ra một cỗ vô pháp ngôn ngữ dòng nước ấm. Dạng này dòng nước ấm so trước đó máu túi máu tươi muốn cường hãn gấp trăm lần. La Quân chỉ cảm thấy tế bào thân thể tham lam vô cùng hưởng thụ lấy cái này dòng nước ấm, hắn cảm thấy thư sướng cực. Lần này huyết dịch tương đương với một cái tiên đan uy lực. La Quân lập tức cũng liền minh bạch. Trầm Mặc Nùng tu vi cao thâm, hơn nữa còn là xử nữ, cho nên nàng huyết dịch là phi thường hoàn mỹ. La Quân thậm chí thầm nghĩ, nếu là mình đem Trầm Mặc Nùng huyết dịch toàn bộ hút sạch, đoán chừng trong nháy mắt thì có thể đột phá đến thần thông cảnh cấp độ đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại, liền xem như giết La Quân, hắn cũng sẽ không làm gây bất lợi cho Trầm Mặc Nùng sự tình. Cảm giác thế nào? Trầm Mặc Nùng lo lắng hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, hiệu quả rất tốt. Hắn nói vừa xong, lại cảm thấy không thích hợp. Thân thể lại bắt đầu khô nóng đứng lên. Huyết mạch này công kích cũng quá hung mãnh, muốn hay không như thế dày đặc a. Còn thật là muốn chết. Hắn da thịt càng ngày càng đỏ, trong cổ họng đều muốn phun ra lửa. Tần Lâm cùng La Quân cũng là đồng dạng tình huống. Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng, Mạc Vũ nhìn lấy hai người cái này tình huống, trong lòng các nàng kinh hãi thất sắc. Lần này, các nàng tránh thức ý vị đến sự tình tính nghiêm trọng. La Quân cùng Tần Lâm phân biệt xuất ra máu túi đi ra uống ửng ực đứng lên, nhưng là rất nhanh, hai người đều đình chỉ hút máu túi máu tươi. Bởi vì lúc này những máu tươi này uống hết, đã một chút tác dụng đều không có. La Quân cùng Tần Lâm nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Hỏng bét, những máu tươi đó đã trải qua không có tác dụng. Lâm Băng thấy thế, lo lắng nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng phát hiện điểm này. Mạc Vũ lập tức nói, ta ra ngoài tìm máu. Lúc này, Mạc Vũ vẫn là rất lợi hại nghiêm túc, hắn cấp tốc hành động, rất nhanh liền ra Già Lam nhà trọ. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn lấy La Quân cùng Tần Lâm, hai người cảm thấy vô kế khả thi. La Quân cùng Tần Lâm lúc này phát tác so dĩ vãng mỗi một lần đều muốn hung mãnh. La Quân thống khổ gào thét một tiếng, hắn cảm giác được da thịt đang biến hóa, biến thành màu tím đen. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tế bào biến hóa cùng thống khổ. Tiếp tục như vậy nữa, trong thân thể nhiệt độ đến nhất định điểm, tiếp lấy liền sẽ cùng không khí, cùng thể nội dịch axit tính vật chất hòa tan, từ đó tạo thành tự thiêu. Xưa nay không ít cao tăng thân thể hồng hóa, thì là thông qua một cái quá trình như vậy.
Bất quá cao tăng nhóm là mượn nhờ thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường ma sát, từ đó để thân thể đến nhất định nhiệt độ, tiếp lấy hồng hóa. Hồng hóa cũng là tự thiêu. La Quân cùng Tần Lâm hai người là thân bất do kỷ. Trầm Mặc Nùng quan tâm nhất tự nhiên là La Quân, nàng gặp La Quân như vậy thống khổ, thậm chí có tự thiêu nguy hiểm. Nàng ngay lập tức đem trắng như tuyết tay trắng ngả vào La Quân trước mặt. La Quân, hút ta máu, Trầm Mặc Nùng nói ra. Lâm Băng cũng không thể đối Tần Lâm thấy chết không cứu, nàng lập tức cũng đưa tay ra cánh tay cho Tần Lâm, nói ra, Lâm sư đệ, người cũng hút máu đi. La Quân cùng Tần Lâm đồng thời đẩy ra Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng tay. Lúc này, La Quân cùng Tần Lâm tuy nhiên thống khổ tới cực điểm. Nhưng bọn hắn não tử lại là phá lệ thanh tỉnh. Hai người minh bạch, một khi thật hút xuống dưới, liền sẽ rốt cuộc khống chế không nổi trực tiếp đem Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng hút thành thây khô. Đến lúc đó, hút dục vọng tránh thức vào tới não đỉnh, liền xem như lấy hai người bọn họ kiên quyết cũng không cách nào khống chế. Mắt thấy hai người này sẽ chết ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng ngẩng đầu nhìn lại, các nàng lập tức liền trông thấy Trầm Phong hùng hùng hổ hổ trở về. Trầm Phong cũng không phải là tay không trở về, hắn khoảng chừng phân biệt kẹp hai nữ hài nhi. La Quân cùng Tần Lâm cũng đã nhìn thấy Trầm Phong. Trầm Phong không nói một lời, đột nhiên trực tiếp đem hai tên nữ hài nhi ném đến La Quân cùng Tần Lâm trước mặt. Cái kia hai tên nữ hài nhi phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đồng thời, các nàng chỗ cổ máu tươi phun ra ngoài. Đây là Trầm Phong tại ném đồng thời, dùng sắc bén móng tay vạch phá các nàng động mạch. Trầm Phong trầm giọng nói ra, hai người các ngươi nhanh lên hút các nàng máu tươi, người là ta giết, các ngươi không hút các nàng cũng là không sống. Đừng để ta nghiệp chướng uổng phí, cũng không cần làm cho các nàng chết biến không có chút ý nghĩa nào. Trầm Phong sau khi nói xong, quay người liền nhanh chóng ra Già Lam nhà trọ. La Quân cùng Tần Lâm liếc nhau, hai trong lòng người phức tạp tới cực điểm. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không thích hợp lại kéo dài thêm. Hai người phân biệt bắt một tên nữ hài nhi, sau đó thì đối cái cổ cắn, tiếp lấy thì tham lam hút lấy. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nhìn rung động sau khi lại cảm thấy khổ sở, nhưng mà càng nhiều là lòng chua xót. Sau 5 phút, hai tên nữ hài nhi thân thể đã thành mềm xẹp xẹp, các nàng máu tươi toàn bộ bị hút khô. La Quân cùng Tần Lâm cũng rốt cục đạt được thỏa mãn. Sở hữu huyết dịch tiến nhập trong thân thể, hóa thành thiên ti vạn lũ dòng nước ấm. Dòng nước ấm làm dịu tế bào. Giống. La Quân đột nhiên hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên doanh ra một tầng mắt thường khó mà nhìn thấy thanh quang. Đồng thời cũng có một trận sương mù màu đen hướng xuống mặt trầm qua. Đây là chọc khí hạ xuống, thanh khí tăng lên cảnh giới. Đồng thời cũng đại biểu cho La Quân chính thức đột phá đến thần thông cảnh. Khó như vậy lấy đến cảnh giới, thì tại một cái quá trình như vậy bên trong để La Quân đột phá. Cùng lúc đó, Tần Lâm cũng đột phá kim đan đỉnh phong ràng buộc, trực tiếp nhất cử đến hóa thần cảnh trung kỳ. Đây chính là Vân Lôi Nhi huyết mạch chỗ thần kỳ. Mọi thứ có lợi thì có hại cũng tương tự liền sẽ có lợi. La Quân cùng Tần Lâm tu vi trong vòng một đêm liền đạt được chất đồng dạng phi thăng. Đáng nhắc tới là, Trầm Phong tu vi đã trực tiếp đạt đến thần thông ba trọng cảnh giới. Bởi vậy cũng có thể gặp, Trầm Phong càng là hút không thiếu nữ tử máu tươi. Cho nên Trầm Phong mới có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. La Quân cùng Tần Lâm tuy nhiên đột phá, nhưng hai người nhìn trước mắt hai tên nữ tử thi thể, bọn họ trong lòng lại cảm nhận được nói không nên lời nặng nề cùng tự trách. Đây là nhân tính cho phép. Có thể La Quân cùng Tần Lâm nhưng cũng biết. Bọn họ không có chút nào tư cách trách cứ đại ca Trầm Phong. Thậm chí có thể nói La Quân cùng Tần Lâm hai người là tự tư. Hai người dùng một loại chính trực, nhân từ chữ để che giấu chính mình mềm yếu. Sau đó đem sở hữu tội nghiệt đều đẩy lên Trầm Phong vị đại ca kia trên thân. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng tự nhiên cũng không dễ trách tội La Quân cùng Tần Lâm. Hai người bọn họ trong lòng mâu thuẫn mà phức tạp. Sự tình phát triển đến một bước này. Thật không phải là các nàng có thể đoán trước cùng muốn nhìn đến. La Quân khẽ thở dài một tiếng, hắn nói với Trầm Mặc Nùng, ta cùng nhị ca đến chỗ để ý đến các nàng thi thể, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Tần Lâm mang cái này hai tên nữ hài thi thể cấp tốc ra Già Lam nhà trọ. Trên đường đi, La Quân còn tốt, hắn rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt. Đây là không có cách nào sự tình, như là đã phát sinh.
vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng Tần Lâm nhất sinh chính trực, lại là vô pháp tiếp nhận mình làm ra dạng này sự tình. La Quân cùng Tần Lâm đi vào một chỗ hồ nước một bên. Hai người đem thi thể thả ở bên hồ, bọn họ không có hủy thi diệt tích. Ít nhất cũng phải để nữ hài nhi ra người tìm tới các nàng, sau đó hảo hảo an táng đi. Lúc này, hai người cũng mới nhìn rõ ràng cái này hai tên nữ hài nhi mặt. Từ cho các nàng máu tươi đã bị hút khô, cho nên gương mặt cũng có biến hóa rất lớn. Các nàng ở trong màn đêm có vẻ hơi khủng bố. Tần Lâm bỗng nhiên quỳ đi xuống, hắn hướng phía cái này hai tên nữ hài nhi dập đầu ba cái. La Quân cũng đi theo dập đầu. Tuy nhiên dập đầu cũng không có tác dụng gì. Trở về trên đường, Tần Lâm y nhiên không nói lời nào. La Quân trầm giọng nói ra, nhị ca, trên đời này mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người, có lẽ cái này chính là các nàng mệnh. Ngươi không nên quá tự trách mình, chúng ta cũng không phải là có ý làm ác, lại nói, coi như ngươi không hút các nàng máu tươi, các nàng cũng không sống. Tần Lâm nói ra, đại ca cũng là vì hai chúng ta, nói đến, các nàng vẫn là chúng ta hại chết. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn trong lòng mình khảm đều không có đi qua, cho nên cũng không biết phải an ủi như thế nào Tần Lâm. Tần Lâm bỗng nhiên dừng lại, hắn nói ra, tam đệ, ta muốn đơn độc đi đi. La Quân biết trong lòng của hắn khó chịu, hắn ngẫm lại, liền nói ra, vậy được rồi. Tần Lâm ngay sau đó thì hướng một phương hướng khác đi đến. Lúc này, bình minh đã đến gần. Chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Tần Lâm thân ảnh lộ ra điều hưu vô cùng, lạnh lẽo gió sớm quét mà đến, vậy mà để La Quân cảm giác được một loại bi thương ly biệt vị đạo. La Quân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nhị ca muốn rời khỏi, không về nữa. Trong lòng của hắn lo lắng tới cực điểm, ngay sau đó thì căng chân phi nước đại, đuổi theo. Có thể chính là như vậy một chút thời gian, La Quân lại là tìm không thấy Tần Lâm bóng người. La Quân trong lòng tràn ngập một tia nói không nên lời phức tạp cùng uể oải. Không khỏi nhanh, La Quân liền đem tâm lý những này cảm xúc tiêu cực quét ra. Hắn không có Tần Lâm yếu ớt như vậy, đã sự tình đã làm xuống, cái kia cũng không có cái gì thật hối hận. Lâm Văn Long, Trần Thiên Nhai, Trần Diệc Hàn bọn họ một cái kia là đồ tốt. Chính mình địch nhân là bọn họ những này đại kiêu, như chính mình nhân từ nương tay, lề mề chậm chạp, cái kia còn có cái gì dễ nói tìm bọn hắn báo thù lời nói. Vậy đơn giản chính là mình cũng không tin trò cười. La Quân quay người về Già Lam nhà trọ. Trở về thời điểm, trời sáng choang, tia nắng ban mai vẩy chiếu trong sân. Cây kia mộc thấp thoáng ở giữa tia nắng ban mai mỹ lệ vô cùng. Buổi sáng gió sớm cũng không giống ban đêm tràn ngập lạnh lẽo. Đây là một ngày mới. Nhưng đối với La Quân tới nói, cũng là tràn ngập khiêu chiến cùng khảo nghiệm một ngày. Khiến La Quân cảm thấy mừng rỡ là, hắn từ hấp thu tên nữ hải kia máu tươi về sau, thân thể liền một mực không có tiếp tục tái phát làm. La Quân trở lại trong phòng ngủ, hắn ngồi xếp bằng, cảm thụ thân thể ảo diệu. Lúc này, hắn có thể cảm giác được thân thể đã là một cái đại viên mãn trạng thái. Trong thân thể tế bào đã không hề tiến hóa cùng thuế biến, chúng nó ở vào một loại trạng thái bão hòa. Tế bào thân thể tựa như là vắt ngang tại tế bào não phía trước một dòng sông. Chỉ có đem con sông này tưới tiêu đầy về sau, tiếp xuống chảy đến nước sông mới có thể thuận lợi tưới tiêu đến đằng sau dòng sông bên trong qua. La Quân rất muốn thể biết thần thông cảnh, tế bào não khai phát ảo diệu. Bất quá lập tức, hắn cũng biết mình cái này dinh dưỡng cùng hắn thần thông cảnh là khác biệt. Bởi vì trầm mặc nùng các nàng có thể khai phát ra pháp lực tới. Phía bên mình lại chỉ có thể đem pháp lực hóa thành chiến đấu lực. Đây là Vân Lôi Nhi lão tổ tông dòng máu này tai hại chỗ. Nhưng thực, pháp lực hóa thành chiến đấu lực cũng không có gì không tốt. Bởi vì chiến đấu lực có thể tăng cường thân thể lực lượng, kể từ đó, La Quân giết địch càng thêm làm ít công to. Còn nếu là hóa thành pháp lực, yếu ớt pháp lực chẳng khác gì là một cái bắt đầu mới. Tựa như Trầm Mặc Nùng mặc dù là thần thông bát trọng, nhưng nàng pháp lực cũng không cường đại. Giết địch đứng lên, cũng không có đặc biệt lợi hại cảm giác. La Quân ngưng thần vận công, hắn có thể cảm giác được cái này mạnh mẽ huyết mạch đối với thân thể cũng tại sinh ra tác dụng. Chính mình gân cốt tại huyết mạch làm dịu, cũng là càng tăng mạnh hơn hoành. Tôn này thân thể, tựa hồ tại hướng phía ma la thân thể phương hướng phát triển A. Đương nhiên, thân thể này không có cách nào cùng ma la so. Nhưng là sức chịu đựng khẳng định là tăng cường rất nhiều. Buổi sáng 8 giờ. La Quân vừa mới nằm xuống, Mạc Phú thì vội vàng hấp tấp đến,
hắn đẩy ra La Quân cửa phòng kinh ngạc nói, nhị ca không thấy. La Quân ngồi xuống, hắn trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Tần Lâm quả nhiên chưa có trở về. Hôm qua nhị ca nói muốn đơn độc đi đi, đoán chừng hắn là muốn rời khỏi. La Quân nói ra. Mạc Vũ lo lắng nói, nhị ca nhất là chính trực, nếu như hắn một mình rời đi. Ta sợ hắn liền xem như muốn tự thiêu mà chết, cũng sẽ không qua hút người máu tươi. La Quân cũng biết điểm này, hắn nói ra, nhị ca sở dĩ muốn đi, cũng là không muốn tiếp tục hại người. Hắn biết hắn ở chỗ này, đại ca sẽ còn cho hắn tìm nữ hài nhi tới, để hắn hút máu. Mạc Vũ nói ra, có thể dạng này nhị ca hội mất mạng. La Quân tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn trầm giọng nói ra, Mạc Vũ, người nói ta đều nghĩ qua. Nhưng ta nghĩ, nhị ca cũng là thiên mệnh giả, mạng hắn không có đến tuyệt lộ nơi này. Có lẽ hắn hội có kỳ ngộ gì đi, có lẽ. Mặc kệ như thế nào, hắn là người trưởng thành, chúng ta phải tôn trọng hắn lựa chọn. Mạc Vũ kỳ quái nhìn một chút La Quân, hắn có chút tức giận nói ra, nhị ca sẽ chết, vì cái gì ngươi không có chút nào khổ sở cùng lo lắng. La Quân ánh mắt bên trong tràn ngập mỏi mệt, hắn biết Tần Lâm có thể sẽ chết, nhưng hắn thật không có muốn tiếp tục đi tìm Tần Lâm. Hắn nhìn Mạc Vũ liếc một chút, nói ra, ngươi coi như là ta tự tư lạnh lùng đi. Ta chỉ biết một chút, nhị ca rời đi, là chính hắn muốn cứu rỗi. Nếu như cưỡng ép để hắn trở về, hắn hội càng thêm thống khổ. Mạc Vũ nói không ra lời. Sau đó, hắn quay người rời đi. Ăn điểm tâm thời điểm, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nghe được Tần Lâm rời đi, hai nữ trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Các nàng không nghĩ tới Tần Lâm tính tình là như thế cương liệt. Các nàng đồng dạng cảm thấy khổ sở. Bất quá Trầm Mặc Nùng vẫn là để ý nhất La Quân, nàng sợ La Quân cũng nghĩ quẩn. Bất quá Trầm Mặc Nùng nhìn nhiều vài lần La Quân, phát hiện La Quân rất là cứng cỏi. Nàng cũng liền hơi hơi yên lòng, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Trầm Mặc Nùng quan tâm hỏi. La Quân nói ra, ta thân thể hiện tại trước đó chưa từng có tốt. Hắn đón đến, nói ra, cũng không biết lần tiếp theo hội là lúc nào phát tác. Trong lòng của hắn tràn ngập thống khổ. Thống khổ cái gì? Thống khổ là, hắn biết mình nhất định phải nhẫn tâm xuống dưới, cứng cỏi xuống dưới, không từ thủ đoạn các loại. Nhưng hắn vẫn là không cách nào làm đến qua chủ động tìm nữ hài hút máu tươi. Hắn chỉ có thể nhu nhược ở chỗ này chờ đại ca Trầm Phong đem người đưa tới, sau đó để sở hữu tự trách, tội nghiệt đều từ Trầm Phong một người đến cõng. Cái này là La Quân thống khổ nhất. La Quân cảm thấy mình rất lợi hại nhu nhược. Đại ca là dũng cảm nhất, liền xem như nhị ca Tần Lâm, hắn cũng dũng cảm lựa chọn chính hắn muốn đi đường, cho dù là chết. Chỉ có La Quân sẽ chỉ ở ban đầu chờ đợi. Một ngày này, ngay tại bình ổn bên trong vượt qua. 8 giờ tối thời điểm, La Quân thân thể lại lần nữa phát tác. Mạc Phú cùng Trầm Mặc Nùng các nàng không có đi cho La Quân tìm máu. Các nàng cũng biết, nhất định phải người sống máu tươi, hơn nữa là một cô gái toàn thân máu mới có tác dụng. Cho nên bọn họ làm cái gì đều chết tốn công vô ích. Mà lại, các nàng cũng biết, Trầm Phong nhất định sẽ đưa người đi tới. Quả nhiên, ngay tại La Quân thống khổ nhất khó nhịn thời điểm, Trầm Phong đến đây. Trầm Phong vẫn là trực tiếp ném một cô gái nhi tiến đến, theo sau đó xoay người liền rời đi. Nữ hài nhi kia động mạch bị mở ra, mắt thấy cũng liền không sống được. La Quân thống khổ tới cực điểm, lúc này trông thấy nữ hài nhi, liền muốn là kẻ nghiện trông thấy phẩm. Hắn sói đói chụp mồi bổ nhào qua, cắn một cái vào nữ hài nhi động mạch, sau đó tham lam hút. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng còn có Mạc Vũ nhìn lấy một màn này, các nàng cảm thấy lòng chua xót. Tựa hồ mỗi người thành công phía sau, đều sẽ có nhiều như vậy không muốn người biết thống khổ cùng lòng chua xót. La Quân như thế đường đường chính chính người, nhưng cũng không cách nào tránh cho loại này hèn mọn cách sống. Trầm Phong chỉ đưa một cô gái tới, cái này cũng nói, Trầm Phong thực vẫn luôn tại quan tâm Già Lam nhà trọ. Hắn cũng biết Tần Lâm đã rời đi, cho nên hắn thì đưa một người tới. Trầm Phong biết Tần Lâm rời đi, hắn cũng không có qua tìm Tần Lâm. Trầm Phong ý nghĩ giống như La Quân, đây là Tần Lâm lựa chọn. Là huynh đệ, liền muốn tôn trọng huynh đệ lựa chọn. Nếu như cưỡng ép để Tần Lâm hút máu tươi sống sót, hắn sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Như vậy vấn đề cũng liền đến, giờ này khắc này Tần Lâm hẳn là cũng muốn phát tác. Như vậy, hắn đến đang ở đâu? Trăng sáng trong sáng, bóng đêm cùng màu xám bạc ánh trăng hỗn hợp lại cùng nhau. Ép trên dãy núi, Tần Lâm một thân màu đen bị giáp, quần bò. Hắn giống như là muốn leo núi thanh niên,
nhưng hắn lại như là cô kẻ độc hành. Cứ như vậy, một người, hành tẩu đến quên. Cô độc ép sơn mạch là hùng tráng như vậy cùng rộng lớn. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Tần Lâm sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi này không có tung tích con người. Hắn sợ chính mình phát tác thời điểm, hội khống chế không nổi chính mình. Hắn quá rõ lúc phát tác, đối máu tươi loại kia khát vọng cùng dục vọng. Cái kia không phải sức người có thể kiềm chế. Mà lúc này, Tần Lâm đã đi ra 200 cây số. Hắn đi cả ngày. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu khô nóng đứng lên. Loại kia điên cuồng thống khổ giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng hung mãnh nhào lên, khiến người ta hận không thể đi chết, qua gặp trở ngại. Tần Lâm quỳ trên mặt đất, phát ra thống khổ gào rít tới. Toàn thân hắn hiện ra hỏa diễm sắc, đồng thời có từng đạo hỏa diễm sắc vết nứt. Thân thể của hắn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể muốn tự thiêu mà chết. Ha ha ha, Tần Lâm chợt cười to đứng lên, liền để ta tự thiêu ở chỗ này đi, đốt thành một đống cho tàn, từ đó bên trong thiên địa lại không ta Tần Lâm, cũng không người nào biết ta Tần Lâm táng thân gì xử nam nhi đại trượng phu, há sợ thanh sơn táng. Hắn vừa mới hào tình vạn trượng, sau đó liền đau hừ một tiếng lăn lộn trên mặt đất. Tần Lâm ý thức đã mơ hồ, hắn đối máu tươi cực độ khát vọng đứng lên. Trong mơ mơ màng màng, Tần Lâm bỗng nhiên ngửi được tươi mùi máu. Tần Lâm đột nhiên mở mắt, liền trông thấy một cái màu đen hạt tử. Cái này màu đen hạt tử, không tầm thường a. Cái đầu lớn không hợp thói thường, khoảng chừng một cái trưởng thành con thỏ cỡ như vậy. Nó hai cái kìm bên trên tựa hồ cũng hiện ra đáng sợ ánh sáng màu lam. Cái này hắc hạt tử giơ lên cái kìm, hướng phía Tần Lâm bước nhanh tới gần. Tần Lâm phảng phất cảm giác được hạt tử trong thân thể ngọt ngào huyết dịch, hắn đột nhiên thì chạy tới. Răng rắc, cái kia hạt tử thế mà trước một bước kềm ở Tần Lâm, đồng thời cắn Tần Lâm cánh tay một ngụm. Bất quá Tần Lâm cũng không dám yếu thế, lập tức liền cắn hắc hạt tử động mạch chỗ. Hắc hạt tử trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nó liều mạng giãy giụa lại là không hề có tác dụng. Đồng thời cũng cảm giác được tự thân máu tươi đang trôi qua nhanh chóng. Đoán chừng một sát na này, hắc hạt tử trong lòng thật sự là cảm thấy ngày chó. Đó là một vạn đầu thảo nê mã cùng một chỗ lao nhanh mà qua a. Hắc hạt tử rất nhanh liền bị Tần Lâm hút thành khô quắt hạt tử, bị chết đó là không có thể chết lại. Tần Lâm thỏa mãn, hắn nghiêng người, ngã xuống đất ngất đi. Cùng lúc đó, Tần Lâm trên thân thể hỏa diễm đường vân bắt đầu biến mất, hỏa diễm sắc cũng đã biến mất. Vốn nên chết đi như thế Tần Lâm lại ngoài ý muốn sống sót. La Quân hút nữ hài nhi kia máu tươi về sau, trầm mặc nùng nói với La Quân, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta đến xử lý. Nàng nói xong cũng mang nữ hài nhi thi thể rời đi. La Quân quay người trở về trong phòng. Lúc này, hắn xác thực cần phải thật tốt để tiêu hóa thể nội dinh dưỡng. Cái kia một cỗ, thiên ti vạn lũ dinh dưỡng cùng nhau hướng phía trong não vực dũng mãnh lao tới. Tế bào não lập tức sinh động. La Quân biết không có thể khiến cái này dinh dưỡng thoải mái toàn bộ tế bào não, trước tiên cần phải để một bộ phận tế bào bị mở phát ra tới. Đây là một cái không cần nhân giáo thưởng thức. Người trong não vực tế bào não so trên thân thể tế bào nhiều mấy chục lần, bên trong còn có não hạch cung cấp vô cùng tế bào. Cho nên cũng mới nói, người não vực là vô hạn. La Quân trước đem thiên ti vạn lũ dinh dưỡng khóa chặt ước chừng 100 mai tế bào não. Cái kia 100 mai tế bào não cấp tốc hấp thu cái này thiên ti vạn lũ dinh dưỡng. Tế bào não tại tiếp xúc đến dinh dưỡng về sau, lập tức rất vui, tham lam hút thu lại. La Quân thậm chí có thể cảm giác được những này tế bào não đang nhanh chóng lớn mạnh, tiến hóa, thuế biến. Đây chính là khai phát não vực cảm giác. Thần thông nhất trọng não vực khai phát lúc, đó là một loại cảm giác tinh thần chú ý lực khác hẳn với thường nhân cảm giác, còn không thể xưng là pháp lực. Tại thần thông nhất trọng thời điểm, người có thể thông qua tinh thần lực qua cảm ứng bốn phía sự vật, đồng thời có thể sử dụng tinh thần lực đến thuần hóa một số con kiến nhỏ trợ các thứ. Xưa nay có truyền võ đạo cao thủ, có thể sử dụng tự thân khí tràng để sở hữu con kiến theo hắn tư tưởng đến viết chữ, cũng chính là cái đạo lý này. Đến thần thông nhị trọng, tinh thần lực tiếp tục tăng cường. Lúc này, người có thể sử dụng ánh mắt trực tiếp tới đem phổ thông đối thủ trấn nhiếp mê hoặc. Thậm chí cũng có thể đem chính mình tư tưởng truyền lại đến đối phương trong đầu. Đem tự thân tinh thần tư tưởng trong nháy mắt thông qua ánh mắt truyền lại, đánh vào đối phương trong đầu. Đến đệ tam trọng, tinh thần lực thì có thể miễn cưỡng xưng là pháp lực. Lúc này, người có thể trực tiếp đem cỗ này pháp lực thực chất hóa,
đồng thời có thể đem pháp lực hướng ra ngoài dò xét. Tỷ như người trong phòng, lại có thể đem pháp lực nhô ra qua, rõ ràng cảm giác được trong phạm vi trăm thước đồ, vật. Lại xa, pháp lực cũng liền bị thổi tan. Đến đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng thời điểm, pháp lực tùy tâm sử dụng mà động. Lúc này pháp lực cũng là tự thân lực lượng, có thể kiến tạo cường đại đạo tràng, có thể trực tiếp công kích địch nhân não vực, có thể đem pháp lực câu thông pháp khí, lợi dụng pháp khí phi kiếm giết người. Dạng này nhất trọng đột phá, pháp lực càng ngày càng mạnh. Đợi đến trường sinh cảnh thời điểm, pháp lực liền đã cường đại đến có thể trở thành độc lập nguyên thần. Hư không nguyên thần trên không trung, thông qua cường đại lực ngưng tụ cùng tư tưởng đến ngưng tụ từ trường, phần tử chờ một chút đến ngưng tụ ra nhất tôn nguyên thần thân thể đi ra. Đương nhiên, những này đều nói xa. La Quân dưới mắt tình huống lại có chút khác biệt, hắn tế bào não khai phát về sau, chỗ sinh ra tinh thần lực bắt đầu kích thích não vực. Những này tinh thần lực tự nhiên mà vậy hướng trong thân thể hội tụ. La Quân tinh khí phát hiện, những này tinh thần lực lại một lần nữa kích thích tế bào thân thể. Trong thân thể tế bào liền tiếp tục bắt đầu tiến hóa. Thân thể ban đầu tế bào tiến hóa đã đến đầu, nhưng bởi vì tinh thần lực thần kỳ cải tạo. La Quân tế bào thân thể lần nữa biến hóa, tế bào biến hóa lại ảnh hưởng thân thể cùng gốc cốt cách biến hóa. Đây chính là pháp lực hóa thành chiến đấu lực một cái quá trình. Loại này huyết mạch chỗ sinh ra pháp lực toàn bộ là tiếp tục mở phát tế bào thân thể, sau đó cường đại thân thể. La Quân có thể tưởng tượng đạt được, tiếp tục như vậy, chính mình đến thân thể thực biết biến càng ngày càng mạnh. Đây là cùng ma la thân thể có chút cùng loại, chỉ bất quá ma la là cái dị loại, có thể trời sinh biến dị, tế bào vô hạn tiến hóa. Mà chính mình huyết mạch này thì chậm nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt thân thể mạnh lên về sau. Chính mình đối phó những thần thông cảnh đó cao thủ cũng liền đơn giản. Thần thông cảnh cao thủ, nghe rất lợi hại hung hãn. Trên thực tế lại là có chút xấu hổ cảnh giới, thân thể đến cao nhất, vô pháp tiến bộ. Pháp lực vẫn là xuất phát từ thấp trạng thái, vô pháp hoàn toàn chế địch. La Quân hoàn toàn tiêu hóa cỗ này dinh dưỡng mang đến cải biến về sau, hắn tu vi trực tiếp đạt đến thần thông nhị trọng. Cái này tiến bộ là phi thường khủng bố. Tại thay đổi dòng máu thân thể thể chất thời điểm, La Quân não vực cũng tại tăng cường. La Quân rất rõ ràng biết, qua một đoạn thời gian nữa, chính mình não vực cũng có thể ngăn cản được đồng dạng sóng tinh thần công kích. Cái này đã là ngày hôm sau. Chỉ cần tiếp qua ngày thứ ba, như vậy huyết mạch sơ bộ thối luyện coi như hoàn thành. Ngày sau La Quân cùng Trầm Phong cũng không cần tiếp tục hút nữ hải máu tươi. Đương nhiên, tiếp tục hút là có chỗ tốt. Có thể cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, không hút liền sẽ chết. La Quân nhìn thấy trời đã sáng, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng dậy nhị ca Tần Lâm tới. Không biết nhị ca hiện tại là sống hay chết. La Quân biết Tần Lâm chắc chắn sẽ không đi giết người. Nhưng nếu như Tần Lâm không giết người, không hút máu tươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy Tần Lâm có phải hay không đã hóa thành cho tàn? La Quân không đoán ra được, hắn hy vọng sẽ có kỳ tích buông xuống tại Tần Lâm trên thân. Nhưng hắn cũng biết, cái tỷ lệ này là phi thường tiểu. Trong thiên hạ, nào có nhiều như vậy kỳ tích đâu. Chỉ một lúc sau, Mạc Vũ đi vào La Quân phòng ngủ, hắn lo lắng Tần Lâm sinh tử, muốn đi ra ngoài tìm Tần Lâm. La Quân hơi thở dài, hắn nói ra, tốt, ta đi chung với ngươi tìm. Nửa giờ sau, La Quân cùng Mạc Vũ theo Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng tạm biệt. Hai người lái xe ra Già Lam nhà trọ. Ngươi nói nhị ca hội đi chỗ nào? Mạc Vũ hỏi lái xe La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, quận Bo Lương tự ép sơn mạch, nhị ca không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ sợ chính hắn phát tác đứng lên khống chế không nổi. Cho nên, hắn nhất định sẽ qua ép sơn mạch. Chỉ là vùng núi này bao la bát ngát, chúng ta căn bản không biết nên từ cái hướng kia tìm lên. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hy vọng nhị ca có thể người hiền tự có thiên tướng. Mặt trời gay gắt chiếu rọi. Ép trên dãy núi, nhật quang đem đá hoa cương chiếu xạ đến còn như núi lửa hiện trường. La Quân cùng Mạc Vũ bỏ xe, chẳng có mục đích tìm. Nhưng mà, vùng núi này lớn như thế, muốn tìm đến người. Căn bản chính là nói chuyện viển vông. La Quân còn có một loại khả năng không có nói với Mạc Vũ, cái kia chính là Tần Lâm nếu thật là đến vùng núi này bên trên, như vậy phát tác thời điểm, Tần Lâm khẳng định là một con đường chết. Như vậy, Tần Lâm khẳng định liền đã tự thiêu mà chết. Hắn tự thiêu về sau, bị ban đêm núi gió thổi qua, chỉ sợ là liền xương cốt bụi đều không cách nào tìm tới.
như vậy Tần Lâm hiện tại đến như thế nào đây? Mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, Tần Lâm rốt cục mở to mắt. Lúc này là 1 giờ chiều. Chính là trong vòng một ngày, ngày sắc bén nhất thời điểm. Tần Lâm sau khi mở mắt, hắn bị nhật quang đâm mắt mở không ra. Tần Lâm suy nghĩ cũng rất nhanh liền khôi phục, hắn siêu một chút ngồi xuống. Chẳng lẽ ta không chết? Tần Lâm đảo mắt tứ phương. Hắn phát hiện mình vẫn là tại phía trên dãy núi. Tần Lâm sau đó đã nhìn thấy tay mình bị cái kia hắc hạt tử lại kẹp lại cắn, cũng không biết là tình huống như thế nào. Hắn nhìn một cái, liền phát hiện mình tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Này cũng không kỳ quái, Tần Lâm thân thể sức khôi phục là biến thái. Tần Lâm lập tức liền vận công cảm giác thân thể của mình. Thân thể mạch máu trong người ngược lại là đã an tĩnh xuống, mà lại, tại cái kia hắc hạt tử máu làm dịu. Tần Lâm phát hiện mình cứ như vậy trong giấc mộng đến thần thông cảnh. Từ hóa thần cảnh đến thần thông cảnh, đây là vô cùng lớn khoảng cách. Rất nhiều cao thủ nghèo cả đời đều không thể đột phá. Nhưng Tần Lâm lại ngủ một giấc, đần độn u mê đến lần này cảnh giới. Tần Lâm cảm giác đến mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ cái này hắc hạt tử máu so nữ hài nhi máu còn tinh khiết hơn, lợi hại. Tần Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cao hứng là, nếu như mình tìm thêm một số cái này hạt tử, vậy mình công lực không phải như bay để bạt sao. Mà lại, cũng có thể để đại ca không hề lạm sát kẻ vô tội. Tần Lâm bởi vì cái này phát hiện mà hoan hỉ không thôi. Hắn bắt đầu ở vùng núi này bên trên tìm kiếm khắp nơi. Tần Lâm thể chất rất tốt. Hắn tại mặt trời đã khuất liên tiếp tìm mấy giờ, sau cùng lại chẳng được gì. Ngược lại là thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện khó chịu. Tần Lâm vội vàng nhắm mắt nội thị. Cái gì gọi là nội thị? Cũng là nhắm mắt lại về sau, xem xét thân thể của mình. Cao thủ có thể đem thân thể của mình ngũ tạng lục phủ nhìn rõ ràng. Tần Lâm lập tức liền phát hiện không ổn, hắn trên đan điền rành rụm màu đen độc tố. Cỗ này độc tố từ trong đan điền hướng ra ngoài thẩm thấu, hung mãnh vô cùng. Tần Lâm rõ ràng cảm giác được thân thể bởi vì độc tố ăn mòn, các hạng bộ phận cũng bắt đầu vận hành chậm chạp. Mà lại, một cỗ toàn tâm đau đớn cũng như ngàn vạn kim nhọn tại đâm. Tần Lâm đau đến rên lên một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng rất lợi hại, nếu như độc tố thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, như vậy ngũ tạng lục phủ của mình liền sẽ suy kiệt. Chính mình chính là một con đường chết. Nguyên lai. Cái này hắc hạt tử máu có độc. Mình muốn sử dụng hắc hạt tử đi giúp đại ca, hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Nghĩ không ra ta Tần Lâm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần Lâm không khỏi bi thương đứng lên. Sau khi màn đêm buông xuống, Tần Lâm tiếp tục hành tẩu. Hắn hướng phía trước hành tẩu, không biết mình muốn đi đâu, không biết mình mục đích là ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ cùng thể nội độc tố chống cự. Hắn vận công áp chế độc tố, để độc tố lan tràn chậm chạp xuống dưới. Tần Lâm tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ chính mình làm sao áp chế độc tố, trong vòng 3 ngày, như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình vẫn là một con đường chết. Trước đó muốn tự thiêu mà chết thời điểm, cái kia không khỏi rượu hắc hạt tử xuất hiện, sắn cứu mình một cái mạng. Sau đó, còn sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Thiên hạ lại cái kia có nhiều như vậy kỳ tích đâu? Tần Lâm cười khổ. Cảm thấy mình có chút si tâm vọng tưởng. Có lẽ, cái này chính là mình báo ứng đi. Cái kia vô tội nữ hài nhi bởi vì chính mình mà chết. Cho nên lão thiên không để cho mình thống khoái chết mất, lại là phải bị chất độc này từng khúc công tâm, nhận hết tia, a tấn mà chết. Một đêm này, đối với La Quân tới nói cũng là một cái đại khảm. Đây là ngày thứ ba, ngày cuối cùng. Vượt qua hôm nay, hắn huyết mạch liền sẽ chính thức thành thục, chính mình sẽ không còn thụ máu tươi khống chế. La Quân rời đi Già Lam nhà trọ, một mình hắn ở bên ngoài đi. Rất nhanh liền đi vào một chỗ trống trải địa phương. Nơi này thực là một đầu đường cái. Nhưng lúc này, trên đường lớn cũng không có người. Nơi này cũng không có đèn đường. Đại ca, ngươi ra đi. La Quân đối hư không nói ra. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Trầm Phong từ phía sau mang một tên nữ hải nhi đi ra. Hắn đem nữ hải nhi kẹp ở dưới xương sườn. Nữ hải nhi kia đã hôn mê. Về phần nàng dáng dấp ra sao, cái này đều không phải là La Quân cùng Trầm Phong muốn quan tâm sự tình. La Quân cùng Trầm Phong ánh mắt nhìn nhau, hắn phát hiện Trầm Phong đã đạt tới thần thông lục trọng cấp độ. Hắn mấy ngày nay tu vi quả thực cũng là đánh kích thích tố một dạng, nhanh đến mức nghịch thiên. Trên thực tế, La Quân cũng là nhanh không hợp thói thường.
ta cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì, chết tại trên tay của ta, mặc kệ là tốt người hay là người xấu, hoặc là đại nhân hay là tiểu hài tử, liền xem như dần dần già đi lão nhân, ta cũng giết không ít. Trầm Phong nói ra, cho nên tam đệ, sở hữu tội nghiệt, ta đến cõng. Ngươi cùng nhị đệ đều không phải là có thể làm chuyện xấu sự tình người. La Quân trầm giọng nói ra, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta muốn làm ra một phen sự nghiệp, nhưng lại không muốn làm người xấu, đây vốn chính là một kiện mâu thuẫn sự tình. Đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi làm ra hết thảy, ta vô cùng cảm kích, nhưng ta sẽ không cho là ta hút lấy ăn mấy cái này nữ hài nhi không liên quan gì tới ta, các nàng chính là ta giết. Ta La Quân không còn có tư cách vỗ ở ngực nói, ta không thẹn với lương tâm. Ta, vấn tâm hổ thẹn. Một tiếng vấn tâm hổ thẹn, đây là phát ra từ La Quân ở sâu trong nội tâm hò hét. Hắn những ngày này hút người sống máu tươi, thành tựu chính mình đường lớn. Hắn nhìn cứng cỏi vô cùng, trên thực tế, hắn cũng xác thực cứng cỏi vô cùng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn thì thật sự là đã lãnh huyết đến chết lặng bước. Khóc cũng là sống, cười cũng là sống, điên lấy là sống, mê muội cũng là sống, đều là còn sống, nhìn ngươi làm sao tuyển. Trầm Phong có đại quyết đoán, đại sát phạt nhẫn tâm. Tần Lâm có chịu chết quyết tâm. Mà La Quân, hắn là một cái sống tại hai người bọn họ người trung gian. Tại tử vong trước mặt, hắn lựa chọn thuận theo đại ca an bài. Trầm Phong trầm mặc xuống dưới, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, trong lòng ngươi cũng biết, tương lai ngươi như công thành danh toại, không ai hội đàm ngươi hôm nay thị phi. La Quân nói ra, người khác nhìn ta là ma là quỷ, ta cũng không để ý. Tốt, tốt, Trầm Phong nói ra, quả nhiên không hổ là ta Trầm Phong huynh đệ, hiện tại đã là ngày thứ ba, cô gái này là ngươi một lần cuối cùng giải dược. Tiếp xuống đường, đại ca cũng không có biện pháp giúp ngươi đi quy hoạch, vậy phải xem ngươi đi như thế nào. Lúc đầu ta cùng nhị đệ dự định lưu lại giúp ngươi một chút. Nhưng là, mọi người tự có mệnh số, nhị đệ lựa chọn hắn đường, ta tự nhiên cũng không thể làm thủ hạ ngươi. Cho nên, ta hiện tại sẽ rời đi, tương lai. Chúng ta hữu duyên lại tụ họp. La Quân nói không ra lời. Trầm Phong quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Hắn tựa hồ quên một sự kiện, cái kia chính là cô gái trước mắt nhi cũng không có bị vạch phá động mạch. La Quân muốn phải sống sót, thì được bản thân thân thủ giết cô bé này. Đê kê Cang gia tộc trong pháo đài cổ. Lão tổ tông Vân Lôi Nhi lấy huyết liên ngai vàng buông xuống. Trong bóng đêm. Huyết sắc quang mang bao phủ Đê Kê Cang gia tộc đình viện. Huyết sắc đối với huyết tộc người mà nói, là tốt đẹp nhất quang mang. Sân Sơ Rồ cả đám lập tức đi ra quỳ xuống đất đón lấy, huyết tộc nhóm kích động hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết lão tổ tông. Cả đám núi kêu biển gầm, tề hô lấy bái kiến lão tổ tông. Bất quá có chút khôi hài là, bọn họ nói loại ngôn ngữ không quá giống nhau, có nói tiếng Ý, có nói tiếng Anh. Vân Lôi Nhi toàn thân áo trắng, như lăng ba tiên tử buông xuống. Nàng thu huyết liên ngai vàng tiến vào mi tâm, sau đó liền tay áo vung lên, tử tốn nói, đều đứng lên đi. Mọi người cảm ơn lão tổ tông, sau đó đứng dậy. Tiếp theo, tại sân Sơ Rồ thân vương nghênh đón dưới, Vân Lôi Nhi tiến đại điện. Đại điện bên trong, Vân Lôi Nhi ngồi ngay ngắn phía trên. Chúng huyết tộc ở phía dưới cung cung kính kính rủ xuống lập. Vân Lôi Nhi phía dưới là Sân Sơ Rồ thân vương, Bạch Tuyết, còn có Bon công tước. Vân Lôi Nhi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, Sân Sơ Rồ thân vương, từ thượng nhất nhậm huyết hoàng Hoác Bô Rô tại 300 năm trước tao ngộ ám sát bỏ mình về sau, hoàng kim huyết tộc mạch này liền một mực không có huyết hoàng tồn tại. Bây giờ thiên địa sát kiếp buông xuống, cái này sát kiếp ở khắp mọi nơi, cho nên ta cảm thấy là thời điểm tuyển một vị huyết hoàng đi ra. Sân Sơ Rồ thân vương cùng tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Sân Sơ Rồ thân vương lập tức nói, lão tổ tông thánh minh, nhưng không biết lão tổ tông muốn người nào tới làm máu này hoàng. Vân Lôi Nhi nói ra, trong nội tâm của ta xác thực đã có nhân tuyển, người này thì là La Quân. Hắn, Sân Sơ Rồ thân vương cùng còn lại người đều là thất sắc. Sân Sơ Rồ thân vương lập tức nói, lão tổ tông, La Quân chính là người ngoài. Huyết hoàng chi vị cô treo 300 năm. Một mực không có người tuyển. Ngài tại sao muốn tuyển La Quân đâu? Vân Lôi Nhi nói ra, La Quân cũng không phải là ngoại nhân, hắn đã truyền thừa ta huyết mạch. Trong mắt của ta, hắn tới làm huyết hoàng thật sự là lại thích hợp bất quá. Sân Sơ Rồ thân vương nói ra. Chuyện này cứ như vậy định, không cần lại bàn. Vân Lôi Nhi phất ống tay áo một cái,
nói, còn lại đám người, toàn bộ lui ra. Mọi người không dám nghịch lại lão tổ tông, đồng đều quỳ bái về sau, tự hành thối lui. Trong đại điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sân Sơ Rồ lão thân vương cùng Vân Lôi Nhi hai người. Lão tổ tông, Sân Sơ Rồ thân vương không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ngài quyết định, chúng ta không dám vi phạm. Chỉ là, La Quân cho dù có ngài huyết mạch, nhưng là hắn chung quy tại trong huyết tộc không có căn cơ gì. Ngài tùy tiện để hắn tới làm máu này hoàng, chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Tương lai, cũng sẽ khiêu khích ngật các đại thân vương, huyết vương bất mãn. Kể từ đó, thật sự là tai họa vô số. Vân Lôi Nhi nhìn một chút Sân Sơ Rồ thân vương, nàng nói ra, Sân Sơ Rồ, ta không có khả năng vĩnh viễn trông coi các ngươi. Lập tức, ta liền muốn rời khỏi địa cầu, qua hư giữa không trung ứng kiếp. Có lẽ ta sẽ vẫn lạc, có lẽ ta hội siêu thoát, nhưng bất kể như thế nào, trong vòng mấy trăm năm, ta sẽ không về tới địa cầu bên trên. Ta làm ra hết thảy, không phải vì người khác, hoàn toàn là cho các ngươi bọn này thuộc về ta huyết mạch người. Ta là sợ ta lại lúc trở về, trên địa cầu đã không có huyết tộc. Nàng đón đến, nói ra, La Quân là các ngươi sinh cơ, nếu như các ngươi chính mình thật muốn không biết tốt xấu, đem cái này sinh cơ bóp chết, đây cũng là trách không được bất luận kẻ nào, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sân Sơ Rồ thân vương nhất thời cảm thấy kinh hồn bạt vía, hắn nói ra, lão tổ tông, ngài lại muốn rời đi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta không hiểu, ngài là sao đối cái kia La Quân có cao như thế đánh giá. Vân Lôi Nhi nói ra, thứ nhất, hắn là thiên mệnh giả, hắn có mệnh số, đây là mấu chốt nhất. Thứ hai, hắn tính tình chí thiện, chỉ có hắn đến lãnh đạo, các ngươi mới có thể trước sau vẹn toàn. Thứ ba, hắn tuy nhiên tính tình chí thiện, nhưng đó là đại thiện. Thời điểm then chốt, hắn có tàn nhẫn quyết đoán. Vân Lôi Nhi nói đến chỗ này, đón đến, nói, hôm nay sở dĩ ở trước mặt mọi người nói chuyện này, cũng là biết các phương thân vương trong lòng chỉ sợ không phục. Nhưng hôm nay ta ở trước công chúng công bố, cũng coi là cho La Quân xứng danh phân. Tiếp đó, liền muốn ngươi nhiều hơn giúp La Quân đảm đương. Sân Sơ Rồ thân vương lúc này rốt cục cảm nhận được Vân Lôi Nhi dụng tâm lương khổ. Hắn nói ra, vâng, lão tổ tông. Vân Lôi Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, đi thôi, ngươi theo ta hiện tại đi xem một chút La Quân. Có lẽ ngươi nhìn về sau liền sẽ rõ ràng, vì cái gì ta lựa chọn lại là hắn. Trống trải trên đường lớn, La Quân ngồi yên lặng. Hắn cứ như vậy đã ngồi 3 giờ. Lúc này là trời vừa rạng sáng. Trầm Phong sớm đã qua Già Lam nhà trọ, hắn mang đi Mạc Vũ, thuận tiện nói cho Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Hắn nói cho hai nữ, La Quân ngay tại đầu này trên đường lớn. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng sợ La Quân có việc, thế là nhanh chóng đi tìm tới. Hai người rất nhanh liền nhìn thấy La Quân. Bất quá hai nữ cũng không quấy nhiễu La Quân, các nàng xem ra La Quân thống khổ. Trong lòng hai cô gái vô cùng giải La Quân. Tần Lâm rời đi là bởi vì tự trách, La Quân không có khả năng thật giống mặt ngoài như vậy như vô sự. Trầm Mặc Nùng nhất là biết La Quân nhiệt huyết cùng thiện lương. 3 giờ sau. Vân Lôi Nhi cùng Sân Sơ Rồ thân vương cũng lặng yên đi vào một bên. Các nàng cũng tương tự nhìn lấy trên đường lớn La Quân. Màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu vào La Quân trên thân, cũng vẩy chiếu vào cái kia hôn mê cô nương trên thân. Nữ Hải Nhi kia ước chừng 18 đến tuổi, là cái người hoa nữ Hải Nhi. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, rất là sạch sẽ, xinh đẹp. Đúng lúc này, nữ Hải Nhi bỗng nhiên mở to mắt. Ngươi là La Quân. Nữ Hải Nhi câu nói đầu tiên thì hỏi như thế. La Quân không khỏi hơi kinh ngạc đứng lên, hắn nói ra, người biết ta. Nữ Hải Nhi mỉm cười, nói ra, ta gọi Lâm Khả Nhi. Trầm Phong đại ca nói cho ta biết, liên quan tới ngươi sự tình. Thật sao, La Quân không hiểu, nói, ta đại ca nói cho ngươi cái gì. Lâm Khả Nhi nói ra, ngươi cần hút nữ hải tử máu tươi, ta là ngươi giải dược. Nếu như ngươi không giết ta. Không hút ta máu, ngươi liền sẽ chết. La Quân thật không thể tin nhìn lấy Lâm Khả Nhi, nói ra, ngươi đều biết. Vì cái gì ngươi không sợ? Lâm Khả Nhi thê lương cười một tiếng, nói ra, ta đã là bệnh bạch huyết thời kỳ cuối, coi như ngươi không hút ta máu ta cũng không sống mấy ngày. Nàng kiểu nói này, La Quân lập tức cảm giác được Lâm Khả Nhi sắc mặt xác thực tái nhợt không quá bình thường. Lâm Khả Nhi tiếp tục nói, Trầm Phong đại ca cho ta một số tiền lớn. Số tiền kia có thể cho đệ đệ ta cùng phụ mẫu đều qua tốt. Bọn họ vì ta, thiếu quá nhiều nợ bên ngoài, ăn quá nhiều khổ. Nếu như ta tử năng để bọn hắn khá hơn một chút, ta thật cao hứng.
Nàng đón đến, tiếp tục nói, cho nên, ngươi không cần áy náy. Ta là cam tâm tình nguyện, ta không trách ngươi, ngược lại, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi. Nguyên lai, Trầm Phong không phải quên, mà chính là hắn đã vì La Quân đem hết thảy đều dự định tốt. Ngươi sẽ không phải là ghét bỏ ta máu a? Lâm Khả Nhi gặp La Quân không nói lời nào, thế là thử dò hỏi. La Quân nói ra, không phải, tuy nhiên ngươi là bệnh bạch huyết thời kỳ cuối, nhưng là ngươi máu với ta mà nói thật là tốt thuốc bổ. Lâm Khả Nhi nói ra, vậy ngươi vì cái gì giống như rất lợi hại không vui? La Quân từ tốn nói, cái này dù sao không phải một kiện rất lợi hại sự tình tốt. Lâm Khả Nhi sững sờ một chút, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Có thể ngươi đây cũng là không có cách nào sự tình a. La Quân nói ra, nhưng vì chính mình mạng sống, phải đi hại chết người khác, cái này chung quy là không đúng. Lâm Khả Nhi nói ra, ngươi không hút ta máu, ta cũng không sống. Nhưng ngươi hút ta máu, cha mẹ ta liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái, ngươi cũng có thể sống. Cái này đối với ta mà nói, là mạc đại công đức. La Quân trầm mặc xuống dưới. Liền cũng tại lúc này, hắn huyết mạch rốt cục lần nữa phát tác. La Quân thân thể trong nháy mắt thì khô nóng đứng lên, mà lại đến thật nhanh, vô cùng mãnh liệt. Thân thể của hắn hiện ra hỏa diễm sắc, hỏa diễm đường vân từng đầu, nhìn phá lệ dữ tợn. Thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên. Bộ phận, thân thể giống như là đặt ở liệt hỏa bên trên nướng. Loại thống khổ này tuyệt đối là không phải người. La Quân đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào rít, hắn một cái xoay người ngã lăn xuống đất. A, à, La Quân nghiêm nghị gào thét. Lâm Khả Nhi nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nàng cảm giác mình tựa như là tại một cái cực lò lửa lớn bên người. Nhiệt độ kia để cho nàng đều cảm thấy không thể thừa nhận. Bởi vậy, Lâm Khả Nhi cũng có thể tưởng tượng đến La Quân thừa nhận thống khổ. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn tin tưởng Trầm Phong lời nói. La Quân đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Lâm Khả Nhi quang mang tràn ngập như là dã thú dục vọng. Hắn lúc này không có đem Lâm Khả Nhi xem như nữ nhân, mà chính là xem như ngon thực vật. La Quân lệ hống một tiếng, hắn không nghĩ, thật không muốn đi dạng này tươi sống cắn một cái vô tội sinh mệnh. Hắn liều mạng cắn răng, thừa nhận thân thể to lớn thống khổ. Trong một chớp mắt, mồ hôi rơi như mưa. Không muốn, không muốn, La Quân vốn nên có thể chống cự. Lâm Khả Nhi lại chậm rãi hướng đi La Quân. Nàng lúc này, trên thân phảng phất xoanh một tầng thánh khiết quang huy. Lâm Khả Nhi ôm lấy La Quân đầu, La Quân vùi đầu tại nàng mềm mại ở giữa. Lâm Khả Nhi tựa như là một cái mẫu thân một dạng ôm La Quân. Tới đi, hút ta máu, dạng này ngươi không thống khổ nữa, ta cũng không cần thống khổ. Lâm Khả Nhi thanh âm tràn ngập dụ hoặc. La Quân đột nhiên ngửa đầu gầm thét, sau đó, hắn hai mắt huyết hồng cắn về phía Lâm Khả Nhi trắng như tuyết cái cổ. Tựa như là cô độc dã thú đi đến cùng đường mặt lộ. Tại La Quân tâm lý, hắn kêu gào nói, từ đó, ta không còn là một người tốt. Lâm Khả Nhi cuối cùng vẫn là bị La Quân hút khô máu tươi, hắn sau đó lau khô khóe miệng máu tươi, đem Lâm Khả Nhi thi thể ôm. La Quân từng bước một hướng già Lam nhà trọ đi đến. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cảm nhận được La Quân nội tâm hốt hoảng cùng thống khổ, hai người vội vàng chào đón. La Quân, người nghĩ thoáng điểm, sự tình đã dạng này, người cũng là không có cách nào. Trầm Mặc Nùng khuyên lơn. La Quân gật gật đầu, hắn nhàn nhạt nói với Trầm Mặc Nùng. Làm phiền ngươi giúp ta đưa nàng thi thể hỏa táng, sau đó giao cho người nhà nàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ta sẽ. Nàng thoảng qua thả lỏng trong lòng, bởi vì dù cho ở thời điểm này, La Quân vẫn là nghĩ đến không cho Lâm Khả Nhi người nhà nhìn thấy Lâm Khả Nhi thi thể. Dù sao lúc này Lâm Khả Nhi bộ dạng này để người nhà nhìn khẳng định hội rất thương tâm khổ sở. Đem Lâm Khả Nhi giao cho Trầm Mặc Nùng về sau, La Quân liền một thân một mình đi. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng không hề đi theo La Quân, hai nữ biết La Quân như là đã kinh lịch thống khổ như vậy niết bàn, hắn liền không khả năng làm cái gì nghĩ quẩn sự tình. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng tuy nhiên đi, nhưng là Vân Lôi Nhi cùng Sơn Sơ Rồ Thân Vương lại là một mực đi theo La Quân. La Quân là hướng khu vực thành thị hành tẩu. Sơn Sơ Rồ Thân Vương cùng Vân Lôi Nhi không nhanh không chậm đi theo, lấy hai người bọn họ tu vi, La Quân là quả quyết phát hiện không. Huống hồ hiện tại La Quân cũng là thần bất thủ xá. Lão Tổ Tông, cái này La Quân không quả quyết, ta cảm thấy hắn cũng không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo. Sơn Sơ Rồ Thân Vương nhìn không được nói ra. Vân Lôi Nhi từ tốn nói, ngươi phải biết,
trong lòng mỗi người đều sẽ có một cái tuyến cùng nguyên tắc. Mặc kệ là lại hèn mọn người, hắn đều hữu tuyến cùng nguyên tắc. La Quân hiện tại là tại trà đạp chính hắn tuyến cùng nguyên tắc. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, vậy chỉ có thể nói, hắn là một người tốt. Nhưng muốn dẫn dắt huyết tộc đi qua trận này sát kiếp, lại không phải một người tốt có thể làm đến. Vân Lô Nhi nói ra, cần là gian hùng mới có thể đúng không? Sân Sơ Rồ Thân Vương ngẩn ngơ. Vân Lô Nhi nói ra, người nhận biết cũng không tính là sai, trong lịch sử có thật nhiều khai quốc đế vương đều là thủ đoạn độc ác hạng người. Bởi vậy, bọn họ dựa vào thủ đoạn độc ác đoạt được thiên hạ. Nàng đón đến, nói ra, nhưng người đừng quên còn có một cái định luật, khai quốc đế vương muốn hung ác, nhưng giữ vững một quốc gia muốn nhân. Nếu như La Quân là thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn hạng người, vậy ta cũng sẽ không yên tâm để hắn đến mang lĩnh huyết tộc. Sân Sơ Rồ Thân Vương khẽ cười khổ, nói ra, có lẽ ngài nói là có đạo lý. Vân Lôi Nhi nói ra, La Quân ưu điểm lớn nhất ngươi cũng không có phát hiện, cái kia chính là cứng cỏi đến, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Một người nam nhân, nếu có vận khí, còn có dạng này một phần ưu điểm, hắn không có đạo lý không thành công. Trùng hợp, La Quân thì có hai điểm này. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, lão tổ tông ngài con mắt tinh tường, hạ thần bội phục. Vân Lôi Nhi cười nhạt một tiếng, nàng nói ra, thực có đôi khi, có một số việc sẽ rất thú vị. Đại nhân dưỡng dục một đứa bé, nhìn hắn từ khi còn bé bị bô tập nói đến trưởng thành người, quá trình này rất thú vị. Còn có, người gieo xuống một gốc cây miêu, nhìn lấy nó dần dần trưởng thành đại thụ che trời. Cái này là sinh mệnh, trưởng thành niềm vui thú. Ta lúc đầu trong lúc vô tình bồi dưỡng một nhóm thuộc về ta huyết mạch người, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng này. Cho nên có đôi khi, ta nghe các ngươi gọi ta lão tổ tông thời điểm, ta cảm thấy rất thú vị. Mà bây giờ, ta lại gieo xuống ba hạt giống, cái này ba hạt giống phân biệt thì là La Quân, Trầm Phong, Tần Lâm. Ba người bọn họ đều là thiên mệnh giả, ta càng cảm thấy hứng thú bọn họ tương lai sẽ đi đến cái kia địa vị. Sân Sơ Rồ Thân Vương rơi vào trầm tư, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, lão tổ tông, ngài là cái có đại trí tuệ người. Vân Lôi Nhi nói ra, không tính là gì đại trí tuệ, đơn giản là ta đi qua năm tháng dài dằng dặc. Ta hiểu tuế nguyệt tịch mịch, cũng hiểu tuế nguyệt thần kỳ. Hai người nói chuyện, tiếp tục đi theo La Quân. La Quân đi vào khu vực thành thị, hắn tìm một cái quán bar. Tuy nhiên cái này lúc sau đã khuya, nhưng trong quán bar lại như cũ náo nhiệt cực kỳ. Vân Lôi Nhi cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương đi vào quán bar phía trước. Sân Sơ Rồ Thân Vương hơi hơi xấu hổ, nói ra, chúng ta muốn đi theo vào sao? Vân Lôi Nhi nói ra, đương nhiên. Sân Sơ Rồ Thân Vương không khỏi cười khổ, nói ra, hạ thần đời này thật đúng là chưa từng vào quán bar. Vân Lôi Nhi cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương là người quen cũ, quân thần ở giữa vô cùng hòa hợp. Vân Lôi Nhi mỉm cười, nói ra, cái này thì ngươi sai rồi. Các ngươi sinh ra tới là người, không có ta đối với sinh mạng cảm ngộ. Ta cảm thấy ta có thể làm một lần người, thể nghiệm một lần cái này thế giới bao la, cái kia là vô cùng khó được cơ duyên. Nhất định phải hảo hảo nắm giữ trên tay, không thể có mảy may lãng phí. Rồi nói sau, liền xem như nhân loại, người sống một lần cũng cứ như vậy mấy chục năm, nếu như không đem cái này mấy chục năm hảo hảo nắm giữ, cố mà trân quý, hưởng thụ, như vậy sao xứng đáng đến trên đời này đi một lần. Cái gì tốt chơi, hiếm lạ đồ, vật, người đầu tiên muốn đến hẳn là thưởng thức, chỉ biết thưởng thức, mới có thể cảm nhận được mỹ hảo. Nếu là bảo thủ, người hội bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đi thôi, hôm nay ta mang người trải nghiệm quán ba niềm vui thú. Sân Sơ Rồ Thân Vương không dám làm trái, liền nói ra, vâng, ta nghe lão tổ tông ngài. Vừa tiến vào quán ba, Sân Sơ Rồ Thân Vương thì rất rõ ràng không thích hợp trong này đinh tai nhức óc kim loại nặng tiếng âm nhạc. Vân Lôi Nhi ngược lại là rất lợi hại hưởng thụ. Cái kia trong sàn nhảy, người người nhốn nháo. Nam nam nữ nữ tựa như là yêu ma quỷ quái, loạn chật nhảy loạn, cả một cái quần ma loạn vũ a. Vân Lôi Nhi vừa tiến đến thì hấp dẫn rất nhiều thanh niên ánh mắt. Đơn giản là Vân Lôi Nhi thật sự là thật xinh đẹp. Nàng khí chất càng giống là thiên sơn tuyết liên, hàn mai ngạo tuyết, lẫm nhiên không thể xâm phạm. Thường nhân gặp Vân Lôi Nhi, nào dám có khinh nhờn chi tâm. Dạng này thiên sơn tuyết liên, vốn là chỉ nên bị thưởng thức, mà không nên qua đưa tay. Bất quá trong quán rượu này coi như khác biệt, rất nhiều người đã uống say mắt mê ly. Uống nhiều người, liền hoàng đế lão tử đều dám mạo phạm. Cho nên lập tức, thì có hai cái thanh niên bốn phía.
tiểu muội muội thật xinh đẹp nha, bất quá ngươi làm sao mang ra ra ngươi đến đi ba. Cái kia hai tên Italy thanh niên trong miệng trong mắt tràn đầy quang, cười hì hì nói. Bên trong một thanh niên đưa tay đến sở kéo Vân Lôi Nhi tay, nói, tiểu muội muội, ca ca mời ngươi uống rượu, mang ngươi khoái lạc mang ngươi bay. Vân Lôi Nhi còn không có như thế nào, Sân Sơ Rồ Thân Vương ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói, lớn mật, lại dám mạo phạm lão tổ tông, muốn chết. Hắn nói xong liền muốn xuất thủ giáo huấn hai cái này cuồng vọng chi đồ. Sân Sơ Rồ Thân Vương đối với gan dám mạo phạm lão tổ tông người tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn cái này vừa ra tay liền muốn giết người. Bất quá lập tức, Vân Lôi Nhi ngăn cản lại Sân Sơ Rồ Thân Vương. Sân Sơ Rồ, không muốn làm như thế. Vân Lôi Nhi từ tốn nói. Sân Sơ Rồ Thân Vương ngơ ngẩn, hắn không dám vi phạm Vân Lôi Nhi mệnh lệnh, thế là kịp thời thu tay lại. Cái kia hai cái Italy thanh niên lúc đầu bị giật mình, thấy thế liền lại trầm tĩnh lại. Cái kia muốn sở Vân Lôi Nhi thanh niên cười ha hả nói, còn là tiểu muội muội ngươi cảm kích thức thời a, ha ha. Lão gia hỏa này một đám xương già, ta còn thực sự sợ hắn có chuyện bất trắc. Tới tới tới, bồi ca ca uống rượu, hắn muốn tới ôm Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi nhàn nhạt nhìn một chút thanh niên này, sau đó, nàng mở miệng, ngươi như thế thích uống tửu. Vậy liền qua uống chết đi. Đúng, cái này Italy thanh niên lúc đầu ngả ngớn vô cùng, lúc này đột nhiên tựa như là chúng ta, ngoan ngoãn xác nhận về sau, quay người liền đi đi đài tìm rượu uống. Ngươi, một tên thanh niên khác thấy thế không khỏi thất sắc, nghiêm nghị xông Vân Lôi Nhi nói, ngươi đối bằng hữu của ta làm cái quỷ gì? Vân Lôi Nhi không thèm để ý, chỉ nói một chữ cút. Thanh niên này lập tức liền không dám ở Vân Lôi Nhi trước mặt ngốc, quay người phải đi tìm đồng bạn. Đi qua như thế nháo trò, liền cũng liền không người đến tìm Vân Lôi Nhi bắt chuyện. Quầy ba trước, cái kia Italy thanh niên uống rất nhiều vodka, rượu bia, mắt thấy lại tiếp tục như thế, thì thật muốn uống chết. Điệu bộ này, dọa đến vậy đi đài tiểu muội muội cũng không dám cho hắn lấy rượu. Cái kia biết rõ thanh niên này lại là không buông tha, chính mình lật tiến quầy ba khu uống rượu. Sau cùng, chúng người rơi vào đường cùng, đem thanh niên này đánh ngất xỉu đưa vào bệnh viện. Về sau, thanh niên tại trong bệnh viện tỉnh lại chuyện thứ nhất vẫn là muốn uống rượu. Tại sáng ngày thứ 20 điểm, nên thanh niên trong nhà uống rượu quá nhiều, rượu cồn trúng độc, chính thức tử vong. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vân Lôi Nhi cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương tìm hẻo lánh địa phương nhập tòa. Hai người rất nhanh liền ánh mắt khóa chặt La Quân. La Quân tại mặt khác trong góc không ngừng uống rượu. Hắn một mực uống đến rạng sáng 5 giờ, sau đó mới cước bộ tập tễnh đi ra quán ba. Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng Vân Lôi Nhi vội vàng theo ra ngoài. La Quân rất muốn trầm tĩnh lại, hắn không có áp chế men say. Ra quán ba, La Quân chợt thấy một cái nữ hài tử bị mấy hắc nhân thanh niên quá chén mang vào hẻm nhỏ bên cạnh tử bên trong. La Quân nhất thời một cái giật mình, tỉnh rượu một nửa. Hắn lập tức liền theo tới. Cái này là La Quân vô ý thức động tác, hắn xưa nay đều là ghét ác như cừu tính cách. Nữ hài nhi kia là cái người hoa nữ hài nhi, La Quân vừa đến trong ngõ nhỏ đã nhìn thấy cái kia mấy hắc nhân thanh niên đem nữ hài nhi quần đào một nửa. Dừng tay, La Quân giận quát một tiếng. Cái kia bốn tên thanh niên người da đen lập tức nhìn về phía La Quân bên này, bọn họ sắc mặt bất thiện. Hai tên thanh niên người da đen hướng La Quân đi tới. Bọn họ xông La Quân uy hát yêu ta cảnh cáo nói, người tốt nhất xéo đi nhanh lên, không phải vậy ngươi sau đó trận thê thảm. La Quân không để ý đến hai người này, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ta hạ chàng có thể hay không thê thảm ta không biết, nhưng ta dám cam đoan các ngươi hôm nay rất lợi hại thảm. Hai tên thanh niên người da đen giận, bên trong một cái mắng, thảo, đánh chết hắn. Hai người xông La Quân quyền đấm cước đá, La Quân tự nhiên là không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Nội tâm một thanh âm bỗng nhiên đang cười nhạo. La Quân a La Quân, ngươi lại là cái thá gì? Ngươi làm ra sự tình so với bọn hắn còn muốn ác tha, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nghĩa chính ngôn từ chỉ trích bọn họ? Ngươi có tư cách gì ghét ác như cừu? Trong chớp nhoáng này, La Quân ngây ra như phỗng. Bởi vì cái gọi là, lại được vô dục, một người trong lòng không có hổ thẹn, không có ý nghĩ cá nhân, không có tham lam, như vậy. Hắn cũng là vô địch, hắn liền có thể nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tựa như ngươi nếu là quan thanh liêm, ngươi liền có thể nghĩa chính ngôn từ chỉ trích dơ bẩn sự tình, liền có thể đứng ra gióng giạc. Nhưng ngươi như chính mình trên mông cũng không sạch sẽ, ngươi còn có mặt mũi qua nói người khác.
phanh phanh. Hai cái thanh niên người da đen quyền đầu như mưa rơi rơi xuống La Quân trên thân. La Quân thừa nhận, hắn không có chống cự. Rất nhanh, La Quân liền bị đánh ngã xuống đất. Cái kia hai cái thanh niên người da đen mắng một tiếng đổ đê tiện, theo sau đó xoay người phải đi hưởng thụ tiểu muội muội. Vân Lôi Nhi cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương ở bên ngoài bí ẩn quan sát. Sân Sơ Rồ Thân Vương mày nhíu lại xuống dưới, trung thực tới nói, La Quân biểu hiện để hắn rất thất vọng. Vân Lôi Nhi từ tốn nói, Sân Sơ Rồ, ngươi cần phải kiên nhẫn một số, ngươi chờ xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ thông suốt chính mình tâm ma. Sân Sơ Rồ Thân Vương không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn bình tĩnh lại. La Quân nằm trên mặt đất, hắn cảm thấy mình đã uất ức tới cực điểm. Đây không phải lấy phía trước đối Lâm Văn Long vũ nhục cái loại cảm giác này. Khi đó, hắn còn có thể không ngừng vươn lên, còn có thể phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn liền phẫn nộ tư cách đều đã mất đi. Ta đôi tay này, đã tràn đầy người vô tội máu tươi. Ta đôi tay này, đã tràn đầy tội nghiệt. Mau cứu ta, người hoa kia nữ hài nhi thê thảm kêu gọi lấy, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Cái kia mấy hắc nhân thanh niên phát ra tiếng cười gian. La Quân trong tâm linh bỗng nhiên thoáng hiện qua một hình ảnh, hắn thần kỳ cảm nhận được nữ hài nhi kia ánh mắt. Ánh mắt kia là như thế tuyệt vọng cùng bất lực. Không, ta phải cứu nàng. La Quân đột nhiên nhảy lên một cái. So với cái gì cảm giác tội lỗi, tội nghiệt cảm giác các loại. Chỗ có cảm xúc đều đan vào một chỗ, lại cũng không sánh nổi cái này một cái chớp mắt La Quân muốn cứu người tâm tư. Dừng tay, La Quân hướng bốn tên thanh niên người da đen đi đến, hắn ánh mắt như hàn băng. Cái này tạp chủng thật đúng là có thể chịu đánh. Bên trong hai tên thanh niên người da đen hoàn toàn phẫn nộ, thế là xông lên. Bọn họ huy quyền thì hướng La Quân đánh tới. La Quân đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được hai người thanh niên người da đen đầu, tiếp lấy phanh một tiếng lẫn nhau va chạm. Nhất thời, đầu nở hoa, óc trắng bóng khủng bố tới cực điểm. Hai gã khác thanh niên người da đen thấy cảnh này, nhất thời dọa sợ. Bọn họ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, xoay người chạy. Một cỗ hôi thối nhất thời tràn ngập ra. Các ngươi trốn được sao? La Quân lệ quát một tiếng, thân hình lóe lên. 30 mét khoảng cách, La Quân chớp mắt đã tới. Thì giống như là một tia chớp, răng rắc. La Quân hai tay hai ngón phân biệt nhô ra, nhất thời chỉ đao giống như đâm thủng đậu hũ đồng dạng chọc thủng hai người kia cái ót. Hai người này cũng là tại chỗ tử vong. La Quân trong nháy mắt liền giết bốn người. Nhưng mà... bốn người này hắn giết không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đối với loại cặn bã này, không cần có chút lưu tình. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng rốt cục nghĩ thông suốt một việc. Cái kia chính là, người là hướng phía trước đi. Vạn sự vạn vật, bao quát thời gian trôi qua đều là hướng phía trước hành tẩu. Nếu như một người luôn dừng lại tại quá khứ, cái kia là sai lầm. Mặc kệ quá khứ là vinh diệu vẫn là thất bại, là sai lầm còn là đúng. Đều không nên trầm mê ở hiện trạng. Người đến hướng phía trước nhìn. Quá khứ sai lầm như là đã phạm, như vậy nhân nạn đường liền muốn bởi vì cái kia sai lầm phí thời gian cả đời. La Quân hít thở một hơi thật sâu, trong mắt của hắn lấy ra tinh mang. Như thương thiên có báo ứng, một mực đến báo ứng tại ta. Nhưng ta nếu là gặp chuyện bất bình, gặp khó chịu sự tình, ta y nguyên muốn xuất thủ. Đối với cái này bốn tên người da đen, La Quân không cho là mình ra tay quá nặng. Đơn giản là, chính mình đến hút người máu tươi, chính là không thể làm gì bảo mệnh tiến hành. Mà bốn người này, lại là vì chính mình tư dục, qua tàn nhẫn đem thống khổ cho người khác. Bọn họ không trà đạp cô bé này, bọn họ cũng sẽ không chết a. Cho nên, La Quân tất sát không thể. Đây cũng là La Quân ghét ác như cửu tính cách biểu hiện. La Quân quay đầu nhìn về phía tên nữ hài kia. Cô bé kia quần áo đã lam lũ, trên thân lộ ra bộ phận xuân quang. La Quân ngay lập tức đem áo mặc nắm, đưa tới nữ hài trước mặt. Nữ hài 18 tuổi bộ dáng, nàng dài rất là tinh xảo, xinh đẹp. Theo Lâm Khả Nhi rất giống. Nghĩ đến chết đi Lâm Khả Nhi, La Quân sợ sệt một chút. Nữ hài Nhi e ngại nhìn về phía La Quân, tuy nhiên La Quân cứu nàng, nhưng La Quân thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng để cho nàng sợ hãi. La Quân từ tốn nói. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hắn nói xong xoay người rời đi. Nữ hài nhi kia mặc vào La Quân y phục, nàng đột nhiên cảm thấy tâm rất bất an, thế là lập tức đứng lên, nói ra, thật xin lỗi, cảm ơn ngài. Câu nói này nghe rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng ý tứ cũng rất tốt hiểu.
La Quân hơi hơi dừng một cái, cũng không quay đầu lại đi. Tất cả mọi thứ, La Quân đều đã nghĩ thông suốt. Hắn sẽ không lại trầm mê ở đã chuyện phát sinh. Đợi La Quân sau khi đi, Vân Lôi Nhi hướng Sân Sơ Rồ Thân Vương nói, ngươi cảm thấy thế nào? Sân Sơ Rồ Thân Vương từ đáy lòng nói ra, hắn thật là tính cách cứng cỏi người. Vân Lôi Nhi nói ra, một cây kiếm, nếu là quá sắc bén, quá cứng rắn, tuy nhiên lợi hại, lại dễ dàng bị bẻ gãy. Mà La Quân bản tính bên trong mang loại này cứng cỏi, hắn sẽ không quá cương liệt, cũng sẽ không quá mềm yếu, cái này là vừa vặn tốt trình độ. Có lẽ, hắn thành tựu tương lai sẽ không ở ta phía dưới. Hiển nhiên, Vân Lôi Nhi đối La Quân mong đợi là tối cao. La Quân trở lại Già Lam nhà trọ. Ngày thứ hai, Lâm Khả Nhi thi thể bị hỏa táng, sau đó bị Quốc An thành viên giao cho cha mẹ của nàng trên tay. Đối với đây hết thảy, cha mẹ của nàng đều đã biết được một hai, các nàng cũng tiếp nhận hiện thực này. La Quân tại vào lúc ban đêm liền tu luyện tới thần thông tam trọng cấp độ. Hắn lực lượng từ 1 vạn cân đến 1 vạn 1.000 cân. Đây là một cái rất lợi hại đáng sợ quá trình. La Quân đối với về sau tu hành cũng muốn tốt, hắn muốn hút người xấu máu tươi. Nói như vậy, trong lòng cũng sẽ không bất an. Trừ trước 3 ngày, nhất định phải là hút nữ tử máu tươi về sau. Đằng sau lại liền không có cái này hạn chế. Chỉ bất quá, nam huyết tộc nhất định là hút nữ tử máu tươi hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Nữ huyết tộc làm theo hút nam tử máu tươi muốn đỡ một ít. 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Trên trời Lam Thiên Bạch Vân là xinh đẹp như vậy mà trong vắt. Toàn bộ Già Lam nhà trọ cũng đột nhiên thì thanh tịnh lại. Chỉ còn lại 2 tên đầu bếp, còn có 1 tên bảo mẫu. Tiếp lấy cũng chính là La Quân, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng 3 người. La Quân thay đổi quần áo sạch, hắn tinh thần trạng thái rất không tệ, người cũng trầm tĩnh rất nhiều. Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng bồi tiếp La Quân ở phòng khách trên ghế salon, cùng một chỗ xem TV tin tức. Tin tức là truyền bá tiếng Anh, cho nên 3 người thoạt nhìn không có trở ngại gì. Truyền hình trong tin tức, khó tránh khỏi thì có gần nhất liên tục giết người án kiện. Những này giết người án kiện đều là La Quân, Trầm Phong 2 người làm, bao quát đêm qua 4 tên người da đen. Quan phương truy tia, A ra rất lợi hại khó khăn, bởi vì tìm không đến bất luận cái gì manh mối cùng động cơ. Liền xem như truy tia, A tới, La Quân những người này cũng sẽ không sợ sệt. Lấy bọn họ bản sự cùng năng lực, nay đã không nhận pháp luật khống chế. Mọi người hội đạt thành một cái ăn ý. Nho lấy văn loạn phương pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, đây là không có cách nào sự tình. Tại như La Quân những cao thủ này trên thân, có thể ước thúc bọn họ chỉ có 2 loại. Một loại là nội tâm lương chi, còn có 1 loại là thiên đạo luân hồi. Càng là lợi hại cao thủ, càng là biết nhân quả đáng sợ, thì càng không chịu giết lung tung vô tội. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có ngoại lệ, tỉ như Trầm Phong. Ghế sofa bên trái, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, bước kế tiếp người định làm như thế nào? La Quân uống vào 1 ly cà phê, hắn hỏi, ngươi là chỉ phương diện nào? Trầm Mặc Nùng cũng là ngẩn ngơ, có vẻ như hiện trên tay thật là thiên đầu vạn tự a. Nàng hỏi, thân thể ngươi, còn có ngươi về sau muốn tu luyện liền phải hút máu tươi. Ngươi bây giờ hút bệnh viện đông lạnh máu có vấn đề sao? La Quân hiện tại đối thân thể của mình tình huống đã rất là giải, hắn nói ra, hút đông lạnh máu không có vấn đề, bất quá hiệu quả hội kém một chút. Về sau ta cũng nghĩ rõ ràng, tận lực hút bệnh viện máu đến tăng cao tu vi. Nếu như đụng phải cái gì thập ác bất xá người, vậy cũng không có cái gì hiếu khách khí. Lâm Băng hỏi, hút động vật máu tươi lại không được sao? La Quân ngẩn ngơ, hắn nói ra, chỉ ít đồng dạng ra súc những động vật này máu tươi là không được. Động vật bản thân trí tuệ quá thấp, dinh dưỡng có hạn, hút vào đến trong thân thể, ngược lại là loại vướng víu. Lâm Băng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, cái kia muốn động vật gì mới được. Có thể thay thế người máu tươi. La Quân nói ra, cái này thực không cần quá cân nhắc, người là linh trưởng loại cao đẳng động vật. Nếu có thể thay thế nhân loại máu tươi động vật, như vậy động vật này bản thân cũng là không thể lạm sát. Bởi vì lạm sát về sau nhân quả không so với người thiếu. Động vật chia làm linh trưởng loại, cùng phổ thông loại. Tỷ như heo, gà, dê, cho những động vật này bản thân không có đủ nhanh nhạy, cho nên ở vào chuỗi thực vật hạ đoan. Giết những động vật này, cũng sẽ không có rất nghiêm trọng nhân quả. Bởi vì đây là chuỗi thực vật, là thuộc tại thiên đạo an bài. Về phần linh trưởng loại nhân loại, cái kia chính là khác biệt.
Thực ta muốn cũng không cần như vậy xoắn suýt vấn đề này. Trầm Mặc Nùng nói ra, về sau các ngươi hút máu cũng không cần gây nên tính mạng người, là quân người có thể chính mình thành lập một cái kho máu, tận lực hút máu mới. Là quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đây là ý kiến hay. Trầm Mặc Nùng nói ra, chủ ý thật là tốt, nàng thở dài, nói ra, chỉ bất quá, người về sau đối đan dược đã không có cái gì ỷ lại. Người dự định tạo khu vực chính là vì luyện đan, vậy người cái này về sau cũng không có luyện đan tất yếu. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng là rất lợi hại hy vọng La Quân luyện đan thành công, bởi vì các nàng có thể đi theo kiếm một chén canh a. Hiện tại La Quân chỉ cần máu tươi là được rồi. Cho nên Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng khó tránh khỏi có chút huệ hoài. Cái này giống như là lúc trước mọi người cùng nhau đều là người nghèo, cùng một chỗ lập nghiệp vì phát tài. Nhưng bây giờ bên trong một cái đã phát tài, như vậy mặt khác hai cái khẳng định sẽ cảm thấy có chút huệ hoài. La Quân quét Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng liếc một chút, hắn lập tức nói, không, luyện đan khẳng định là muốn luyện. Ta cái này huyết mạch trong thời gian ngắn tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, nhưng là cũng có rất lớn tệ nạn. Cái kia chính là pháp lực toàn bộ đều hóa thành chiến đấu lực. Ta căn bản là không có cách ngưng tụ nguyên thần, nhưng chúng ta muốn tu đạo, nguyên thần mới là chính đạo. Cho nên, luyện đan nhất định phải luyện, đây là cho các ngươi, cũng là vì chính ta làm chuẩn bị. Hắn đón đến, nói ra, Thái hư trọng thiên chi cảnh phía trên, ăn đan như ăn cơm, không chính mình luyện đan tuyệt đối là không được. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng nghe La Quân còn có hứng thú luyện đan, hai người trong mắt lóe lên vui mừng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, tuy nhiên Vân Lôi Nhi nói muốn làm huyết hoàng, có thể ba ngày này đều đi qua, làm sao huyết tộc bên kia không có một điểm phản ứng a? La Quân cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng hắn khẳng định không thể chủ động chạy đến DK Cang gia tộc nói với bọn họ, uy, ta từ nay về sau thì là các ngươi huyết hoàng a. Bất quá giờ phút này La Quân lo lắng cũng không phải làm huyết hoàng vấn đề, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, cái này đều đã qua 4 ngày, Ma La làm sao còn chưa có trở lại. Còn có nhị ca, nhị ca đến sống hay chết. Trầm Mặc Nùng nói ra, Ma La ngươi ngược lại không cần lo lắng, trong thiên hạ, nơi nào có giết người khác. Liền xem như Vân Lôi Nhi, nàng cũng biết căn bản giết không Ma La, cho nên mới dùng chư thiên sinh tử luân đem hắn đưa đi. La Quân biết Trầm Mặc Nùng nói có đạo lý, hắn gật gật đầu. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, về phần Tần Lâm, hy vọng hắn người hiền tự có thiên tướng đi. Lâm Băng cũng là ánh mắt ảm đạm, tuy nhiên nàng và Trầm Mặc Nùng hai người cùng Tần Lâm cũng không có cái gì quá thâm hậu tình nghĩa. Nhưng là Tần Lâm nhân phẩm các nàng là kính trọng, cho nên giờ phút này, mặt đối với sinh tử chưa biết Tần Lâm, trong lòng hai người cũng rất khó chịu cùng lo lắng. Cũng là không sai biệt lắm ở thời điểm này, bên ngoài truyền đến bánh xe nghiền ép lên thanh âm. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng La Quân bọn người nghe lại rất rõ ràng. Tổng cộng là 18 chiếc xe, toàn bộ là xe sang trọng cấp bậc. La Quân bọn người nhìn nhau, thầm nghĩ, rốt cục tới. Già Lam nhà trọ bên ngoài xác thực đến 18 chiếc xe sang trọng, toàn bộ đều là Bentley, Lao Vụt, Cayenne, Porsche, Lexus chờ một chút xe. Hàng này xe sang trọng một chữ xếp tại trên đường cái kia vẫn có chút hùng vĩ. Sau đó, Sơn Sơ Rồ Thân Vương xuống xe, phía sau hắn theo là Bạch Tuyết cùng Varai. Tiếp theo, Bon Công Tước, còn có còn lại 3 vị công tước, cùng một chỗ 8 vị huyết vương cũng toàn bộ tới. Ngoài ra còn có huyết tộc 36 tử tước cũng toàn bộ tới. Chờ tại cái này đến thuần một sắc đều là thuộc về tầng quản lý cấp bậc. Huyết tộc còn có hơn 800 tên phổ thông tộc nhân, những phổ thông tộc nhân đó tu vi cũng liền tại kim đan trở xuống. Bọn họ là đảm đương bảo vệ công ty, còn có kinh doanh công ty chờ một chút nhân vật. Giờ này khắc này, trong sân tràng diện là hùng vĩ. 36 tử tước toàn bộ mặc là thuần một sắc màu đen taxi đâu. Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng mấy vị công tước mặc là áo khoác màu đen. Bạch Tuyết mặc cũng là màu đen taxi đâu. Cả đám tại Sân Sơ Rồ Thân Vương chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp hướng đi Già Lam nhà trọ đại sảnh. La Quân lúc này tự nhiên cũng không thể khi làm cái gì cũng không biết, hắn cũng phải cấp Sân Sơ Rồ Thân Vương bọn họ lưu mặt mũi. Ngay sau đó, La Quân đối Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta ra đi nghênh đón. Hắn thì mặc áo sơ mi đen, màu đen quần thể thao như thế đi ra ngoài. La Quân lối ăn mặc này vẫn là rất nghỉ dưỡng. Vừa ra đến về sau, La Quân đang định theo Sân Sơ Rồ Thân Vương hàn huyên, khiêm tốn vài câu. Tỷ như Thân Vương Điện Hạ làm cái gì vậy nha, tình cảnh lớn như vậy a, chờ một chút loại hình lời nói.
Nhưng là hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, Sân Sơ Rồ Thân Vương đã dẫn đầu quỳ đi xuống. Tất cả mọi người quỳ đi xuống. Là hai đầu gối quỳ xuống đất loại kia. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng đều là thân thể chấn động. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng vội vàng nhường qua một bên, hai người bọn họ biết người khác bái không phải là các nàng. Phía dưới đám người này, từng cái đều là nhân trung chi kiệt. Chúng thần bái kiến bệ hạ thánh minh uy phong, vĩnh hưởng thiên phúc. Một nhóm người này cùng kêu lên bái kiến, thanh âm trung khí mười phần. Lúc đầu, tại hiện đại thế giới bên trong xuất hiện tình cảnh như vậy, không phải đang diễn trò cũng là tại hoang đường. Nhưng dưới mắt, La Quân lại cảm giác không thấy một tia hoang đường khí tức. Đây là huyết tộc tộc quy, huyết tộc thành viên lần đầu thấy máu hoàng, chính là muốn được lớn như thế lễ. La Quân ngược lại cảm giác được chịu nặng ý thức trách nhiệm. Bất quá đồng thời, La Quân cũng có một loại nói không nên lời quyền lực nơi tay cảm giác. Loại này quyền lực dục vọng có thể để người ta làm thần hồn điên đảo. La Quân hít sâu một hơi, hắn rất nhanh liền để đầu mình bảo trì thanh tỉnh. Tiếp lấy bước nhanh đi lên, đỡ lấy Sân Sơ Rồ Thân Vương. Nói, Thân Vương Điện Hạ, ngài làm cái gì vậy? Còn có mọi người, mau mau đứng dậy. Hắn làm ra một bộ không biết làm sao bộ dáng. Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng liền đứng lên, bọn người cũng đều đứng lên. Trên thực tế, Bạch Tuyết còn có Varai cùng mấy vị huyết vương trong lòng là phức tạp. Bọn họ vốn còn muốn tìm La Quân báo thù, nhưng không nghĩ tới thế sự biến thiên, khiến người ta căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới, lúc gặp mặt lại La Quân liền thành mọi người hoàng. La Quân trong lòng cũng là cảm thấy kỳ diệu, hắn không nghĩ tới hắn đời này thế mà còn có thể làm một cái bệ hạ. Tuy nhiên thủ hạ cứ như vậy vài trăm người, mặc dù là huyết hoàng, nhưng đó cũng là bệ hạ a. Không thể cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương không phải. Sân Sơ Rồ Thân Vương để cho thủ hạ mọi người tại nguyên địa chờ lấy, hắn nói với La Quân, bệ hạ, chúng ta đi trước trong phòng nói chuyện, được không? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, trong phòng đàm là có thể, bất quá ta có chút không nghĩ ra. Cái gì bệ hạ không bệ hạ, ta thực sự không hiểu. La Quân tâm lý đương nhiên là hiểu, nhưng hắn không thể nói hiểu. Hắn cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đi làm bệ hạ. Tuy nhiên đó là cái chuyện tốt, nhưng là La Quân cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, hắn biết huyết tộc người, không có khả năng đều đối với hắn chịu phục. Không đem điều kiện đàm tốt, tùy tiện tiến đến, có lẽ chết cũng không biết là thế nào chết. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng ở một bên nhìn lấy, các nàng xem La Quân biểu hiện, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Tiến phòng khách về sau, La Quân cùng Sân Sơ Rồ Thân Vương phân biệt ngồi xuống. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng cùng đi phao hai chén trà đậm tới, sau đó thì lui xuống đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương lúc này mới đối La Quân mỉm cười, nói ra, bệ hạ, ngài cũng hẳn phải biết lão tổ tông an bài, đúng hay không? La Quân giả thành hồ đồ, nói ra, cái gì an bài, ta không biết nha. Tên tiểu hoạt đầu này, Sân Sơ Rồ Thân Vương tâm lý âm thầm oán thầm, hắn liền cũng cứ việc nói thẳng, nói, bệ hạ, là như thế này. Lão tổ tông quyết ý để ngươi tới làm chúng ta huyết tộc huyết hoàng. La Quân lập tức giả bộ như giật nảy cả mình, nói ra, a, như vậy sao được, ta có tài đức gì a? Cái này quá hoang đường, Thân Vương Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta chơi a? Sân Sơ Rồ Thân Vương nghiêm túc nhìn về phía La Quân, trong lòng của hắn lại là một phen khác tràng cảnh, ngươi cứ giả vờ đi, để ngươi tiếp tục giả vờ. Sân Sơ Rồ Thân Vương chơi dậy Mona Lisa mỉm cười tới. La Quân kiên nhẫn cũng rất tốt, đi theo như vô sự đứng lên. Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng không khỏi bội phục La Quân gia hỏa này bảo trì bình thản. Hắn liền nói ra, thế nào, bệ hạ ngài không nguyện ý sao? La Quân nói ra, cái này đương nhiên không nguyện ý a. Ta là ngoại nhân, ta đi làm kia cái gì bệ hạ, đây không phải là đi tìm chết sao? Sân Sơ Rồ Thân Vương nghe xong La Quân nói như vậy, lập tức liền minh bạch cái này tiểu hoạt đầu là đang hướng về mình yêu cầu một số cam đoan cùng bảo hộ. Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng biết La Quân lo lắng. Hắn ngay sau đó liền nói, bệ hạ, ngươi lại thoải mái tinh thần. Chỉ cần lão thần ta tại, thì nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ ngài chí cao vô thượng địa vị. Lão thần thủ hạ có không ít thân tín, bọn họ đều sẽ nghe lão thần. Chỉ cần ngài nhậm chức huyết hoàng, ta có thể theo ngài cam đoan, những người thân tín này đều sẽ trở thành ngài thân tín. La Quân nhìn một chút Sân Sơ Rồ Thân Vương, hắn đối Sân Sơ Rồ Thân Vương cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Thậm chí là dù sao lòng người khó dò.
chính mình không đi làm huyết hoàng thời điểm, Sơn Sơ Rồ thân vương tại huyết tộc có thể xưng người đứng đầu. Chính mình như thế cái không có căn cơ người đi, lập tức liền thành người đứng đầu. Sơn Sơ Rồ thân vương muốn là phía sau dở trò xấu, La Quân thời gian liền sẽ rất khó chịu. Vạn nhất Sơn Sơ Rồ thân vương là trở ngại lão tổ tông mặt mũi, không thể không mời mình. Chờ lão tổ tông tương lai sau khi đi, hắn tìm một cơ hội xử lý chính mình, vậy mình tìm ai khóc đi. Đầu năm nay muốn thần không biết quỷ không hay giết cá biệt người cũng không có gì khó. Càng là đối với Sơn Sơ Rồ thân vương dạng này cao thủ tới nói. Muốn là dưới mắt, mà là còn tại La Quân bên người, La Quân liền không có nhiều như vậy lo lắng. Sơn Sơ Rồ thân vương là cái khôn khéo người, hắn nhìn thấy La Quân đê cùng lo lắng. Ngay sau đó, hắn cười ha ha, nói ra, bệ hạ, lão thần đã lão. Sớm đã không có cái gì dã tâm, huống chi, lão thần nếu là muốn làm máu này hoàng, sớm liền cũng làm. Dưới mắt, lão tổ tông đã rời đi địa cầu, người nào cũng không biết lão tổ tông lúc nào sẽ trở về, có lẽ là mấy trăm năm về sau, có lẽ là vĩnh viễn không trở lại. Lão thần nếu muốn làm cái này bệ hạ, liền có thể nói thẳng ngươi không nguyện ý là đủ. La Quân nhìn về phía Sơn Sơ Rồ thân vương, nói, ngài quyền hành nơi tay 20 năm, nhất triều đổi chủ, trong lòng coi là thật cam tâm. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, sở hữu huyết tộc thành viên, lão thần cũng làm là lão thần hài tử. Lão thần bây giờ chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua trận này thiên địa sát kiếp. La Quân nhìn thấy Tho La thân vương trong mắt chân thành cùng hiền lành. Hắn tại cái này một cái chớp mắt tin tưởng Sơn Sơ Rồ thân vương, ngay sau đó, hắn mỉm cười, nói ra, như vậy, thân vương điện hạ, ta cũng thì không nói thêm lời. Cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Còn có ta có thể được cái gì? Ngươi làm bệ hạ, chúng ta đều là ngài thần tử. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, ngài có thể được đến là huyết tộc thần tử trung tâm, còn có huyết tộc sản nghiệp, tài phú, đều là ngài. Còn lão thần yêu cầu, lão thần đối với ngài có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem huyết tộc những này thần tử, sản nghiệp cũng làm là chính ngài tư nhân đồ, vật. Câu nói này nghe giống như có chút không quá có thể hiểu được. Nhưng La Quân lại là hiểu. Chính mình đồ, vật, vậy liền biết yêu hộ, vậy liền không cho người khác trước đến khi phụ. Có thể chứ, bệ hạ, Tho La thân vương thành khẩn nhìn lấy La Quân, nói ra, đây là ta lão gia hỏa này đối với ngài khẩn cầu. La Quân hít sâu một hơi, sau đó, hắn nói ra, tốt, ta đáp ứng ngài. Sơn Sơ Rồ thân vương ngay sau đó cười một tiếng, nói ra, bệ hạ ngài là lời hứa ngàn vàng, ngài như là đã đáp ứng, lão thần tuyệt đối tin tưởng. Hắn đón đến, nói ra, như vậy, bệ hạ, mời đi theo lão thần về đê kê cang gia tộc đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn còn nói thêm, ta Lâm sư tỷ cùng Mặc Nùng đều là bạn thân ta cùng trợ thủ, ta cần các nàng cùng ta cùng đi. Sơn Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói ra, ngài là bệ hạ, ngài muốn làm gì, lão thần cũng không có ý kiến. La Quân hài lòng cười một tiếng, hắn cảm thấy Sơn Sơ Rồ thân vương vẫn là rất bên trên nói. Cũng không biết huyết tộc đám người kia có phải hay không cũng tốt như vậy ở chung. La Quân tâm lý đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có cái gì khó khăn là không thể vượt qua. Sau đó, La Quân liền dẫn Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng bên trên cầm đầu một chiếc xe bản dài Bentley bên trong. Chiếc xe này từ Varai lái xe. Bạch Tuyết cùng Sơn Sơ Rồ thân vương cũng ngồi ở bên trong. La Quân, Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng ngồi tại đối diện. Xe rất rộng rãi, ngồi nhiều người như vậy, lại tuyệt không ngại chen chúc. Mục tiêu là Đê Kê Cang gia tộc. Sau một tiếng, thật dài đội xe rốt cục trở lại Đê Kê Cang gia tộc. Tòa này rộng rãi thành bảo, về sau sẽ là La Quân nhà. Thành bảo bên trong, Sơn Sơ Rồ thân vương trước mang La Quân qua hắn trụ sở. Đó là tại cổ bảo đằng sau một ngôi biệt thự, bên trong có phủ lên kim sắc sợi tơ thảm phòng khách, cũng có cổ kính phòng ngủ, còn có nhà bếp, nhà ăn, thậm chí còn có trong phòng tiểu hình hồ bơi. Cái kia hồ bơi phía trên là trong suốt thủy tinh công nghiệp. Loại này thủy tinh công nghiệp có thể biến sắc, nếu như không muốn hưởng thụ ánh sáng mặt trời, pha lê thì lại biến thành kính dâm sắc. Tại bên ngoài biệt thự còn có một hoa viên. Cái này thuộc về huyết hoàng bệ hạ tẩm cung cũng coi là cực điểm xa hoa. Trong biệt thự gian phòng rất nhiều, La Quân vung tay lên, liền quyết định, về sau Mặc Nùng, Lâm sư tỷ, các ngươi liền ở lại đây mặt. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng không phải câu nệ tiểu tiết, cho nên không có ý kiến gì. Dù sao cũng không phải ở chung một căn phòng ngủ, vả lại nơi này phong cảnh,
hoàn cảnh xác thực rất không tệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta coi như ở cũng là ngẫu nhiên đến ở, trong nước còn có rất nhiều chuyện phải chờ ta về đi xử lý. La Quân nghĩ cũng phải, hắn không có khả năng để Trầm Mặc Nùng một mực đang bên cạnh mình. Lâm Băng cũng nói, chờ ngươi nơi này có một kết thúc, ta cũng phải trở lại sư phụ bên người. La Quân nhất thời cảm thấy có chút ảm đạm, bên người những người này, cuối cùng vẫn muốn toàn bộ riêng phần mình phân tán. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng gặp La Quân không vui, liền lập tức trấn an. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, dù cho ngoài vạn dặm cũng có thể rất nhanh tới đạt. Chúng ta còn có thể điện thoại liên lạc, đến lúc đó ngươi có cần chúng ta thời điểm, ta cũng ngay lập tức sẽ chạy tới. Lâm Băng cũng nói, đúng rồi. Sân Sơ Rồ Thân Vương ở một bên mỉm cười, hắn tôn trọng Trần Lăng Nhất Cắt quyết định. Lão nhân gia này, là tương đương có chính trị trí tuệ. Bệ hạ, ngài trước ở chỗ này bận bịu, nếu như có gì cần, ngài thì phân phó Varai. Còn có ngài tại Già Lam nhà trọ đồ, vật, lão thần cũng sẽ mau chóng sắp xếp người đưa tới. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương thì lui xuống đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương sau khi đi, La Quân qua phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong có phòng tắm, phòng vệ sinh, còn có độc lập ban công các loại. Hết thảy đều là chuẩn bị lộ ra xa hoa. La Quân nhìn lấy đây hết thảy, hắn đối với những này vật chất bên trên hưởng thụ cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị sự tình. Chính mình nắm giữ tài phú còn có quyền lực, cái kia là bao nhiêu người nỗ lực cả một đời đều khó mà chạm đến. Chính mình chỗ dựa vào cũng không phải là phụ mẫu, hết thảy đều là tay trắng khởi ra. Cái này khiến La Quân cảm thấy mình tồn tại vẫn rất có giá trị cảm giác. La Quân bọn người ở tại biệt thự hành cung bên trong không có đợi bao lâu, sau đó Varai liền đến. Gia hỏa này hiện tại đối La Quân vô cùng cung kính, vừa thấy mặt là được ôm ngực lễ, nói ra, bệ hạ, bữa trưa đã chuẩn bị kỹ càng. La Quân thấy một lần gia hỏa này như thế khiêm tốn. Trong nội tâm quyền lực muốn lần nữa tràn đầy. Hắn cảm thấy làm bệ hạ tuy nhiên có phong hiểm, nhưng cũng xác thực có rất nhiều để người thỏa mãn hướng tới địa phương. La Quân mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không khó xử Varai, nói cái gì núi không chuyển nước chuyển loại hình. Hắn độ lượng không có nhỏ như vậy, La Quân chỉ là cười một tiếng, nói, khác lại như lần trước cho ta cả người thịt yến, cái này ta có thể tiêu hóa không? Varai nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, bệ hạ yên tâm. Hoàn toàn là kiểu Trung Quốc mỹ thực. Tốt, người trước chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta lập tức liền đến. Varai nói ra, vâng, bệ hạ. Varai nói xong cũng cung cung kính kính lui ra ngoài. La Quân nội tâm thoải mái tới cực điểm, loại này quyền lực mang đến chỗ tốt, còn có bị người tuyệt đối tôn kính cảm giác xác thực là có thể để người ta nội tâm bành trướng. Liền cũng tại lúc này, Trầm Mặc Nùng đi tới. Nàng đi vào La Quân bên người, mỉm cười, nói ra, thế nào, bệ hạ, tư vị này cũng không tệ lắm phải không? La Quân cười ha hả, tại Trầm Mặc Nùng trước mặt hắn còn là có chút xấu hổ. Trầm Mặc Nùng nói ra, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, bất cứ chuyện gì đều là vô lợi không dậy sớm. Người ta cho ngươi cái này lợi, như vậy ngươi liền muốn dậy cái này sớm. Mặc kệ là Sân Sơ Rồ Thân Vương vẫn là lão tổ tông Vân Lôi Nhi, bọn họ đều là hy vọng ngươi có thể chỉ huy huyết tộc cường đại lên, không nói xưng bá thiên hạ. Nhưng cũng phải có năng lực tự vệ. Mà trong huyết tộc càng là luật rừng, cường giả vi tôn. Người cái này bệ hạ muốn ngồi vững vàng, nhất định phải có đầy đủ thực lực. La Quân nghiêm nghị gật gật đầu, hắn nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trầm Mặc Nùng cũng chỉ là nhắc nhở một chút, gặp La Quân nói như vậy, nàng cũng thì không nói thêm lời. Về sau, Lâm Băng cũng đi ra. Mọi người thì cùng đi ra. Varai chờ ở bên ngoài lấy, gặp mọi người. Liền dẫn mọi người tiến về nhà ăn. Trong nhà ăn chỉ có Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng Bạch Tuyết tại. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, La Quân ba người liền nhớ lại chính mình mấy cái không tử tế đoạt bọn họ giới tu di. Giới tu di là tuyệt đối đồ tốt ha. La Quân đều đang do dự chính mình muốn không phải trả. Hắn ngẫm lại, cảm thấy mình là bệ hạ, hẳn là cần đại khí một điểm. Có nhiều thứ, chỉ có thể người khác đưa, không thể tự kiềm chế đoạt. Ngay sau đó, hắn thấy một lần Bạch Tuyết liền nói, Bạch Tuyết tiểu thư, người đợi chút nữa đến ta hành cung đi một chuyến. Ta đem những giới tu di đó trả lại các ngươi. Bạch Tuyết lập tức nói, bệ hạ, ngài tay thiện nghệ hạ thần chờ giới tu di, đó là chúng thần vinh hạnh, mời bệ hạ đừng nhắc lại giới tu di sự tình.
Sân Sơ Rồ Thân Vương nói tiếp nói ra, bệ hạ, cái này toàn bộ huyết tộc đều là ngài, ngài muốn cái gì cũng có thể. Các ngài hoa hạ không phải có câu chuyện xưa à, gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. La Quân trong lòng thư sướng cực, người quen cũ này vương cũng là biết làm người, biết nói chuyện a. Bất quá hắn cũng không có như vậy vô liêm sỉ, hắn nói ra, nếu là dạng này, cái kia thân vương điện hạ, chúng ta trong tộc hết thảy có bao nhiêu để đó không dùng giới tu gì a. Sân Sơ Rồ Thân Vương ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, tồn kho bên trong còn có 10 cái. La Quân tâm đạo, cũng không nhiều mà. Hắn sau đó cười ha ha, còn nói thêm, đợi chút nữa toàn bộ cho ta lấy ra, sau đó ngươi cho Bạch Tuyết tiểu thư còn có mấy vị huyết vương riêng phần mình đền bù tổn thất một cái. Còn lại, giao cho ta. Sân Sơ Rồ Thân Vương mỉm cười, trong mắt không chút do dự cùng không muốn. Hắn ngược lại là đối bên người Varai nói ra, người đi đem tồn kho bên trong giới tu di toàn bộ với tay cầm. Varai nói ra, đúng. La Quân biết giới tu di là đồ tốt, hắn muốn trên tay, cũng không phải là nói một mình hắn phải dùng nhiều như vậy giới tu di. Hắn nghĩ tới là, cái này đồ tốt trên tay, tương lai có thể làm rất nhiều ân tình a. La Quân gặp Sân Sơ Rồ Thân Vương tốt như vậy nói chuyện, hắn đều không nhịn được muốn hỏi Sân Sơ Rồ Thân Vương, nhà ta tồn kho bên trong còn có bao nhiêu đồ tốt a? Đương nhiên, đây cũng chính là La Quân trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hắn chỗ nào có thể hỏi như vậy rõ ràng, hắn lại ở về sau theo Sân Sơ Rồ Thân Vương hảo hảo giải một phen. Sau đó, mọi người thì tòa. Bạch Tuyết Tại đứng một bên cũng không vào chỗ, La Quân liền nói ra, Bạch Tuyết tiểu thư, người cũng ngồi đi. Bạch Tuyết lập tức nghiêm túc mà cung kính nói ra, hạ thần không thể cùng bệ hạ ngồi chung. La Quân nói ra, ta nói ngươi có thể. Bạch Tuyết còn đợi tiếp tục cự tuyệt, Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, đã bệ hạ nói có thể, cái kia Bạch Tuyết ngươi an vị đi. Bạch Tuyết ngay sau đó không lại nói cái gì, liền ngồi xuống. La Quân liền cũng coi là nhìn ra, mặc dù mọi người đều gọi mình bệ hạ, cung cung kính kính. Nhưng tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ Sân Sơ Rồ Thân Vương uy nghiêm. Nếu như Sân Sơ Rồ Thân Vương nhìn chính mình khó chịu, đến một câu xử lý hắn. Như vậy đoán chừng chính mình thì sẽ lập tức bị chém thành muôn mảnh. La Quân cũng là không nản chí, dù sao mình vừa tới, không có căn cơ gì. Trên bàn cơm, đồ ăn rất lợi hại phong phú, phần lớn là cơm trưa. Chỉ một lúc sau, Varai đi vào Sân Sơ Rồ Thân Vương bên người. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn, thấp giọng nói ra, điện hạ, Long Thái trưởng lão nói, liền xem như ngài khẩu dụ, vậy cũng không thể đem giới tu di toàn bộ lấy đi. Nhiều nhất chỉ có thể lấy đi 3 cái. La Quân ở một bên nghe, hắn tự nhiên cũng nghe ra chuyện này không dễ. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này giới tu di liền xem như tại huyết tộc tới nói, cũng là tuyệt đối kiếm không dễ tuyệt thế bảo bối. Cho nên, nhà kho bên kia liền xem như Sân Sơ Rồ Thân Vương lên tiếng, cũng không chịu toàn bộ thả hàng. Long Thái trưởng lão, La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, tốt như không nghe Thân Vương ngài nói qua, chúng ta trong tộc còn có trưởng lão tồn tại. Thò La Thân Vương vốn là khẽ nhíu mày, hắn nghe La Quân lời nói về sau, lập tức mỉm cười, nói ra, bệ hạ có chỗ không biết, Long Thái trưởng lão chính là trong tộc trưởng giả, bất quá hắn tại hơn 20 năm trước Đông Xâm chi chiến bên trong thụ rất lợi hại nội thương nghiêm trọng, một mực không có khỏi hẳn. Cho nên hiện tại, trưởng lão tính tình có chút cổ quái, cũng không nguyện ý cùng người khác tiếp xúc. Lão thần sợ hắn quá nhàm chán, liền để hắn trưởng quản nhà kho. Lần này, lúc đầu hắn cũng cần phải qua bái kiến ngài, bất quá cân nhắc hắn tính tình cổ quái, sợ hắn đập vào bệ hạ ngài, cho nên cũng liền không có để hắn qua. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, đã trưởng lão không nguyện ý giao hàng, cái kia coi như đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương nhìn La Quân liếc một chút, hắn trông thấy La Quân đang cười, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu La Quân tâm lý đang suy nghĩ gì. Sân Sơ Rồ Thân Vương không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức nói, bệ hạ ngài đã mở kim khẩu, toàn huyết tộc thượng hạ nhất định phải tuân theo. Như vậy đi, bệ hạ, lão thần đi một chút sẽ trở lại, ngài trước dùng cơm. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta lúc này cái bụng cũng là không đói bụng, chẳng cùng ngài cùng đi xem đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, bệ hạ đã muốn đi, vậy dĩ nhiên là tốt. La Quân đã muốn đi, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng tự nhiên đi theo. Hai nữ hiện tại hiển nhiên thì là La Quân người hầu a. Thực, La Quân tâm tư rất đơn giản. Hắn hiện tại thì muốn nhìn,
Sân Sơ Rồ Thân Vương đến họp giải quyết như thế nào vấn đề này. Nhìn xem Sân Sơ Rồ Thân Vương quyết tâm đến lớn bao nhiêu. Cái này Long Thái trưởng lão nếu là xương cứng, như vậy, La Quân liền muốn theo đi qua nhìn một chút. Nếu như Sân Sơ Rồ Thân Vương thuận lợi đem 10 cái giới tu di lấy ra, cái kia cũng coi là giết gà dọa khỉ, để huyết tộc thượng hạ người nhìn xem lão thân vương quyết tâm. Đây mới là La Quân mục quan trọng, hắn hiện tại căn cơ quá nhỏ bé, cũng chỉ có thể hết thảy đều ỷ vào Sân Sơ Rồ Thân Vương. Đê Kê Cang gia tộc nhà kho tại trong tầng hầm ngầm, cái kia tầng hầm thủ vệ xâm nghiêm, đi vào còn có trận pháp cơ quan. Sân Sơ Rồ Thân Vương tại hạ bậc thang thời điểm hướng La Quân giải thích, bệ hạ, kho hàng này nhưng nói là chúng ta trong tộc tàng bảo khố. Bình thường trọng yếu bảo bối chờ các thứ mới có thể ở chỗ này. Hắn đón đến, nói ra, bên cạnh là lão tổ tông tu luyện địa phương, gọi là Vũ Đô. Bất quá bây giờ lão tổ tông đã không ở nơi này, tương lai ngài như muốn tu luyện, cũng có thể đến Vũ Đô bên trong đến, đây là lão tổ tông trước khi đi đặc cách qua. La Quân nhất thời đến hứng thú, hắn cảm thấy lão tổ tông tu luyện địa phương khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt cùng kinh nghiệm. Đây là so bất luận cái gì bảo bối đều tốt hơn đồ, vật. Rất tốt, rất tốt, La Quân nhìn không được nói ra. Sân Sơ Rồ Thân Vương mỉm cười. Sau đó, mọi người liền đến nhà kho phía trước. Cái kia nhà kho phía trước là một đạo bạch sắc treo từ môn, loại này môn vô cùng kiên cố, hỏa tiễn đều khó mà oanh mở. Giờ phút này, đại môn đóng chặt. Sân Sơ Rồ Thân Vương đi vào đại cửa bên cạnh quét hình chỗ, hắn tiến hành đôi mắt quét hình, sau đó treo từ môn chậm rãi trượt sang hai bên. Cửa mở trong nháy mắt. La Quân liền nhìn thấy phía trước là một cái thông đạo, trong thông đạo sáng như ban ngày, bốn phía là trắng như tuyết đá cẩm thạch, mặt đất làm theo trải kim ti tuyến thảm. Thông đạo hai bên treo đầy danh họa, mỗi một bức tranh đều là giá trị liên thành. Sân Sơ Rồ Thân Vương ở phía trước dẫn đường, La Quân mọi người theo ở phía sau. Một đường hướng phía trước, qua thông đạo, liền lại đi tới một chỗ trước cổng chính mặt. Lần này đại môn vẫn là treo từ đại môn. Bất quá treo từ trước cổng chính mặt ngồi một tên áo đen lão giả. Ông lão mặc áo đen này ngồi tại trước bàn làm việc, trên bàn công tác có một cái sổ sách. Lão giả ngồi tuần đứng đắn chính. Không cần nhiều lời, tên lão giả này cũng là Long Thái trưởng lão. Long Thái trưởng lão trưởng quản cái này tàng bảo khố, hắn luôn luôn đều là công chính nghiêm minh, đối với bất kỳ người nào đều là sắc mặt không chút thay đổi. Mọi người đi tới Long Thái trước mặt trưởng lão đứng vững. Long Thái trưởng lão lại là làm như không thấy, hắn từ từ nhắm hai mắt hơi hơi nằm ngửa trên ghế chợp mắt. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn không chào đón La Quân đám người này. Sân Sơ Rồ Thân Vương sắc mặt nghiêm trọng, hắn vội ho một tiếng, nói ra, trưởng lão, bệ hạ tới, người còn không mau đứng dậy bái kiến bệ hạ. Long Thái trưởng lão không nhúc nhích, phảng phất đã ngủ say. La Quân ở một bên giữ im lặng, hắn hết thảy đều chờ đợi Sân Sơ Rồ Thân Vương đến giải quyết. Sân Sơ Rồ Thân Vương trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn hít sâu một hơi, nói, trưởng lão, ta nói lại lần nữa xem, bệ hạ tới, ngươi lập tức đứng dậy bái kiến bệ hạ. Long Thái trưởng lão y nguyên không nhúc nhích, cũng không mở mắt. Sân Sơ Rồ Thân Vương lúc này tức giận nói, Varai. Hạ thần tại, Varai cung kính nói ra. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói, Long Thái trưởng lão mục đích không bệ hạ, đại nghịch bất đạo. Lập tức lên, từ bỏ trưởng lão chức vị. Tàng bảo khố cũng không hề từ Long Thái quản lý. Hắn nói vừa xong, Long Thái trưởng lão đột nhiên thì mở to mắt. Vị lão giả này trong mắt bộc phát ra vô cùng tinh quang, hắn cười lạnh một tiếng, nói, Sân Sơ Rồ, người tốt đại uy phong a. Sân Sơ Rồ Thân Vương nhạt lạnh nhìn về phía Long Thái. Long Thái ánh mắt lại quét mắt một vòng La Quân, hắn nói ra, cũng là cái này hoàng mao tiểu tử, cũng xứng làm huyết hoàng. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, bệ hạ chính là lão tổ tông tự mình tuyển định, chuyện này chính là lão tổ tông ở trước mặt mọi người định ra tới. Làm sao, Long Thái người bây giờ đã liền lão tổ tông lời nói đều không để vào mắt. Long Thái âm thanh lạnh lùng nói, Sân Sơ Rồ, người ít cầm lão tổ tông tới dọa ta. Bây giờ lão tổ tông đã rời đi, ta là tuyệt không cho phép cái này hoàng mao tiểu tử tới làm cái này huyết hoàng. Sân Sơ Rồ Thân Vương lạnh giọng nói ra, đáng tiếc, ngươi làm không cái này người. Ngay vào lúc này, La Quân mở miệng, hắn mỉm cười, nói ra, trưởng lão ngươi tốt, ta có thể nói vài câu không? Long Thái nói, có dám mau thả. La Quân không để bụng, hắn từ tốn nói, đầu tiên điểm thứ nhất, huyết hoàng chức vị này, không phải ta cầu tới.
nếu không phải lão tổ tông ý chỉ, ta liền xem như đập bể đầu, thân vương điện hạ cũng sẽ không phụng ta làm hoàng. Điểm này, người nhất định phải làm rõ ràng, ta là các ngươi mời về. Nếu như thân vương nói một tiếng, ta có thể đi. Ta lập tức xoay người rời đi. Điểm thứ hai, ta cũng không thèm khát huyết hoàng chức vị này, đến các ngươi nơi này, mặt ngoài, các ngươi đều gọi ta một tiếng bệ hạ. Nhưng là, mọi người trên thực tế đều là đang nghe thân vương. Đây là một bộ phận, còn có một bộ phận, tựa như ngươi, ngươi cũng căn bản không nhận ta cái này bệ hạ. Thực cái này cũng không nhiều lắm ý tứ. Điểm thứ ba, ta không biết ngươi vì sao lại đối ta có như thế đại địch ý. Ngươi cảm thấy ta không xứng làm cái này bệ hạ, cảm thấy lão tổ tông lời nói là cầu thí. Như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có ngươi tới làm cái này bệ hạ ngươi mới hài lòng? Nếu như là dạng này, ta nguyện ý đem vị trí này tặng cho ngươi. La Quân những lời này xem như kẹp thương đeo gậy công kích Long Thái. Hắn nói có lý có cứ, khách khí, nhưng trong lời nói hàm nghĩa lại là sắc bén. Đơn giản tới nói, cũng là thứ nhất, lão tử là các ngươi cầu tới. Thứ hai, lão tử không có thèm. Thứ ba, ngươi rất nghiêu bức a, ngươi liền lão tổ tông lời nói đều không nghe, ngươi là muốn tạo phản a. Nói đùa, La Quân cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính khí người. Gia hỏa này gây rối đứng lên cũng là để người đau đầu. Long Thái trưởng lão không khỏi giật mình khẽ giật mình, sau đó, hắn thẹn quá hóa giận vỗ bàn một cái, nói, nhanh mồm nhanh miệng tóc vàng tiểu nhi, ngươi cút cho ta. La Quân nhạt lạnh nhìn lấy Long Thái trưởng lão, hắn nói ra, ta người này, từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Bất quá nơi này không phải ta địa bàn, người muốn ta lăn, vậy thì tốt, ta cút. Hắn nói xong xoay người rời đi. Bệ hạ, Sơn Sơ Rồ thân vương không khỏi gấp, hắn lập tức ngăn lại La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, thân vương điện hạ, ta là tới đến đi không được sao. Sơn Sơ Rồ thân vương liền vội vàng lui về phía sau, nói ra, lão thần không dám. Hắn sau đó lại lập tức nói, bệ hạ, Long Thái đại nghịch bất đạo, ngài nói nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nói hắn đáng chết. Sơn Sơ Rồ thân vương trong mắt lóe lên hàn ý, hắn nói ra, vậy thì tốt, lão thần thì giết cái này nghịch thần. Hắn nói xong liền sát khí đằng đằng hướng Long Thái trưởng lão đi đến. Thân vương, ta bất quá là chỉ đùa một chút. La Quân xem xét Sơn Sơ Rồ thân vương điệu bộ này, lập tức liền biết nếu như mình không thêm ngăn cản, hôm nay Long Thái thì thật có thể chết. Long Thái cũng là bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sơn Sơ Rồ thân vương thế mà quyết tâm to lớn như thế. La Quân liền cũng không nói thêm lời, hắn nói ra, cái bụng có chút đói, ta muốn đi ăn cơm. La Quân nói xong liền rời đi tàng bảo khố. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng đi theo rời đi. Varai cùng Bạch Tuyết không khỏi có chút do dự, không biết là nên đứng tại chỗ, vẫn là đi đi theo La Quân. Sơn Sơ Rồ thân vương trừng mắt, nói ra, còn không mau đi cùng lấy bệ hạ. Varai cùng Bạch Tuyết vội vàng xác nhận, lập tức liền theo tới. Đợi Varai cùng Bạch Tuyết sau khi đi, cái này tàng bảo khố phía trước cũng chỉ còn lại có Sơn Sơ Rồ thân vương cùng Long Thái trưởng lão. Long Thái, từ ngày hôm nay, ngươi không còn là tộc ta trưởng lão, tàng bảo khố cũng không hề từ ngươi trưởng quản, ngươi đem chìa khóa giao ra. Sau đó trở về chờ bước kế tiếp bệ hạ ý chỉ. Nếu là bệ hạ thật muốn ngươi chết, thần tiên cũng cứu không ngươi. Sơn Sơ Rồ thân vương lạnh lùng nói ra. Long Thái cổ quái nhìn một chút Sơn Sơ Rồ thân vương. Theo rồi nói ra, Sơn Sơ Rồ, người cùng ta đùa thật. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, lão tổ tông tại lúc, ta hết thảy đều nghe theo lão tổ tông. Hiện tại lão tổ tông không tại, ta hết thảy đều duy bệ hạ là từ. Ta ngược lại thật ra có chút không rõ, người tại sao muốn đối bệ hạ như thế bất kính. Long Thái nói ra, nếu là ngươi tới làm máu này hoàng, ta liền nhận. La Quân tiểu tử kia có bản lãnh gì, có cái gì tư lịch, hắn dựa vào cái gì đến lãnh đạo chúng ta. Chỉ bằng đây là lão tổ tông ý chỉ, Sơn Sơ Rồ thân vương râu tóc đều dựng, nghiêm nghị nói ra, chúng ta hết thảy đều là lão tổ tông cho, coi như lão tổ tông muốn chúng ta đi chết, cũng không thể phản kháng. Huống chi, lão tổ tông an bài hết thảy đều là thâm ý sâu sắc, người biết cái gì. Long Thái trầm mặc xuống dưới, nửa ngày về sau, hắn nói ra, cái này La Quân chính là phố phường chi đồ, hắn vừa mới đến, mở miệng liền muốn 10 cái giới tu di. Như thế trắng trợn. Ta lại có thể nào tin tưởng hắn có thể chỉ huy tốt chúng ta? Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, người căn bản cũng không hiểu,
bệ hạ chính là đang thử thăm dò chúng ta thành ý. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là chúng ta mời đến. Long Thái nói ra, giới tu di quý giá vô cùng, hắn quá tham lam. Sân Sơ Rồ Thân Vương trầm mặc xuống dưới, hắn sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, Long Thái, ta hiện tại còn đuổi theo nói cho ngươi nhiều như vậy, là chú ý đọc giữa chúng ta tình nghĩa. Vừa rồi ta nói tới an bài, cũng sẽ không làm bộ. Hiện tại ngươi đem chìa khóa giao ra đi. Long Thái ánh mắt trầm xuống, nói, ta nếu không giao đâu. Vậy ta liền hiện tại thì giết ngươi. Sân Sơ Rồ Thân Vương lạnh lùng nói ra. Ngươi thì không sợ nhi tử ta. Long Thái nói ra. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, tốt, ngươi rốt cục nói ra ngươi tiếng lòng. Ngươi nói nhiều đồ như vậy, thực căn bản chính là ngươi muốn con của ngươi tới làm máu này hoàng. Không sai, Long Thái dứt khoát thú nhận bộc trực, nói ra, nhi tử ta, 10 năm trước tu vi cũng đã là trường sinh cảnh đệ cửu trọng. Bây giờ hắn dạo chơi bên ngoài, có lẽ dạo chơi trở về, hắn cũng đã ngưng kết pháp đan, thành tựu thái hư trọng thiên chi cảnh. Hắn làm máu này hoàng, không thể thích hợp hơn. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, chỉ bằng ngươi lời nói này, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Long Thái cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi dám. Nhi tử ta tại trên phong địa đã có một nhóm lớn tử trung, ngươi nếu là dám giết ta, huyết tộc sẽ vĩnh viễn không yên. Sân Sơ Rồ Thân Vương cười lạnh nói, ngươi quá để mắt con của ngươi, hắn nếu là dám làm loạn, ta đệ nhất cái chu sát hắn. Hắn đón đến, nói ra, Long Thái, ta vốn cho rằng ngươi là có thể cho ta tôn kính người. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là tự tư cực độ, nguyên lai tại trong lòng ngươi, máu này tộc vẫn luôn là ngươi cùng con của ngươi. Ngươi giữ gìn huyết tộc chẳng khác nào là tại giữ gìn con của ngươi, ngươi giữ gìn cái này tàng bảo khố, cũng là giữ gìn con của ngươi đồ, vật. Cho nên hiện tại, ngươi phát hiện con của ngươi khi không huyết hoàng, ngươi cảm thấy ngươi đồ, vật bị người đoạt đi. Hắn đón đến, nói ra, cho nên hiện tại, ngươi sẽ không lại cố kỵ huyết tộc tương lai cùng chết sống. Long Thái cả giận nói, nói vớ nói vẩn. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói, bớt nói nhiều lời, chỉ cần con của ngươi một ngày còn không phải huyết hoàng, vậy ta thì có quyền lợi đến xử trí ngươi. Ngươi lập tức đem chìa khóa giao ra. Sân Sơ Rồ Thân Vương thái độ rất lợi hại kiên quyết. Long Thái trầm mặc xuống dưới, hắn trầm mặc sau một hồi lâu, yên lặng đem chìa khóa giao ra. Trước kia, tại trong huyết tộc, mấy cái đại trưởng lão là quyết định biện pháp huyết tộc tương lai tồn tại. Lúc trước quyết định Đông Sâm, cũng là mấy vị trưởng lão quyết đoán. Chỉ bất quá về sau, tứ đại trưởng lão chết ba cái, Long Thái cũng thụ thương, một mực không thể phục hồi như cũ. Long Thái trước kia mặc dù không có ngưng kết pháp đan, nhưng hắn có vô cùng lợi hại pháp khí. Tăng thêm hắn chiến đấu lực kinh người, cho nên hắn thực theo Sân Sơ Rồ Thân Vương tránh thức chiến đấu, là có mặt thắng. Bất quá cái kia hết thảy đều đã là quá khứ thức. Bây giờ Long Thái, mất đi pháp khí. Thân thể thụ thương chưa hồi phục, căn bản cũng không phải là Sân Sơ Rồ Thân Vương đối thủ. Huống chi, Sân Sơ Rồ Thân Vương thủ hạ còn có chiến tướng vô số. Long Thái chỗ ỷ lại bất quá là hắn tại huyết tộc tư lịch, còn có cái kia đã là cao quý con trai của Thân Vương. Con trai của Long Thái Long Ngạo Thiên tại 10 đại Thân Vương bên trong là thuộc về hàng đầu. Long Ngạo Thiên trừ không phải Sân Sơ Rồ Thân Vương đối thủ, tại còn lại Thân Vương bên trong, hắn thế lực cùng tu vi đều là lợi hại nhất. Mà lại, Long Ngạo Thiên tại 10 năm trước qua thần bí quy khư chi địa. Ai cũng không biết hắn bây giờ đến sống hay chết, nếu như Long Ngạo Thiên còn sống, hắn tu vi là không thể dự đoán. Bất quá, đây đều là vô pháp đánh giá, có lẽ Long Ngạo trời đã chết cũng khó nói. Long Thái dưới mắt chỉ có thức thời vì Tuấn Kiệt. Đợi Long Thái sau khi đi, Sân Sơ Rồ Thân Vương đem 10 cái giới tu di lấy. 10 cái giới tu di chứa ở một cái xinh đẹp phong cách cổ xưa hộp gấm bên trong. Sau đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương đi vào trong nhà ăn. Trong nhà ăn, La Quân đám người cũng chưa bắt đầu ăn cơm. La Quân tự nhiên là muốn chờ Sân Sơ Rồ Thân Vương tới. Đừng nói hắn cái này bệ hạ còn có rất nhiều dựa vào Sân Sơ Rồ Thân Vương địa phương, liền xem như không có có cần dựa vào Sân Sơ Rồ Thân Vương địa phương. Như vậy đối với Sân Sơ Rồ Thân Vương dạng này lão thần tử, hắn cũng phải cấp đủ tôn kính. La Quân đứng dậy, hướng Sân Sơ Rồ Thân Vương mỉm cười, nói ra, Thân Vương điện hạ, tất cả mọi người đói, nhanh nhập tọa đi. Sân Sơ Rồ Thân Vương nghiêm nghị đi vào La Quân bên người, hắn đột nhiên quỳ đi xuống. Hai đầu gối quỳ xuống, cái này là tuyệt đối đại lễ. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn liền vội vươn tay đỡ Sân Sơ Rồ Thân Vương, nói, Thân Vương điện hạ,
ngài làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. La Quân cái này là chân chính bị chấn động đến, Sơn Sơ Rồ thân vương quyền cao chức trọng, như thế cao tuổi rồi, lại cho mình được lớn như thế lễ. Lúc này, khiến cho La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn đỡ không tầm thường Sơn Sơ Rồ thân vương. Bạch Tuyết cùng Varai cũng là chấn kinh. Sơn Sơ Rồ thân vương trầm giọng nói ra, là lão thần vô năng, hôm nay khiến bệ hạ chịu nhục, mời bệ hạ trách phạt lão thần. Điện hạ, La Quân hít sâu một hơi, nói ra, người hôm nay lấy thành thật đối đãi ta, La Quân dĩ nhiên minh bạch ngài tâm ý, còn mời nhanh mau dậy đi, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hắn phe này nói chuyện cũng là chân chính chân tâm thực ý. Sơn Sơ Rồ thân vương hơi khẽ thở phào một cái, hắn biết tại thời khắc này, La Quân chính thức bắt đầu tiếp nhận hắn. Cũng chính thức bắt đầu đối với hắn có tín nhiệm. Tín nhiệm vật này vốn chính là như thế, tại lẫn nhau thăm dò bên trong dần dần lấy được tín nhiệm. Không có khả năng hai cái người xa lạ ngay từ đầu liền sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm. Sơn Sơ Rồ thân vương đứng lên, hắn đem hộp gấm đưa hiện lên cho La Quân, nói ra, bệ hạ, đây là ngài muốn giới tu di. La Quân tiếp nhận, hắn tiện tay lại đưa cho Bạch Tuyết, nói ra, Bạch Tuyết tiểu thư, người đem cái này giới tu di cầm đi cho mấy cái huyết phương phân một chút. Còn lại lại giao trả lại cho ta. Vâng, bệ hạ, Bạch Tuyết cung kính nói ra. Một trận này bữa trưa một mực ăn đến 2 giờ chiều. Quận Bo khí trời rất tốt, buổi chiều khí hậu khiến người ta cảm thấy quanh thân đều là lười biếng. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều uống một số tửu, thế là vừa vặn bối rối đánh tới, liền về hành cung ngủ chưa qua. La Quân lại là không thể ngủ, bởi vì Sơn Sơ Rồ thân vương đi vào La Quân hành cung. Vị này lão thần lành nghề ngoài cung mặt cung kính chờ, hắn tại lễ tiết phương diện rất là chú ý. La Quân vội vàng ra nghênh tiếp, hắn gặp Sơn Sơ Rồ thân vương, liền là khẽ cười khổ, nói ra, thân vương, ngài là ta trưởng bối, ngài không muốn làm khách khí như vậy, không phải vậy ta cũng không tốt lắm ý tứ theo ngài quá tùy tiện. Quân thần chi lễ, không thể vượt qua, Sơn Sơ Rồ thân vương mỉm cười, nói ra. La Quân kéo Sơn Sơ Rồ thân vương tay, đi vào, chúng ta đi vào nói chuyện. Đi vào trong phòng khách, La Quân cùng Sơn Sơ Rồ thân vương phân biệt nhập tòa. Thân vương tới tìm ta, khẳng định là có chuyện a. La Quân đi thẳng vào vấn đề, hắn một khi tin tưởng Sơn Sơ Rồ thân vương, liền sẽ không lại quanh co lòng vòng. Sơn Sơ Rồ thân vương ngay sau đó liền nói, thật là có mấy cái cọc sự tình. La Quân mỉm cười, nói ra, thân vương mời nói. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, chuyện thứ nhất là liên quan tới bệ hạ chính thức lên ngôi, lão thần dự định tại một tháng về sau, vì bệ hạ cử hành lên ngôi đại hội. Đến lúc đó, các lộ thân vương đều muốn trở về xem lễ. La Quân trầm ngâm nói, các lộ thân vương chưa chắc sẽ chịu phục ta đi, bọn họ còn có chính mình phong địa cùng nhân mã. Đến lúc đó toàn bộ trở về sẽ không ra nhiễu loạn a. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, ngài cái này cân nhắc, lão thần cũng cân nhắc đến. Đến lúc đó, thân vương chỉ có thể độc thân trở về. Nếu như bọn họ ai dám có dị tâm, lão thần đem bọn hắn tru sát chính là. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, bọn họ dù sao cũng là tộc ta lão thần tử, thân vương điện hạ, thực ta không biết rõ, vì cái gì ngươi sẽ vì ta người ngoài này, đối bọn hắn như thế nhẫn tâm cùng kiên quyết. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, bệ hạ, ngài là lão tổ tông tự mình tuyển định. Lão thần tin tưởng là lão tổ tông ánh mắt, lão tổ tông sống ngàn năm lâu, thứ gì hội nhìn không thấu. Lão tổ tông nói, chỉ có bệ hạ ngài có thể chỉ huy chúng ta vượt qua sát kiếp. Như vậy, nếu như ai dám đến phản đối bệ hạ, cái kia chính là làm cho ta tộc tại trong nước lửa, lão thần đoạn không thể cho phép. La Quân tại thời khắc này rốt cục hiểu Sơn Sơ Rồ tâm tư, hắn thành vừa nói, thì xong ngài phần này tín nhiệm, ta liền không thể cô phụ. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, đa tạ bệ hạ, hắn đón đến, nói ra, lên ngôi đại hội sự tình, ngài còn có khác ý kiến muốn sách sao? La Quân nói ra, ta không có ý kiến, hết thảy đều bởi ngài đến an bài đi. Sơn Sơ Rồ thân vương mỉm cười, hắn theo rồi nói ra, chuyện thứ hai, cái kia chính là liên quan tới tàng bảo khố. Đây là tàng bảo khố chìa khóa, ngài cầm. Hắn nói liền xuất ra chìa khóa. Cái này không rất thích hợp đi. La Quân cự tuyệt. Sơn Sơ Rồ thân vương nói ra, hết thảy đều là ngài, chỉ có ngài cầm mới phù hợp. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa. Sơn Sơ Rồ thân vương tiếp tục nói, về sau,
lão thần sẽ để cho quản lý chúng ta sản nghiệp mấy cái tầng quản lý tới theo ngài hồi báo một chút liên quan tới sản nghiệp tình trạng tài chính. Ngài muốn làm sao điều động tiền tài cũng có thể. Sân Sơ Rồ Thân Vương đối La Quân cũng đầy đủ thành khẩn, có thể nói là móc tim móc phổi. La Quân gật gật đầu. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, chuyện thứ ba là đêm nay sự tình. Đêm nay, lão thần chuẩn bị tại ngài hành cung bên trong mở một cái sẽ, đến lúc đó, lão thần sẽ đem lão thần sở hữu thân tín triệu tập tới, để bọn hắn đối bệ hạ ngài tuyên thệ hiệu chung. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, thân vương, làm như vậy không ổn à. Ngược lại sẽ để bọn hắn sinh ra phản nghịch tâm lý. Chuyện này, dục tốc bất đạt, chúng ta từ từ sẽ đến đi. Dù sao đây không phải có ngươi sao. Sân Sơ Rồ Thân Vương lại là rất lợi hại kiên định, nói ra, nhất định muốn làm như thế. Gặp Sân Sơ Rồ Thân Vương kiên trì, La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, vậy được rồi. Sân Sơ Rồ Thân Vương lúc này mới cười một tiếng, hắn sau đó lại lấy ra một cái cẩm nang tới, bệ hạ, đây là lão tổ tông trước khi đi giao cho lão thần. Đây là lão tổ tông để lão thần chuyển giao cho bệ hạ, lão tổ tông nói, nếu là ngài phát hiện chuyện không thể làm, tránh thức đến lớn nhất trong lúc nguy cấp, liền mở ra cái này cẩm nang. Hắn nói xong liền đưa hiện lên cho La Quân. La Quân đưa tay tiếp nhận, hắn tỉ mỉ quan sát cái này cẩm nang. Trong nội tâm nhất thời sinh ra hừng hực bát quái hỏa diễm. Trong này đến là cái gì? Cẩm nang diệu kế. Cái gì diệu kế? La Quân đè nén xuống loại này lòng hiếu kỳ, đem cẩm nang thu vào giới tu di. Sân Sơ Rồ Thân Vương liền nói ra, bệ hạ, lão thần muốn nói sự tình đã nói xong, ngài còn có khác phân phó sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, không có. Sân Sơ Rồ Thân Vương ngay sau đó nói ra, cái kia lão thần thì cáo lui. La Quân liền nói ra, ta đưa ngài. Bệ hạ ngàn vạn dừng bước, Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra. La Quân biết Sân Sơ Rồ Thân Vương rất lợi hại để ý quân thần lễ tiết, cho nên hắn cũng không có lại kiên trì. Bất quá lập tức, Sân Sơ Rồ Thân Vương rất nhanh liền trở về. Bệ hạ, ngài nhìn lão thần thật sự là lão hồ đồ. Quên một món khác đại sự, Tho La Thân Vương nói ra. La Quân không khỏi hiếu kỳ, nói, còn có cái gì đại sự? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, Long Thái Dĩ Hạ Phạm Thượng, lão thần đã tước đoạt hắn trưởng lão chức vị, để hắn giao ra tàng bảo khố chìa khóa. Còn tiếp đó, nên xử trí như thế nào, còn mời ngài chỉ rõ. La Quân nói ra, thân vương ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào? Sân Sơ Rồ Thân Vương trầm giọng nói ra, Long Thái tại trong tộc tư lịch rất cao, ngài mới bước lên ngôi hoàng đế, nếu là đem hắn giết, khó tránh khỏi để tộc nhân sinh lòng sợ hãi. Có thể ngài nếu không giết hắn, việc này truyền ra, lại sẽ để cho tộc nhân cảm thấy ngài thiện lương có thể lấn. Lão thần ý là, từ lão thần ra mặt đem Long Thái bắt, sau đó nhốt vào hắc trong lao. Đợi đến ngày mai, lão thần khăng khăng muốn xử tử Long Thái, đến lúc đó, khẳng định hội có rất nhiều tộc nhân vì Long Thái cầu tình. Đến lúc đó, ngài lại ra mặt xá miễn Long Thái. La Quân con mắt không khỏi sáng lên, hắn cảm thấy Sân Sơ Rồ Thân Vương thật sự là khắp nơi vì chính mình suy nghĩ a. Chỉ là như vậy, hội tổn hại thân vương ngài danh dự a. La Quân nói ra. Sân Sơ Rồ Thân Vương mỉm cười, nói ra, vậy làm sao lại? Chúng ta bất quá là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt đen a. Cái này mặt đen, tự nhiên là muốn lão thần đến hát. La Quân cười cười, hắn lại hiếu kỳ nói ra, cái này Long Thái, ta lại không có đắc tội qua hắn, hắn như thế nào giống như này nhìn ta không vừa mắt. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, Long Thái bất quá là cái tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, hắn có một cái rất lợi hại con trai của xuất sắc, nghe nói là tiến về quy khư. Hắn vẫn luôn cảm thấy con của hắn mới nên huyết hoàng. Bây giờ, ngài tới làm huyết hoàng, hắn tự nhiên trong lòng không cam lòng. La Quân nói ra, con của hắn rất lợi hại, trong lòng hắn sinh ra một tia kiêng kỵ, thậm chí nói là một tia sát ý. Đế vương tâm thuật, La Quân như là đã ngồi tại huyết hoàng trên vị trí này, trong lòng của hắn cũng đã rất rõ ràng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đã đứng tại cao vị bên trên, vậy không phải nói người muốn nhân từ liền có thể nhân từ. Bao nhiêu người đều muốn đem ngươi xử lý, tốt chiếm cứ ngươi vị trí. Cho nên giờ phút này, La Quân nghe ra con trai của Long Thái là cái uy hát yêu ta. Như vậy, La Quân liền sẽ nghĩ biện pháp đem xử lý. Sân Sơ Rồ Thân Vương đối La Quân cái này biểu hiện cảm thấy rất hài lòng, hắn nói ra, con trai của Long Thái gọi là Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên 10 năm trước cũng là trường sinh cảnh đệ cửu trọng.
mà lại hắn chả có lợi hại pháp khí nơi tay, Long Ngạo Thiên Phong Điện là tại St. Petersburg, hắn tại mời chào rất nhiều trung tâm cao thủ. Về sau, Long Ngạo Thiên bất mãn tại vô pháp ngưng kết pháp đan, nghe nói hắn là qua quy khư chi cảnh. Quy khư, La Quân lập tức hỏi, cái kia là địa phương nào? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, người cũng đã gặp Lão Tổ Tông Chư Thiên Sinh Tử Luân, cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân là Lão Tổ Tông Pháp Bảo, thông qua Lão Tổ Tông Pháp Lực, có thể mở ra rất nhiều vị diện không gian chi môn. Thời không là trên đời này thần kỳ nhất đồ, vật, cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, nói cũng là vị diện không gian. Đã Chư Thiên Sinh Tử Luân có thể mở ra vị diện không gian chi môn, như vậy nói cách khác, trên đời có rất nhiều phàm nhân đến bất không ở giữa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những này không gian không tồn tại. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, thân vương, ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Ta đương nhiên hiểu vị diện không gian tồn tại, liền lấy thực tế nhất án lệ tới nói. Tại năm 1981 tháng 8, một chiếc tên là Gió Biển Hào Nước du thuyền tại Ma Quỷ Tam Giác Quỷ Bermuda Hải Khu đột nhiên mất tích, lúc ấy trên thuyền 6 người bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Nhưng là lúc qua 8 năm, chiếc thuyền này tại Tam Giác Quỷ Bermuda ban đầu hải khu lại như kỳ tích xuất hiện. Trên thuyền 6 người bình yên vô sự. 6 người này cộng đồng đặc điểm cũng là lúc ấy đã mất qua cảm giác, đối đã qua đời qua 8 năm thời gian bọn họ không có chút nào cảm thấy, cũng coi là vẻn vẹn qua một chốc. Khi nhân viên điều tia, A lặp đi lặp lại nói cho bọn hắn đã qua 8 năm, sau cùng bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, khi hỏi bọn hắn lúc ấy đều làm những gì sự tình lúc, bọn họ không nói chuyện mà chống đỡ. Bởi vì bọn hắn chỉ cảm thấy chờ một lúc, tựa hồ cái gì cũng không có làm. Vũ trụ mênh mông thâm ảo, cũng không phải là phàm nhân có thể hiểu. Thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Sân Sơ Rồ Thân Vương mỉm cười, nói ra, quy khư cũng là một cái vị diện không gian. Ta có thể hay không cho rằng như vậy, vị diện không gian có thật nhiều, thế giới bao la mới thật sự là âm dương bình thường chúa tể. Mỗi một cái vị diện không gian hình thành đều là cùng loại trong máy vi tính, các loại bàn phân chia. Còn có một ít là thanh lý rác rưởi bàn. Mà chúng ta thế giới bao la mới thật sự là bàn, là tâm tạng bộ phận. La Quân như là hỏi. Sân Sơ Rồ Thân Vương gật gật đầu, nói ra, đối tại địa cầu tới nói, thế giới bao la đương nhiên là bàn. La Quân bỗng nhiên hưng phấn lên, nói ra, nhưng là tại hảo hán vũ trụ bên trong, địa cầu cũng vẻn vẹn bên trong một notebook. Mà máy vi tính sách tay này lại có thể liên tiếp sở hữu vũ trụ Internet. Cho nên nói. Vạn pháp quy nhất, vạn pháp giống nhau. Bất luận cái gì, đều là giống nhau bản nguyên. Sân Sơ Rồ Thân Vương trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn nói ra, bệ hạ ngài thật sự là thông tuệ hơn người. La Quân cười ha ha, nói ra, ta nhớ được ta trước đó nhìn qua một bản khoa huyễn, ý nghĩ kia rất lớn mật. Nói nhân loại chúng ta là ngoại tinh nhân lưu phóng trên địa cầu. Về sau qua rất nhiều năm, ngoại tinh bên trên trưởng lão đã cảm thấy giống như chảy thả chúng ta quá lâu. Liền phái 4 người đi xem một chút. Muốn là hối cải để làm người mới, liền để trở lại ngoại tinh cầu. Cái kia 4 cái ngoại tinh nhân thân thể không cách nào tới, thế là chỉ có thể linh hồn xuyên qua tới. Tựa như Internet bên trên, có thể đem tin tức tại ngoài vạn dặm trong nháy mắt truyền đạt một dạng. Nguyên thần cũng là tin tức suy nghĩ tạo thành nha, cho nên bọn họ nguyên thần truyền tới địa cầu bên trên. Bởi vì bọn họ không có thân thể, bọn họ nhất định phải chuyển thế a. Kết quả 4 người này thì riêng phần mình chuyển thế, bên trong một cái chuyển thế liền thành Thích Ca Mâu Ni. Còn có một cái chuyển thế thành Moham, lại có một cái chuyển thế thành Giê-xu. Cho nên cái này tam đại giáo tôn giáo nghĩa đều là dạy người đến làm người tốt, sau khi chết liền có thể có tốt thuộc về, mặc kệ ngươi là tin Phật Tổ vẫn là tin Giê-xu, vẫn là tin Moham, chỉ phải làm cho tốt sự tình, đều có thể trở lại bọn họ tinh cầu. Sân Sơ Rồ Thân Vương cười nói. Cố sự này rất không tệ, rất có sức tưởng tượng. Cái kia cái cuối cùng đâu? Không phải có 4 người à? La Quân nói ra, người tuyệt đối nghĩ không ra, cái cuối cùng thành người nào? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, chẳng lẽ là chúng ta lão tổ tông? La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái kia viết người cũng không biết lão tổ tông à? Sân Sơ Rồ Thân Vương hơi hơi xấu hổ, hắn nói là lão tổ tông ngược lại cũng không kỳ lạ. Bởi vì tại Lão Thân Vương tâm lý, Lão Tổ Tông so cái gì Thích Ca Mâu Ni, Moham, Giê-xu đều lợi hại hơn a. Cái kia đến là ai a? Sân Sơ Rồ Thân Vương bị La Quân câu lên hứng thú. La Quân mỉm cười, nói ra, là Einstein. Sân Sơ Rồ Thân Vương không khỏi thất sắc,
viết người này không đơn giản a, nhìn như là, nhưng lại tại vạch trần rất nhiều vô pháp giải thích sự tình. Hắn đón đến, nói ra, top 3 người vốn đang chỉ là một loại tưởng tượng, đằng sau Einstein lại là vẽ rồng điểm mắt chi bút. La Quân nói ra, không sai, Einstein nghiên cứu ra thuyết tương đối cùng lượng tử cơ học. Thuyết tương đối bên trong, đối thời không, vị diện không gian những vật này có rất tốt giải thích. Einstein đã từng nói qua dạng này một cái cố sự. Trong tương lai ta nhất thời ở giữa, một cặp 20 tuổi song sinh huynh đệ, đệ đệ thừa vũ trụ phi thuyền lấy 29 vạn thiên gạo một giây tốc độ bay được, ca ca lưu trên địa cầu. 500 năm về sau, làm ca ca đã biến thành tóc trắng xóa lão nhân lúc, lại phát hiện đệ đệ vẫn là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Nguyên lai, đối với lấy tốc độ ánh sáng phi thuyền đệ đệ mà nói, mới vừa vặn qua mấy năm. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, bản này tên gọi là gì, có thời gian ta muốn nhìn. La Quân gãi gãi sau gáy, nói ra, ta không nhớ rõ, là rất sớm. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, rất sớm trước đó, cái này viết người liền có thể nghĩ tới chỗ này, quá không đơn giản. La Quân cười một tiếng, sau đó hắn lại trở về chủ đề, nói ra, Thân Vương, chúng ta nói lâu như vậy, ta vẫn còn không biết rõ Quy Khư. Quy Khư đến là cái nhân vật gì, vì cái gì Long Ngạo Thiên nhất định phải đi Quy Khư. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, tại chúng ta cái này thế giới bao la bên trong, muốn tìm huyết liên cùng huyết bồ đề đã rất khó, Quy Khư là duy nhất khả năng tồn tại huyết bồ đề địa phương. Long Ngạo Thiên là muốn tại Quy Khư tìm tới huyết bồ đề, thành công ngưng kết pháp đan. Cái kia Quy Khư, nghe nói chính là lưu phóng chi địa. Tại Hồng Hoang thời kỳ, trên địa cầu có rất nhiều dị thú làm phức tạp nhân loại sinh tồn. Về sau, có đại thần thông giả đem những này Hồng Hoang dị thú toàn bộ lưu đày tới Quy Khư bên trong. La Quân nói ra, muốn thế nào tiến Quy Khư? Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, cái kia lão thần không được rõ lắm. La Quân liền cũng thì không lại dây dưa vấn đề này, hắn nói ra, ta nhìn cái này Long Ngạo Thiên đã có quyết đoán tiến vào Quy Khư chi địa, như vậy hắn hẳn là sẽ không chết ở bên trong. Hắn thực chết còn dễ nói, nhưng nếu hắn không chết, hắn công thành trở về, tăng thêm Long Thái xúi dục, khẳng định là muốn ra nhiễu loạn lớn. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn, lão thần càng tin tưởng lão tổ tông an bài. Cái kia Long Ngạo Thiên thủy trung thành không chính thống, ngài mới là chính thống chi quân. La Quân cười ha ha, hắn nói tiếp, đáng tiếc, chúng ta như giết Long Thái, Long Ngạo Thiên càng có lấy cớ. Nếu là không giết, một dạng không được an bình. Hắn đón đến, nói ra, cho nên e ngại Long Ngạo Thiên là không được, biện pháp duy nhất chính là ta nhanh chóng đem thi thể tăng lên, chúng ta có thể trấn nhiếp Long Ngạo Thiên. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, bệ hạ, ngài nhất định có thể. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, chỉ hy vọng Long Ngạo Thiên đừng như vậy mau trở lại, có thể cho thêm ta một chút thời gian. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, cái này ngài không cần lo lắng, ngài phải biết, ngài là vận khí người tốt nhất, cho nên ngài là người hiền tự có thiên tướng. La Quân nghe vậy cười ha ha. Sau đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương cùng La Quân cáo từ. La Quân đem Sân Sơ Rồ Thân Vương đưa ra ngoài cửa, lúc gần đi, La Quân nói ra, Thân Vương, ta muốn là muốn mang ta cái kia hai cái bằng hữu qua tàng bảo khố dạo chơi, cái này không có vấn đề a. Ngài yên tâm, ta chính là dẫn các nàng kiến thức một chút, tuyệt đối sẽ không cầm bên trong đồ, vật. Sân Sơ Rồ Thân Vương không khỏi cười một tiếng, nói ra, bệ hạ, lão thần không phải đã sớm nói sao, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Tàng bảo khố đều là ngài, ngài muốn toàn bộ đưa cho người khác, lão thần cũng không có ý kiến. Lão thần chỉ có quyền kiến nghị, mà ngài mới là có xử trí quyền. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy được rồi, bất quá ngài yên tâm, ta làm việc hội có chừng mực. Sân Sơ Rồ Thân Vương nói ra, lão thần đương nhiên tin tưởng bệ hạ. Sau đó, Sân Sơ Rồ Thân Vương chính thức rời đi. La Quân liền trước quay về phòng ngủ. Con hàng này trong tay nhiều chìa khóa cùng cái kia cẩm nang. La Quân nhìn lấy cẩm nang, tâm lý phạm dậy nói thầm. Cái này lão tổ tông không khỏi thái thần đi, bên trong đến là cái gì có thể cứu ta tại nguy nan. La Quân muốn không quá thông. Hắn trước kia nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa, biết ra Cát Lượng chơi qua cẩm nang diệu kế, lúc ấy nhìn lấy chơi rất vui. La Quân lúc này cảm thấy mình tâm lý theo vuốt mèo tại cào giống như, ngứa. Hắn quá muốn đem cẩm nang mở ra xem rõ ngọn ngành. La Quân thầm nghĩ, nếu như bên trong là cái gì diệu kế. Về sau chính mình gặp được nguy nan một dạng có thể dùng,
như vậy hiện tại nhìn xem cũng không sao a. La Quân vừa nghĩ như thế, lập tức liền đem cẩm nang không chút do dự mở ra. Mở ra sau khi, bên trong quả nhiên có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết là tiếng Anh, La Quân nhìn kỹ. Phía trên này chữ viết rất xinh đẹp, tối thiểu lão tổ tông viết chữ là rất không tệ. Phía trên chỉ có một câu, nếu có nguy nan, vụ đô bên trong có thể bảo vệ nhất mệnh. Lại là vụ đô. La Quân biết vụ đô chính là lão tổ tông chỗ tu luyện, hắn hiện tại đối vụ đô tràn ngập hiếu kỳ. Muốn đến nơi này, La Quân lập tức liền ra phòng ngủ, hắn tới trước Trầm Mặc Nùng ngoài cửa phòng gõ cửa. Làm gì? Trầm Mặc Nùng thanh âm truyền tới, nàng thanh âm bên trong tràn ngập một loại buồn ngủ, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Người nào ngủ chưa bị đánh gãy cũng sẽ không quá vui sướng. La Quân cười nói, sự tình tốt, ta mang các ngươi đi xem huyết tộc tàng bảo khố, còn có lão tổ tông tu luyện vụ đô tràng sở. Trầm Mặc Nùng lập tức tới hứng thú, nàng hưng phấn nói ra, tốt, ngươi chờ ta. La Quân sau đó liền lại qua hô sư tỷ Lâm Băng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Băng đối vụ đô cùng tàng bảo khố cũng cảm thấy rất hứng thú, nghe xong La Quân nói muốn đi xem rõ ngọn ngành, nàng lập tức liền hưng phấn lên. Bất quá Lâm Băng vẫn còn có chút không rất an tâm, đường tốt như vậy sao? La Quân nói ra, yên tâm đi, chuyện này ta cùng thân vương đề cập qua, hắn nói không có vấn đề. Lâm Băng gặp La Quân nói như vậy, nàng cũng cứ an tâm. Sau đó, La Quân liền dẫn hai đại mỹ nữ xuất hành cung. Vừa ra qua, đối diện thì đụng phải Bạch Tuyết. Bạch Tuyết một thân màu trắng tuxedo, lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng đi vào La Quân trước mặt, ôm ngực hành lễ, nói, hạ thần bái kiến bệ hạ. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ. Bạch Tuyết nói ra, tạ bệ hạ. Sau đó, nàng đem cái kia trang giới tu di hộp gấm đưa trình lên, nói, bệ hạ, hạ thần đã cho các vị huyết vương phân một cái giới tu di, còn lại 6 cái giới tu di đều ở bên trong, xin ngài kiểm thi A và nhận. La Quân sau đó đem hộp gấm tiếp nhận, trực tiếp đem hộp gấm bỏ vào giới tu di bên trong. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta còn nghĩ tới một việc, ta giới tu di bên trong còn có Thụy Lân huyết vương mấy trăm vạn euro. Hắn đón đến, nói với Bạch Tuyết, Bạch Tuyết tiểu thư, người đợi chút nữa để Thụy Lân huyết vương cho ta một cái tài khoản, ta đem tiền vạch đến hắn sổ sách qua. Bạch Tuyết lập tức nói, bệ hạ, ngài tại chúng ta trong tộc có chính mình tài vụ quyền lợi, chuyện này, hạ thần sẽ đi cho ngài làm thỏa đáng. Ý tứ này cũng là không cần La Quân chính mình bỏ ra tiền. La Quân gặp Bạch Tuyết nói như vậy, hắn cũng liền không lại kiên trì. Hắn sau đó còn nói thêm, ta lúc này muốn đi tàng bảo khố cùng lão tổ tông vụ đô tham quan, người cùng nhau đi đi. Bạch Tuyết nói ra, vâng, bệ hạ. Nàng đối La Quân là tuyệt đối phục tùng. Khoan hãy nói, loại cảm giác này là thật rất không tệ. Tiến vào tàng bảo khố đạo thứ nhất đại môn lúc là cần đôi mắt mật mã, La Quân trong tay chìa khóa cũng có thể đem mở ra. Hắn trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Cái kia lỗ chìa khóa tại rất lợi hại bí ẩn địa phương, vẫn là Bạch Tuyết nhắc nhở, La Quân mới tìm được. Cửa mở ra về sau, Bạch Tuyết nói ra, bệ hạ, thân vương điện hạ đã đang chuẩn bị đem mật mã đổi thành ngài đôi mắt quét hình mật mã, bất quá cái này cần một chút thời gian. La Quân cười ha ha, nói ra, không nóng nảy. Sau đó, cả đám liền tiến vào đầu kia màu trắng hào hoa trong thông đạo. Trước đó mọi người bị ngăn ở dấu cửa bảo khố, nhưng bây giờ, cái kia Long Thái trưởng lão đã được mời đi. Long Thái đã bị thân vương điện hạ bắt, chính thức đưa vào đến hắc trong lao. Bạch Tuyết hợp thời bẩm báo. La Quân gật gật đầu, lại là không có quá nhiều hỏi thăm. Hắn sau đó để Bạch Tuyết cầm chìa khóa mở cửa ra. Bạch Tuyết cầm chìa khóa, tìm tới lỗ chìa khóa. Không bao lâu, cái kia đạo thần bí treo từ đại môn chậm rãi trượt ra. Tàng bảo khố đại môn rốt cục hướng mọi người biểu hiện ra bộ mặt thật sự. La Quân một trong lòng mọi người đều là hưng phấn, mà lại, Bạch Tuyết cũng là lần đầu tiên đến giấu trong bảo khố đến, nàng trong lòng cũng là tràn ngập hiếu kỳ. La Quân dẫn đầu đi vào. Mọi người theo thật sát ở phía sau. Khắc sâu vào La Quân tầm mắt nếu như người hoa mắt kim ngân châu báu. Tựa như là thần long trong sơn động giấu đầy tài phú. La Quân mọi người bị cái này tàng bảo khố bên trong kim quang lóng lánh chói mắt, quả nhiên là tàng bảo khố A. Cái này tàng bảo khố ước chừng 300 mét vuông, bầy biện xếp đặt cũng là phi thường chú trọng, có là châu báu, có là hoàng kim, còn có thật nhiều hoa hạ văn vật,
cùng một số bảo kiếm, bảo đao chờ chút. Tại một bên khác cũng có thật nhiều phong cách cổ xưa đồ chơi nhỏ. Cái này tàng bảo khố bên trong tài phú tuyệt đối là kinh người. Rất nhiều thất truyền danh họa đều ở nơi này. Đây là viên minh viên bên trong mất đi phù đồ tượng Phật, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy nhất tôn quái dị tượng Phật về sau, không khỏi cả kinh nói, còn có cái này, đây cũng là chúng ta Hoa Hạ văn vật, đây là Nhan Chân Khanh đa bảo tháp bút tích thực. Trầm Mặc Nùng sợ hãi thán phục liên tục. Mà Lâm Băng ánh mắt lại tại mấy quyển phong cách cổ xưa trên bí tịch, nàng sợ hãi than nói, ta thiên, đây không phải Thiếu Lâm Kim Cương Đại Luân Ấn bản thật. Còn có cái này, Thiết Sa Trưởng bản thật, còn có cái này, đây là hàng đầu bí thuật. Đối với võ học bí tịch, La Quân bọn người không có hứng thú gì. Thân thể bọn họ đã đại viên mãn, thiên hạ võ công, chiêu thức đều đã ở trong lòng tự thành một thể. La Quân ánh mắt lại là dừng lại tại một ngụm phổ biến trên thân. Hắn đi ra phía trước, trực tiếp đem trường kiếm quất ra vỏ kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm đen xì một mảnh, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Kiếm này có lai lịch ra sao sao? Vì sao lại tại bên trong tàng bảo khố? La Quân có chút hiếu kỳ hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lại là đáp không được, nàng nói ra, bẩm bệ hạ, hạ thần cũng chưa từng tiến vào tàng bảo khố, cho nên không quá giải. Bất quá hạ thần có thể cái này liền đi tìm tư liệu tới. La Quân nói ra, chờ một hồi hãy nói đi, cũng không nóng nảy. Trầm Mặc Nùng nhìn qua, nói, kiếm này có cái gì chỗ thần kỳ sao? La Quân nói ra, thoạt nhìn không có cái gì chỗ thần kỳ, chỉ bất quá ta nhìn thấy kiếm này, ẩn ẩn cảm thấy nó tựa hồ muốn uống máu. Cổ quái như vậy, Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía kiếm này. Nàng nhìn kỹ một chút, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Nàng cũng cảm nhận được kiếm này muốn uống huyết niệm đầu. Cái này trên thân kiếm có tinh thần ba động, nó thật muốn uống máu. Trầm Mặc Nùng nói ra. Lâm Băng làm theo nhìn một chút, nói ra, vậy nói rõ cây kiếm này thì là linh khí, có được chính mình linh tính, cũng không có gì kỳ quái. Nàng đón đến, nói ra, pháp khí tổng cộng chia làm bốn loại, loại thứ nhất là linh khí, loại thứ hai là bảo khí, loại thứ ba là tiên khí, loại thứ tư là thần khí. Linh khí là cấp thấp nhất, giống sư phụ ta âm sát ma đao cũng là thuộc về bảo khí. La Quân nhãn tình sáng lên, nói với Trầm Mặc Nùng, người không đang cần pháp khí sao? Nhìn xem cái này được hay không? Trầm Mặc Nùng đến hứng thú, nàng vô ý thức hỏi thăm Bạch Tuyết, nói ra, có thể chứ? Bạch Tuyết lập tức cung kính nói ra, hết thảy đều từ bệ hạ làm chủ. Trầm Mặc Nùng liền cũng liền để xuống tâm, nàng hơi tập trung, về sau liền dùng móng tay tại trên lòng bàn tay cắt một đầu mảnh tiểu khẩu tử. Sau đó, đỏ thẫm máu tươi liền nhỏ tại trên thân kiếm. Máu tươi nhỏ vào đi vào, trong nháy mắt liền vào nhập trong kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Trầm Mặc Nùng liên tục giọt 20 tích huyết. Sau đó, kiếm kia bên trong phát ra một trận ông minh chi thanh. Tiếp theo, trên thân kiếm rỉ sắt giống như là da rắn một dạng rút đi. Một màn này rất là thần kỳ. Chỉ một lúc sau, một ngụm lạnh lóng lánh bảo kiếm thì hiện ra ở trước mặt mọi người. Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ, nàng nói ra. Ta cảm giác được nó nhịp tim đập cùng nó tâm tình, nó rất lợi hại vui sướng, nguyên lai nó gọi là ánh tuyết kiếm. Lâm Băng hơi hơi thất sắc, nói ra, nó thế mà có thể truyền đạt tâm tình. Đúng, Trầm Mặc Nùng chắc chắn nói ra. Lâm Băng nhân tiện nói, cái kia Mặc Nùng ngươi thật đúng là được đại vận a, linh khí chỉ là có thể đơn giản cùng ngươi pháp lực dung hợp. Mà chỉ có bảo khí mới có thể truyền đạt tâm tình. Bảo khí nếu như đạt được đầy đủ linh đan rượu dược thoải mái. Là có khả năng tấn thăng làm tiên khí. Trầm Mặc Nùng mừng rỡ tới cực điểm. Có bảo khí, nàng chiến đấu lực hội tăng lên trên diện rộng. Sau đó, nàng nhìn về phía La Quân, nói, La Quân, kiếm này thật có thể cho ta. La Quân cười ha ha, nói ra, đương nhiên có thể cho ngươi a, yên tâm đi, ta sẽ không quy tắc ngầm ngươi. Đi chết, Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền đem ánh tuyết kiếm thu vào giới tu di bên trong. La Quân nhưng thật ra vô cùng hào phóng, hắn đối Bạch Tuyết cùng Lâm Băng nói ra, các ngươi cũng xem một chút đi, nếu là có cái gì muốn đổ, vật cứ lấy. Bạch Tuyết nói ra, tạ bệ hạ. Nàng tuy nhiên tạ, nhưng cũng không có qua tìm đồ cầm. Trên thực tế, Trầm Mặc Nùng cũng là biết dạng này tới bắt đồ, vật không tốt lắm. Nhưng là bảo khí đối nàng dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nàng cũng chỉ đành mặt dày mày dạn tới một lần. Lâm Băng ngự phong kiếm bất quá là linh khí, cho nên giờ phút này Lâm Băng là có chút hâm mộ Trầm Mặc Nùng,
nàng cũng muốn tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo khí. Đáng tiếc, tiếp xuống bất kể thế nào tìm, Lâm Băng đều không có tìm được bảo khí, liền linh khí đều không tìm được. La Quân lại là cái gì đều không coi trọng, hắn hiện tại có Phược Long bao tay, cũng không cần dựa vào hắn vũ khí. Dù sao đôi tay này thì là lợi hại nhất vũ khí. Tham quan xong tàng bảo khố về sau, La Quân nói với Bạch Tuyết, trong này có chút văn vật là thuộc về Hoa Hạ, ta mặc dù là chúng ta tộc bệ hạ, nhưng tương tự, ta cũng là người Hoa. Cho nên, người điểm một chút, đem những này thuộc về Hoa Hạ văn vật cất kỹ, sau đó giao cho Mặc Nùng, từ Mặc Nùng sau cùng mang về Hoa Hạ, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Bạch Tuyết nói ra, vâng, bệ hạ, hạ thần sẽ mau chóng làm tốt chuyện này. La Quân gật gật đầu. Tàng bảo khố bên trong cũng liền nhìn không sai biệt lắm. La Quân thực là muốn tại tàng bảo khố bên trong tìm chút đan dược, đáng tiếc cũng không có tìm được. Cái kia tàng bảo khố bên trong tuy nhiên tài phú kinh người, nhưng La Quân đối tiền tài cũng không có cảm giác gì. Về sau, mọi người liền ra tàng bảo khố. Chuyến này tàng bảo khố chuyến đi, cũng chính là Trầm Mặc Nùng đến lợi ích khổng lồ. Sau đó, mọi người liền tiến về Vũ Đô. Vũ Đô ngay tại tàng bảo khố sát vách. Cái kia Vũ Đô đại môn đóng chặt, La Quân tiến lên dùng lực đẩy, môn lập tức liền ứng tay mở. Vũ Đô đại môn vốn là không có có cơ quan, trước kia lão tổ tông tại lúc, lão tổ tông ở bên trong bố trí xuống pháp lực kết giới, ai cũng vào không được. Bây giờ lão tổ tông đi, pháp lực kết giới cũng liền biến mất. Vũ Đô bên trong một vùng tăm tối. Đi vào, liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo khí tức. Loại cảm giác này tựa như là bên trong bắn chúng van xin điều hòa không khí, cùng tại tàng bảo khố cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái này Vũ Đô bên trong lạnh lẽo cũng không phải là thuộc về loại kia khiến người ta không thoải mái âm lãnh. Mà lại, Vũ Đô bên trong, nồng vụ tràn ngập, cơ hồ muốn thấy không rõ lắm người trước mắt bộ dáng. Vũ Đô tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ở đây mấy người đều là hạng người tu vi cao thâm, thị lực cũng là tuyệt đối cường hãn. Nói đến, ngược lại là La Quân tu vi yếu nhất. Nếu như nhìn kỹ, lão tổ tông tu luyện ngồi xuống địa phương thực là toàn bộ Vũ Đô trung tâm khu vực. Dưới đất là một cái cự đại bát quái trận. Đứng trong này, có thể cảm nhận được không khí đang lưu động. Đây là trận pháp mang đến cảm thụ. La Quân trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác, lão tổ tông nói mình có nguy nan thời điểm liền chạy trốn tới Vũ Đô bên trong tới. Chẳng lẽ mình trốn đến trong này đến, địch nhân cũng không dám đi vào sao? Không thể nào là đơn giản như vậy a. Trong này nhất định còn có khác cơ quan. La Quân bắt đầu bốn phía tìm. Trầm Mặc Nùng mấy người cũng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các nàng kỳ quái là trong này sương mù ngưng tụ, mà lại kéo dài không rời. Trầm Mặc Nùng đều có chút muốn đi ngồi một chút lão tổ tông tu luyện ngai vàng. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không dám thật tùy tiện tiến đến. La Quân tại lão tổ tông tu luyện Vũ Đô cũng không có tìm được bất luận cái gì cơ quan. Hắn bắt đầu không hiểu lão tổ tông Vân Lôi Nhi vì cái gì nói có nguy cơ muốn chạy trốn hướng Vũ Đô. Bất quá La Quân cũng không có quá xoắn xuýt, hắn nghĩ, Vân Lôi Nhi đã nói như vậy, bên trong thì nhất định có thâm ý. Chính mình dưới mắt còn nhìn không ra, cái kia là bởi vì chính mình còn chưa tới thời khắc nguy cơ. Tại Vũ Đô đợi nửa giờ, La Quân đã cảm nhận được Vũ Đô chỗ tốt. Ở chỗ này, không khí trong lành, lại tiếp địa khí, trận pháp lưu động, đối với tu luyện. Tu thân dưỡng tính là phi thường có chỗ tốt. La Quân sau khi quyết định không có việc gì thì nhiều ở chỗ này đợi một đợi. Sau đó, mọi người liền rời đi Vũ Đô, trở lại hành cung bên trong. La Quân phân phó Bạch Tuyết qua đem ánh tuyết kiếm tư liệu làm tới. Bạch Tuyết xác nhận. Vậy được ngoài cung mặt, có hai tên huyết tộc binh lính thủ vệ. Không lâu sau đó, Sơn Sơ Rồ thân vương lại phái một tên nữ quan, hai tên thị nữ tới. Hai tên thị nữ là từ bên ngoài mời người bình thường. Mà nữ quan gọi là Duẫn Nhi là đường hầm huyết tộc, tu vi là thần thông nhất trọng. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người thon thả, ăn mặc màu đen tiểu tây phục, già dặn sau khi lại khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dù sao La Quân là đối Duẫn Nhi rất có hảo cảm. Về phần cái kia hai tên thủ vệ thì là Kim Đan đỉnh phong huyết tộc, bọn họ cũng là Sơn Sơ Rồ an bài, thuộc về là La Quân thiếp thân thị vệ. Phân biệt gọi là Kubica, Cúc. Hai huynh đệ lưng hùm vai gấu, một mặt chất phác. La Quân để Kubica cùng Cúc thay phiên nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi. Kubica cùng Cúc nhân tiện nói, tạ bệ hạ.
La Quân nghe được người hô bệ hạ, cảm thấy sảng khoái sau khi cũng là tốt cười, thật sự là vạn vạn không nghĩ đến, lão tử còn có thể làm một bẩm bệ hạ. Cũng là đáng tiếc không thể hậu cung giai lệ 3000 a. Trầm Mặc Nùng trở lại hành cung về sau liền trực tiếp qua phòng ngủ, nàng đến ánh tuyết kiếm, đương nhiên là phải thật tốt nghiên cứu ánh tuyết kiếm, dung hợp ánh tuyết kiếm. La Quân cùng Lâm Băng cũng không đi quấy rầy. La Quân nói với Lâm Băng, sư tỷ, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định giúp ngươi tìm một kiện so Mặc Nùng ánh tuyết kiếm còn muốn lợi hại hơn tiên khí. Ngươi tin tưởng ta, vận khí ta tốt, nhất định có thể tìm tới. Hắn là sợ Lâm Băng không vui. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, tiểu tử ngốc, Mặc Nùng cũng là bằng hữu ta, nàng có thể được đến bảo khí, ta sẽ chỉ thay nàng vui vẻ. Sư tỷ ta là nhỏ mọn như vậy người sao? La Quân cười hắc hắc, nói ra, tóm lại, ta nhất định muốn thay ngươi lấy tới. Hắn là cảm thấy rất thua thiệt Lâm Băng sư tỷ. Cho tới nay, đều là Lâm Băng không oán không hối đang trợ giúp chính mình người tiểu sư đệ này. Ngược lại là Trầm Mặc Nùng đi theo chính mình đến không ít chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, Mặc Nùng đại tiểu thư đột phá hóa thần, đến thần thông chi cảnh, là bởi vì chính mình hai cái thiên đan. Nàng hiểm tử hoàn sinh, sau cùng lại nhân họa đắc phúc đến thần thông bát trọng, cũng là bởi vì chính mình hỗ trợ. Bao quát bây giờ được bảo khí. La Quân cũng không phải nói đúng Trầm Mặc Nùng có ý kiến gì, chẳng qua là cảm thấy đem hai cùng so sánh, chính mình rất thua thiệt Lâm Băng sư tỷ. Lâm Băng mỉm cười, trong nội tâm nàng có dòng nước ấm chảy qua. Nàng có thể cảm nhận được tiểu sư đệ nói câu nói này thực tình. Tuy nhiên tiểu sư đệ nói đến có chút tính trẻ con, nhưng Lâm Băng biết, tiểu sư đệ trong lòng là thật nghĩ vì chính mình làm những gì. Nàng liền nói ra, vậy thì tốt, sư tỷ thì trông cậy vào ngươi nha. Ngươi cái tên này vận khí thật là tốt nghịch thiên, nói không chừng ngươi thật có thể lấy tới tiên khí đây. La Quân cười rộ lên. Liền cũng tại lúc này, Bạch Tuyết tới. Bệ hạ, Bạch Tuyết vừa tiến đến chính là hành lễ. La Quân nói ra, không cần đa lễ. Bạch Tuyết nhân tiện nói, bệ hạ, ánh tuyết kiếm tư liệu ở chỗ này. Nàng nói xong xuất ra một phần văn kiện, trên văn kiện là vừa chế tác được tư liệu. La Quân tiếp nhận, nói ra, vất vả. Bạch Tuyết nói ra, đây là hạ thần chuyện bổn phận. Nàng đón đến, lại nói, bệ hạ nếu không có khác phân phó, hạ thần thì cáo lui trước. Tốt, La Quân nói ra. Bạch Tuyết liền lui ra ngoài. Nàng vừa lui đi, Lâm Băng liền nói với La Quân, Bạch Tuyết giống như đối người có chút ý kiến a. La Quân nao nao, nói ra, không thể nào, nàng chính là cái này tính cách, kết thân vương cũng là thái độ này a. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, đó còn là có chỗ khác biệt. Bạch Tuyết kết thân vương là xuất phát từ nội tâm tôn kính, đối ngươi là bất đắc dĩ tôn kính. La Quân cũng là không quá để ý, nói ra, có lẽ đi, dù sao như vậy cũng tốt lý giải. Dù sao ta hôm nay mới đến a, lại nói, ta đoán chừng trước đó chúng ta mỉa mai Tuyết giới tu di, cái này cho nàng lưu lại không ấn tượng tốt. Hắn thở dài, nói ra, ai, trước đó ta cũng không biết sẽ có hiện tại cái này một lần a. Bằng không thì cũng thì không đoạt nàng giới tu di. Lâm Băng cười ha ha, nói ra, ngược lại cũng không cần lo lắng. Ta nhìn ra Bạch Tuyết kết thân vương rất lợi hại tôn kính. Thân vương đã ý tứ minh xác, nàng sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi. La Quân nói ra, ngươi nói có đạo lý. Hắn sau đó liền đem ánh tuyết kiếm tư liệu mở ra nhìn. Nguyên lai, cái này ánh tuyết kiếm lại là từ cực hàn chi địa Bắc Băng Dương bên trong tôi luyện ra, kiếm chất liệu là thiên nhiên hàn băng tinh phách. Nếu là pháp lực cao cường người thôi động ánh tuyết kiếm, có thể để phương viên trong vòng 10 thước ngưng kết thành băng. Này ánh tuyết kiếm đến là người phương nào sở hữu cũng không hiểu biết đây là huyết tộc trước đó một vị thân vương tại Bắc Băng Dương vô ý đoạt được. Về sau vị này thân vương tại Đông Sâm trong chiến tranh bị thần đế chỗ tru sát. Cái này ánh tuyết kiếm cũng liền rơi xuống, về sau, ánh tuyết kiếm bị thu lưu tại tàng bảo khố bên trong. Bởi vì một mực bị phong tồn, dần dần, ánh tuyết kiếm mất đi hào quang, mẻ kim loại gì. La Quân không khỏi cảm thấy thế sự cực kỳ trùng hợp, Trầm Mặc Nùng pháp lực cùng người thường khác biệt, nàng là dựa vào hấp thu âm sát tinh khí sinh sinh ra pháp lực, cũng là hàn thuộc tính. Mà cái này ánh tuyết kiếm cho nàng, quả thực cũng là tuyệt phối. Như chính mình khí huyết dữ dằn, thuần dương, chính mình cầm ánh tuyết kiếm cũng không phát huy ra uy lực tới. Đây chính là từ nơi sâu xa số mệnh sao. 3 giờ sau, màn đêm buông xuống. Trầm Mặc Nùng rốt cục ra phòng ngủ. La Quân cùng Lâm Băng vừa mới ăn xong bữa tối trở về, lúc đầu sân sơ rồ thân vương bàn giao,
hắn tại sao 2 giờ sẽ tới khai hội. La Quân cùng Lâm Băng cũng liền trở lại chờ đợi. Trầm Mặc Nùng đi ra thời điểm, Mỹ Lệ khuôn mặt nổi lên ửng hồng. Nàng là hưng phấn đến rất lợi hại a. La Quân thấy thế không khỏi cười một tiếng, nói ra, xem ra ngươi là cao hứng không cần ăn cơm tối. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt tươi cười, nàng đè nén xuống hưng phấn, nói ra, cho các ngươi nhìn một vật. Lâm Băng khẽ cười nói, tốt a, chúng ta nhìn ngươi khoe khoang. Trong đại sảnh, ánh đèn trắng lóa như tuyết. Duẫn Nhi cùng bọn thị nữ cũng không ở phòng khách, Cúc cùng Kubica hai huynh đệ cũng ở bên ngoài trông coi. Lúc này, Trầm Mặc Nùng từ giới tu di bên trong lấy ra ánh tuyết kiếm. Tại trắng như tuyết ánh đèn chiếu rọi, cái kia ánh tuyết trên thân kiếm thì đúng như một dòng tuyết thủy. Toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên liền xuống rơi xuống. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, này cũng tốt, Mặc Nùng ngươi về sau mùa hè không cần mở điều hòa. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, nhìn cho thật kỹ đi. Nàng sau đó thẩm vận khí huyết chi lực, lấy pháp lực đến truyền vào. Nhất thời, trên thân kiếm bắt đầu kết đầy băng xương. Rất nhanh tại La Quân cùng Lâm Băng chung quanh, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống, đâm vào da người da đau nhức. Nếu như không phải ở trong phòng, mà là tại bên ngoài, rất có thể muốn dưới da tuyết hoa tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây chỉ là ánh tuyết kiếm bên trong một cái công năng, ánh tuyết kiếm còn có hàn băng tinh phách, nhìn. Nàng sau khi nói xong, đột nhiên nhất chỉ tại trên thân kiếm một vòng. Nhất thời, một đạo kiếm khí xông ra thân kiếm, hướng phía trước nổi giận chém mà đi. Răng rắc một tiếng, phía trước vách tường bị kiếm khí xuyên thủng một đạo kiếm phong tới. Đạo kiếm khí này lực sát thương không thể nghi ngờ là kinh người. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó thân kiếm trước đâm, nàng lông mày ngưng tụ, nói, băng tuyết phong bạo. Trong một chớp mắt, tại nàng phía trước, không khí lập tức sinh ra biến hóa. Thế mà thật ngưng kết ra một cái tiểu hình băng tuyết phong bạo tới. Trầm Mặc Nùng thân kiếm tại trung tâm phong bạo nhẹ nhàng vẩy một cái kia băng tuyết phong bạo theo ánh tuyết kiếm vừa đi vừa về mà động. Trầm Mặc Nùng đem kiếm hướng phía trước một chạm, nhất thời vô số nhỏ bé băng bạc theo cát đá đồng dạng dày đặc tích lũy bắn đi. Đinh đinh đang đang. Trong một chớp mắt, cái kia trên vách tường giống như tổ ong vò vẽ. La Quân sờ mũi một cái, hắn thật là cảm thấy ánh tuyết kiếm lợi hại. Hắn cũng biết nếu như Trầm Mặc Nùng pháp lực thâm hậu tới trình độ nhất định, như vậy ánh tuyết kiếm công hiệu thì càng mạnh. Thế nhưng là tỷ tỷ, người khác như thế giày xéo ta nhà a. Trầm Mặc Nùng lại là không có chú ý điểm này, nàng vừa lòng thỏa ý thu ánh tuyết kiếm tiến giới tu di, nói, thế nào, tạm được. Lâm Băng nói ra, không tệ không tệ, so ta ngự phong kiếm lợi hại nhiều. Trầm Mặc Nùng luôn luôn trầm ổn, lúc này thì theo đến đồ chơi tiểu hài tử một dạng. La Quân đem ánh tuyết kiếm tư liệu cho Trầm Mặc Nùng, nói ra, cái này ngươi có thể nhìn xem. Trầm Mặc Nùng cảm thấy hứng thú tiếp nhận qua. Lại nói đây là, hành cung 2 trên lầu. Duẫn Nhi dựa theo phân phó chuẩn bị nước trà, bánh ngọt. Sau một tiếng, Sân Sơ Rồ Thân Vương sớm đi vào, hắn theo La Quân chào, sau đó bồi tiếp La Quân nói chuyện. La Quân hiện tại theo Sân Sơ Rồ Thân Vương trò chuyện rất lợi hại vui sướng. Sân Sơ Rồ Thân Vương là vị học thức uyên bác người. La Quân tại Sân Sơ Rồ Thân Vương nơi này có thể học được không ít tri thức. Sân Sơ Rồ Thân Vương thuận tiện theo La Quân giảng, dưới tay hắn thân tín tổng cộng là 8 vị huyết vương, lại có là Varai cùng Bạch Tuyết. Mặt khác Duẫn Nhi, Kubica cùng Cúc cũng đều xem như thân vương thân tín. Về phần hắn huyết tộc, tỉ như bá 4 vị bá tước, 36 tử tước, những người này đều là tầng quản lý. Bọn họ luôn luôn cũng đều là phục tùng Sân Sơ Rồ Thân Vương quản lý. Nhưng là bọn họ cũng không tính là Sân Sơ Rồ Thân Vương thân tín. Nếu như chuyện gì phát sinh, bọn họ lập trường là không thể suy nghĩ. Thậm chí, rất nhiều bá tước cùng tử tước đều đã âm thầm cùng một số thân vương cấu kết cùng một chỗ. Sân Sơ Rồ Thân Vương đối những chuyện này là biết, hắn chỉ là không nói mà thôi. Chính hắn một mực trưởng khống chiến đấu lực, tăng thêm hắn thực lực mình siêu quần, cùng hắn uy vọng ở chỗ này. Điều kiện như vậy, đã có thể cho hắn hảo hảo trưởng khống huyết tộc. Cho nên hắn không cần thiết nhiều sinh chi tiết. La Quân liền cũng liền có đại khái giải. Sau đó, Bạch Tuyết, Varai, bát đại huyết vương toàn bộ đến đông đủ. Sân Sơ Rồ Thân Vương để Cúc cùng Kubica chấn giữ bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy hội nghị. Duẫn Nhi cũng bị yêu cầu tiến vào phòng họp tham gia hội nghị. Lầu 2 trong phòng họp, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. Lần này,
Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng không có tiến đến. Các nàng dù sao không tính là huyết tộc người, lần này hội nghị là tuyệt đối tư mật. Sân Sơ Rồ Thân Vương không hy vọng có người ngoài tham gia, La Quân tự nhiên cũng liền tôn trọng Lão Thân Vương ý kiến. Thân Vương, Công Tước, Bá Tước, Tử Tước. Đây là huyết tộc hạch tâm thành viên bài danh xưng hào. Bây giờ huyết tộc hết thảy thì có 10 vị thân vương, 10 vị thân vương trừ Sân Sơ Rồ Thân Vương bên ngoài, còn lại người đều không có ngưng kết pháp đan, cũng bị phái ở bên ngoài riêng phần mình dốc sức làm. Cũng coi là có chính mình phong địa. 10 vị thân vương, 4 vị công tước, 8 vị bá tước, 36 tử tước. 8 vị bá tước chính là cái kia 8 vị huyết vương, hoàn chỉnh xưng hào chính là huyết vương bá tước. Sân Sơ Rồ Thân Vương cường điệu bồi dưỡng 8 vị huyết vương, đem bọn hắn chiến đấu lực tăng lên tới cường hãn cảnh giới. Cho nên, hắn có 8 vị huyết vương cùng Bạch Tuyết cùng Varai những này tuyệt đối thân tín tại, liền là có thể gối cao không lo.